Y đạo quan đồ. chương 16, Cường Long bất áp địa đầu xa. Cuối cùng sở yên nhiên đành chấp nhận, thoát y trước mặt Trương Dương. Mọi thứ cứ phơi bày trước mặt Trương Dương dường như đang thử thách con người hắn nhưng, hắn đã trở thành một quân tử nhân trong lòng người đọc. Mời các bạn đón đọc. Trương Dương rất chăm chú tự giới thiệu, tôi, Trương Dương. Chủ nhiệm kế sinh bạn huyện Xuân Dương Hắc Giả Sơn Hương. Sở yên nhiên nhịn không được nở nụ cười, Vô tình tác động đến vết thương, đau đến đến chảy nước mắt, vẻ mặt trên mặt thực sự là thống khổ tới cực điểm, Trương Dương mỉm cười nói, ngoan ngoãn nghe lời đi. Hắn dùng ngón tay điểm vào bụng dưới người Sở Yên Nhiên trên huyệt thần khuyết, Sở Yên Nhiên chỉ cảm thấy thân thể giống như bị điện giật nhẹ, đau đớn nhất thời biến mất, Trương Dương điểm huyệt mục thị làm cho Sở Yên Nhiên trong phút chốc cơ thể mất đi chi giác, như vậy có thể dễ dàng cho việc bó xương. Audio điện tử Võ Tấn Bền sở yên nhiên cũng hiểu ra được một việc, nguyên lai trương dương có thể dễ dàng giải trừ đau đớn cho mình, tên này căn bản cố ý dần vặt cô. trong lòng nhất thời đem trương dương nguyền rủa một trăm lần, nàng thấy đôi bàn tay của trương dương bắt đầu cởi thắt lưng da của nàng, cả người nhất thời căng thẳng hồi hộp, đôi mắt đẹp vát ra tia sáng sợ hãi, tiếng nói sợ sệt, ông muốn làm gì? trương dương nhàn nhạt cười cười, có biết tôi làm cái gì không? tôi làm cho cô sợ à? tôi cũng không phải hạng hạ lưu xấu xa đâu vừa nói vừa cởi ra chiếc quần màu đen của Sở Yên Nhiên, nhẹ nhàng cởi bỏ ra chỗ khác, lộ ra phần bụng dưới trắng nõn, Sở Yên Nhiên hoàn chưa bao giờ để lộ thân thể trước mặt người đàn ông nào, khuôn mặt cười lúc nãy nhất thời đỏ lên vì xấu hổ, đôi mắt đẹp chăm chú nhắm lại. Nhưng thật kỳ quái, cô đối với Trương Dương không hiểu tại sao lại có cảm giác tin tưởng vô cùng, có thể bởi vì Trương Dương cứu cô từ vách núi cứu về, cô tình nguyện tin tưởng Trương Dương sẽ không hành động lỗ mãng. Bên trong bỗng nhiên trở nên yên lặng, sở yên nhiên cảm giác được khí thức của người đàn ông nóng rực lan tỏa vào người mình, cô không dám dương đôi mắt nhìn. Chiếc quần đen chậm chậm được cởi ra, quần lót của sở yên nhiên màu đen được thiêu dệt tinh xảo dần dần lộ ra trước mắt, trương dương cố gắng chấn định lại tinh thần, tiếp đến đôi đùi non trắng như tuyết của sở yên nhiên nở nang kiện mỹ, cũng dần dần lộ ra, da thịt nàng nhẵn nhụi mềm mại không tỉ vết, bất luận không có cái gì sánh được, khiến người ta phải mê mẩn. Đôi chân cực mỹ, chỉ là phần bắp đùi bởi vì gãy xương nên đã xương tấy lên, màu da cũng trở nên có chút tím bầm. Chiếc quần lót màu đen tinh xảo nằm giữa hai chân trắng noãn ở phía trước bao lấy phần kín, những đường cong duyên dáng cứ đập vào mắt làm cho huyết mạch trương dương loạn nhịp, trương đại quan nhân ý chí quật cường, mọi thứ đang thử thách bản thân hắn. Hắn ép buộc bản thân đem ánh mắt trong suốt đặt ở mắt cá chân sở yên nhiên, cởi quần đen của nàng ra, lại dùng kéo đem cắt bỏ tất chân ra, đầu ngón tay sờ tại bắp đùi sở yên nhiên ra thịt trắng noãn một cách nhẹ nhàng, sở yên nhiên không tự chủ được, cơ thể hơi run rẩy. Trương Dương hít sâu một hơi, đôi chân ngọc mỹ như thế, quả thực là kiệt tác tạo hóa, giả như làm cho cô bị tàn tật, thật sự là phung phí của rời. Trương Dương tuy rằng không phải thánh nhân, thế nhưng đối với vật đẹp như thế ai lại lỡ lòng nào, hai tay xoa lên chân trái sở yên nhiên, phán đoán mức độ nghiêm trọng tình hình gãy xương, nhẹ giọng nói quá trình trở lại vị trí cô có thể sẽ có một chút đau đớn, tôi tuy rằng đã điểm vào huyệt thần khuyết của cô, thế nhưng chỉ có thể khống chế ra thịt bất đau. Còn đối với cốt tủy không có nhiều tác dụng cho nên cô sẽ phải chịu đau. Sở yên nhiên rõ ràng cảm thụ được đôi bàn tay Trương Dương đang xoa ở bắp đùi của nàng, cũng không rõ tên này đúng là xem bệnh hay là nhân cơ hội này hắn lợi dụng mình, cô cắn môi anh đào nói, làm đi, tôi chịu được. Trương Dương gật đầu, khéo tay đỡ lấy chân trái sợ yên nhiên, nhẹ nhàng cầm đầu gối cô, thấp giọng nói tôi bắt đầu này. Ừ, Trương Dương hai tay hướng một phương khác nhanh tay xoay tròn một chút, đồng thời hướng ra phía ngoài, trước nay chưa có đau đớn làm cho sợ yên nhiên thất hết ẩm lên, đau quá. Trương Dương nhắm tịt hai mắt, trong đầu xuất hiện một bức tranh hoàn tinh chỉnh về xương đùi bị gãy được hắn nắn chỉnh lại, hắn Dương đôi mắt, ánh mắt tràn ngập vui mừng tiến vào. Ôi, đau quá, cố nhịn đau một chút đau đớn sẽ lập tức trôi qua ngoài cửa đỗ vũ phong cùng lưu chuyện khôi trợn tròn hai mắt nhìn nhau đều là đại lão gia mẹ nó nghe không ra bên trong đang làm gì lưu chuyện khôi rít một hơi thuốc lá vẻ mặt hướng cối say xa xa đi đến đỗ vũ phong sắc mặt hắn giọng theo tới Huệ oải ngồi phệt tại cối say ngồi xuống lưu chuyện khôi đem thuốc lá đưa cho hắn đỗ vũ phong cố sức rít một hơi việc này sợ rằng có điểm phiền phức lưu chuyện khôi nở nụ cười kinh thường phiền phước cái giám không phải là đả động những khe hở về điểm này người ta tình nguyện còn ai cấm được việc này? Đỗ Phú Phong tâm sự trịnh trọng nói chỉ sợ hắn dùng sức mạnh hắn công phu rồi rào như thế hạ gục một tá bốn người ba người huống chi trong đó chỉ là một cô gái. Lưu chuyện khôi vui đùa ý anh nói là trương chủ nhiệm cưỡng dâm người khác. Đỗ Phú Phong mở to hai mắt nhìn tôi cũng không nói thế vậy ngươi lo lắng cái đích gì hoàng đế không vội giết thái giám không biết còn rằng là người cưỡng dâm gạch dưới. Lưu chuyện khôi tránh tẩu thuốc, Đỗ Phú Phong khẽ cười đi hướng thôn xóm trong bóng đêm. Đỗ Phú Phong cao to thân thể trong xương mù dày đặc có vẻ cực kỳ mông lung, hai tay rứt tóc có chút thống khổ, có vẻ cô đơn, tịch mịch, một đêm hắn đã định trước không thể ngủ yên. Trương Dương vừa trên vách núi tiện tay hái được cây thảo dược kỳ vị, bởi vì không có công cụ thích hợp nên hắn đành trực tiếp lấy tay nghiền nát, đắp trên đùi trái sợ yên nhiên, sau đó ngay tại chỗ lấy hai thanh gỗ nẹp chân băng lại, đem cố định chân trái sở yên nhiên thật vững vàng, lúc này mới cười tủm tỉm vỗ vỗ hai tay, xong rồi, không đầy một tháng cô có thể khôi phục. Lúc nối xương xong, thân thể sở yên nhiên đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều, tuy rằng không biết cụ thể tình hình nối xương, thế nhưng theo cảm giác hiện tại, Trương Dương hẳn là tiếp được xương cốt của nàng, trong lòng đối Trương Dương bất giác cảm kích. Trương Dương tuy rằng không là chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải cái loại tiểu nhân này thấy lợi mà làm càn, hắn giật lấy chiếc chăn bông che lên đôi chân trần của Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên rất cảm kích, cũng bởi vì đối với Trương Dương mà cảm thấy áy náy. Nhìn khuôn mặt Sở Yên Nhiên có chút tiểu tụy, Trương Dương trong lòng cảm thông, mệt mỏi thì ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đưa cô trở về. Tôi ngủ không được. Trương Dương nở nụ cười, thế nào, có đúng hay không bởi vì tôi ở bên người, sợ tôi thừa dịp cô ngủ say mà mưu đồ chuyện xấu à? Sở Yên Nhiên nở nụ cười có chút ngượng ngùng như cây hoa hồng nở rộ trong gió đêm, sắc đẹp nhân gian quyến rũ đến mê người, làm cho Trương Đại Quan Nhân không khỏi ngây người, nuốt ực nước miếng có chút thô thiển, "Được, cô đừng có mà cười tôi, dễ khiến tôi phạm tội biết không?" Sở Yên Nhiên thói quen trêu hắn, "Tôi ngủ đây, chúc ngủ ngon." Cô nói ngủ là ngủ liền, không bao lâu cũng đã nhập sâu vào giấc mộng ngọt ngào. Trương Dương ngược lại đứng lên, cô gái thế nào không hề cảnh giác lẽ nào bộ dạng ta như vậy lại có cảm giác an toàn thế sao? Trương Dương ngấm lại việc làm đêm nay, từ đáy lòng cảm thán một câu, mẹ nó thực sự là người tốt. Tình cờ gặp được cô, thực sự là có phúc ba đời đã tu luyện, vì vậy Trương Đại Quan Nhân có sống lại lần đầu tiên Mỹ nữ đẹp cùng chung trong một phòng, cùng trải qua đêm trường, bất quá trải qua cũng không có chút nào kiểu diễm lãng mạn. Chiếc giường lớn dành cho sở yên nhiên, Trương Dương chỉ có thể khoanh chân tỏa chấn chờ tới lúc bình minh sáng sớm tại sơn thôn, gà trống báo bình minh lên, sương sớm vẫn chưa tiêu tan hết, khắp nơi đều nhộn nhạo mông lung đa màu sắc, trương dương dương đôi mắt, thấy sở yên nhiên vẫn đang ngủ say sưa, mặt cười bắp phủ một tầng đỏ ửng, trương dương không khỏi lắc đầu, cô gái có vẻ khoan khoái. Hắn đẩy cửa đi vào sân, thấy trong sương sớm có đốm lửa lúc sáng lúc tối, đến gần trông thấy đỗ vũ phong ngồi xổm trên phiến cối say hút thuốc. Phía dưới chân đều là những đầu lọc thuốc lá vứt bừa bộn, bởi vậy có thể nhìn ra hắn ở chỗ này đã được một lúc sớm như vậy trương dương vận động hai cánh tay đỗ vũ phong ngây người nhìn trương dương một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần đem nửa điếu thuốc vẫn còn cháy ném xuống đất cánh tay hắn cầm lấy cánh tay trương dương kéo tới một góc sân tối hôm qua anh đã làm gì trương dương nhìn đỗ vũ phong tên này có vẻ có chút tiều tụy sắc mặt trắng nhợt hai mắt vô thần khóe mắt còn lưu lại một khối rử mắt trương dương nhịn không được nở nụ cười Đỗ Phú Phong mắng một câu, anh còn cười được, mẹ nó tôi lo lắng đến chết, tôi hỏi thật đấy anh đừng có đùa tôi. Suốt cuộc đã làm gì? Trương Dương tràn ngập thông cảm vỗ vỗ vai hắn, anh đỗ, tôi nói anh như vậy mà não anh không nghĩ được chuyện tốt sao, tôi thân là một cán bộ quốc gia, tôi có thể làm gì khác ngoài việc giúp người ta trị thương. Hơn nữa, tôi không làm cái gì trái pháp luật, sự tình cũng không liên quan đến anh, anh quan tâm làm chi. Đỗ Phú Phong nóng nảy, anh đâu phải người hèn mọn, thế nào lại không liên quan đến tôi. Rốt cuộc anh đã làm hay không làm chuyện ấy. Cùng anh nói chuyện thực tế mẹ nó sao phải lao lực như thế. Anh nói, nếu như anh đem toàn tâm toàn lực bắt trộm phá án, cũng không đến mức 30 mà giờ vẫn còn đang ở đồn công an xã. Đỗ Phú Phong bị Trương Dương đâm đúng chỗ đau, chừng hắn liếc mắt nói, đồn công an xã thì làm sao. Nói như thế nào cũng hơn nhiều so với anh làm cái công tác phụ nữ hai bên này đấu khẩu, tiếng bước chân trong xương truyền đến tai hắn, bí thư chi bộ thôn lưu chuyện khôi chậm rãi đã đi tới, trong tay vẫn đang cầm tàu thuốc chỉ chốc lát không rời, hắn tuy rằng hơn 50 tuổi nhưng nhãn thần vẫn cực sáng, thấy hai người trương dương cùng đỗ vũ phong. Hắn tủm tìm cười bắt đầu đến gần hơn, tôi bảo đại trụ nấu cho cháu kê trúc, ngoảnh đầu lại thấy nhiều quá, mọi người đều đến sớm thế này. Nhãn thần đầy thâm ý hướng Trương Dương quan sát một phen, cảm thán nói, suy cho cùng thân thể thanh niên vẫn còn tốt chán. Trương Dương nghĩ không ra đầu óc lão bí thư chi bộ cũng xấu xa, không khỏi ha hả nở nụ cười, nếu người ta đều hiểu lầm, hắn cũng không cần phải giải thích, quay về với chính nghĩa Trương Đại Quan Nhân cho tới bây giờ cũng không quan tâm vấn đề danh tiếng, lưu bí thư chi bộ, chiêu đệ không sao chứ. Lưu chuyện khôi thở dài, bị dọa, khóc trọn một đêm, bình minh vừa mới ngủ một chút, tiếc là tôi không thể lột ra tên nào gây nên chuyện này. Đỗ Phú Phong có thể lý giải lưu chuyện khôi phẫn nộ, ông không cần lo lắng, biển số xe đều nhớ kỹ, chờ ta trở về đem hồ sơ điều đi ra, nhất định sẽ biết hắn. Lưu truyện khôi chuyển hướng trương dương, tiểu trương chủ nhiệm, nghe nói người ngày hôm nay buổi sáng muốn cho chúng ta miễn phí làm kiểm tra thân thể. trương dương gật đầu, lưu truyện khôi mừng rỡ cố sức hút vài điếu thuốc, cảm tình lại nói tiếp tôi có bệnh đau đầu, tôi sẽ kiểm tra lại. hắn nào biết thực chất là đang thực hiện ý tưởng kế hoạch hóa gia đình. trương dương cười tủm tỉm nhìn lưu truyện khôi tôi sẽ trị bệnh đau đầu cho ông, bất quá về điểm này ta sẽ truyền lại vấn đề giúp các mọi người giải quyết. Bầu trời đằng đông mơ hồ hiện ra một tia ánh sáng màu hồng, ánh sáng mặt trời xuất hiện, sương mù gần tiêu tan hết, sương trắng nồng đậm trong khoảng thời gian ngắn đã biến mất tiêu thất. Thôn quê trong núi nhỏ dần hiện lên sáng rực cảnh tượng minh tú, trương dương bên này rửa mặt xong, mới nhìn đến quách đạt lượng mơ màng đi ra, nước trong chum hai bên nhất thời róc rách chảy, rửa mặt, đánh răng. Giám đốc trạm nông nghiệp đang đứng tại cối say cất giọng hát. Ông là người mê xem hát nhất, mỗi ngày sáng sớm là hắn luyện giọng đây là thói quen thường ngày. Lưu chuyện khôi dung đùi đắc ý, bất quá nhiều lúc hứng thú lớn tiếng ồn ào, vị giám đốc vài lần đều thiếu chút nữa bị hắn điều đi. Lưu đại trụ cùng Lưu tín nga một người bưng một nồi tràn đầy cháo kê trúc, người kia bưng một rổ bánh bàn thầu nóng hầm hập đi vào sân. Lưu chuyện khôi đón lấy, giúp đỡ bọn họ chuẩn bị điểm tâm cho tổ công tác dựa theo lệ của tổ công tác ăn xong điểm tâm sẽ rút lui khỏi, đến khi đến thôn trang thì hắn sẽ cho tiếp đái tổ công tác, bất qua đối với bí thư chi bộ thôn lưu chuyện khôi mà nói, công tác tại thôn Thanh Hà kiểm tra kết thúc hoàn hảo, thì chỉ có hắn mới xứng trước bí thư chi bộ thôn này. Điều khiến cho Đỗ Vũ Phong phiền muộn chính là những người khác trong tổ công tác chủ động hỏi đến chuyện tối hôm qua đã xảy ra. Quách đạt lượng thân là tổ trưởng tổ công tác đi đánh răng rửa mặt xong, liền đơm một bát cháo kê trúc nóng hầm hập, cầm một cái bánh màn thầu, dưa muối tự mình hưởng thụ bữa sáng một cách đắc ý hắn cũng không muốn biết không quan tâm đỗ vũ phong đang do dự có nên đi gặp quách đạt lượng sẽ thông báo một chút xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng cảnh sát còi gấp thanh âm đối với đỗ vũ phong lão làng trong ngành cảnh sát nói thật ra đó là việc hết sức bình thường thế nhưng đối với người dân mà nói nó khiến bọn họ xúc động thần kinh sâu sắc trương dương dùng khăn mặt lau khô mặt thấy đỗ vũ phong hướng ngoài cửa đi đến hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc sớm như vậy đã có xe cảnh sát tìm tới nơi này, chuyện này 89 phần 10 là liên quan sự tình đêm qua, Trương Dương cầm khăn mặt theo Đỗ Vũ Phong đi đi ra ngoài. Ba xe Toyota cảnh sát đỗ ở khoảng đất trống trước cửa thôn ủy, đèn cảnh sát lóe ra, nhìn biển số xe đó là tỉnh Bắc Nguyên lân cận, Đỗ Vũ Phong càng cẩn thận hơn, những xe cảnh sát này thuộc về tỉnh Bắc Nguyên thành phố Kinh Sơn. Phải biết rằng thành phố Kinh Sơn cùng huyện Xuân Dương chỉ cách nhau một tòa núi Thanh Thai Sơn, trước kia Thanh Thai Sơn chưa khai thông đường hầm, tỉnh trên đường mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vô số ô tô mang biển hiệu Kinh Sơn, có thể từ khi khai thông đường hầm, đã rất ít ô tô theo Sơn đạo đi. Đỗ Phú Phong biết những xe cảnh sát này cũng không phải đúng dịp ngẫu nhiên đi ngang qua đây. Tổng cộng 3 xe cảnh sát, 12 tên cảnh sát bước xuống, vị đại đội kia lưỡng Giang Tam Hoa, là vị cảnh đốc cấp 1, là cán bộ cấp cao, đám cảnh sát kia theo phía sau, cấp bậc thấp nhất cũng là cảnh ti cấp 1. Đỗ Vũ Phong trong cảnh sát đội ngũ lăn lộn khổ sở nhiều năm như vậy cũng bất quá mới là một cảnh ti cấp 2 nhìn vài tên cảnh ti cấp một tuổi còn trẻ mà mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn, Đỗ Vũ Phong không tiến tới bởi tự nhiên linh cảm việc không hay. Tên cảnh đốc cấp một uy nghiêm nhìn khắp nơi, Trương Dương cùng Đỗ Vũ Phong cũng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt tên này dừng tại trên mặt Đỗ Vũ Phong, hắn chỉ vào chiếc tiểu diện bao, chiếc xe này là là của ngươi. Đỗ Vũ Phong gật đầu, ánh mắt đối phương bỗng nhiên trở nên người gây sự, vẫn nộ quát một tiếng, bắt lại cho ta. Tay đỗ vũ phong còn chưa kịp chạm vào bên hông rút súng, thì bốn gã cảnh sát đã đem nòng súng tối om đồng thời nhắm ngay hắn. Đỗ vũ phong làm cảnh sát nhiều năm như vậy, có sóng gió nào chưa từng trải qua, mà nhưng bị người, một nhà, dùng mũi súng chĩa vào đầu mình là lần đầu tiên gặp phải. Trương Dương bên kia cũng bị hai gã cảnh sát dùng súng chĩa vào đầu, tuy rằng Trương Đại Quan Nhân võ công cái thế nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, quyền cước nhanh thế nào cũng không nhanh bằng súng đạn. Trương Dương đã xem trên TV, trên sách báo nhiều lần hiểu được vấn đề này. Hạ súng của hắn, cảnh đốc mặt không chút thay đổi nói. Đỗ Phú Phong ý không vui, tay phải chăm chú cầm súng các ngươi dám. Các ngươi hành động đã thông qua công an Bình Hải chưa? Cảnh sát tỉnh Bắc Nguyên thực sự khinh người quá đáng, vậy mà không thèm thông báo cho cảnh sát Bình Hải, dám vượt qua tỉnh giới bắt người, hơn nữa vị này chính là cảnh sát tỉnh Bình Hải tên cảnh đốc kia hướng Đỗ Vũ Phong một bước, tôi là tạ trí quốc phó cục trưởng cục công an thành phố Kinh Sơn tỉnh Bắc Nguyên. Hiện tại, tôi nghi ngờ anh đồng lõa với một băng nhóm cướp bóc, khả nghi liên quan đến vụ án sát giết người, mời anh phối hợp điều tra. Nghe thấy động tính khác lạ, phó hương trưởng quách đạt lượng chạy ra, thấy tình hình trước mắt cũng kinh hãi, cười cười giải thích các vị, các vị. Xem ra chuyện này có thể là hiểu lầm. Xong lên, ngữ khí tạ trí quốc không hề có chút linh động dịu đi, một tên cảnh sát xông lên phía trước tóm lấy cổ tay Quách Đạt Lược, đâu để tên Quách Phó Hương trưởng huấn luyện lại cảnh sát, hắn bị còng lưng xuống, tiếng kêu thảm thiết như mổ heo, tên cảnh sát kia đã thẳng thắn đem hai tay của hắn còng lấy, Quách Đạt lượng phẫn nộ gầm rú, tôi là cán bộ quốc gia. Nói còn chưa dứt lời, đã bị tên cảnh sát kia đá cho một cước vào bụng, phịch một tiếng đã quỳ dưới mặt đất. Đỗ Phú Phong đôi lông mày rậm nhích lên, thái độ bắt đầu cùng tận lực phối hợp có thể đối phương không phân biệt tốt xấu trước tiên đã dùng súng chỉ vào mình và Trương Dương, còn còng tay quách đạt lược, không có cơ hội cho bọn hắn cãi lại, mẹ nó cũng thật quá đáng. Hạ súng, tạ trí quốc gia lệnh. Đỗ Vũ Phong lạnh lùng nhìn hắn, người này là người Bình Hải. Bình Hải dù thế nào cũng là đất Trung Quốc, tạ trí quốc bực tức, hạ súng của hắn. Một gã cảnh sát xông lên thu súng của Đỗ Vũ Phong, bị Đỗ Vũ Phong trở tay một quyền đánh ngửa mặt lên trời, lập tức bốn cây súng đồng thời dí tại đầu đỗ vũ phong ngoan ngoãn đi đỗ vũ phong tuy rằng căm tức thế nhưng mặt tối om họng cứng nở, không còn biện pháp nào khác chỉ có thể chấp nhận hiện thực trước mắt trương dương nở nụ cười các vị là vì sở yên nhiên tới đây tạ trí quốc rõ ràng sửng sốt một chút ánh mắt hắn chuyển hướng trương dương anh biết cô gái ấy trương dương thở dài tôi biết các anh sẽ không hiểu được đạo lý sở yên nhiên vẫn còn sống êm đẹp các anh tới đây làm to chuyện để làm cái gì tiếng tạ trí quốc trở nên có chút kích động hắn hướng trương dương một bước sợ yên nhiên ở nơi nào trương dương híp hai mắt nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập khinh thường tôi dựa vào cái gì phải nói cho anh cảnh sát các anh vừa tới đây đã dùng súng chĩa vào đầu của tôi mẹ nó ai chẳng hoảng sợ tôi sợ quá nên quên mất rồi tạ trí quốc lập tức nhận ra tên tiểu tử này cố tình làm khó dễ mình lúc này nghe tiếng người dân đã càng ngày càng nhiều gần trăm thanh niên nam nữ già trẻ bọn họ đều vây quanh Tạ Chí Quốc uy hiếp nói chuyện này tính chất rất nghiêm trọng đã kinh động đến công an tỉnh tốt nhất anh nên đem tin tức nói rõ nói cho tôi biết Sở Yên Nhiên hiện tại đang ở đâu Trương Dương cười nhạt một tiếng người này ở Bình Hải cảnh sát Bắc Nguyên sao có quyền quản lý nơi này ông uy hiếp tôi Tạ Chí Quốc kiên chỉ cùng Trương Dương dây dưa đưa ơ đứng lên tôi hỏi lại hai gã cảnh sát thân thủ rất nhanh tóm lấy cánh tay Trương Dương Trương Dương dùng hai tay cố sức, lực tuy rằng không lớn, thế nhưng phát lực cực kỳ tinh xảo huyền diệu, hai gã cảnh sát bước đi lảo đảo, thân thể tự nhiên đập vào nhau. Trương Dương xuất thủ nhanh như chớp, đã dùng một bàn tay đẩy hai người về phía sau. Tạ Chí Quốc nhìn ra tên này thân thủ bất phàm, mệnh lệnh cho những cảnh sát còn lại hướng hắn xuống lại, Trương Dương nguyên vốn không có dự định cùng bọn họ tranh chấp, hắn lui một bước ra sau, tôi nói rồi, nếu như các anh cứ thô bạo như thế không thèm để ý đến người khác, quay đầu nhìn lại vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì tôi cũng không dám cam đoan đâu đấy. Lúc này Lưu chuyện Khôi cũng đi tới ngoài cửa, hắn cuống quyết tới chỗ Trương Dương và đám cảnh sát, tôi là bí thư chi bộ đảng thôn Thanh Hà, có cái gì nói hãy cùng tôi. Tạ Chí Quốc tuy rằng coi thường bí thư chi bộ thôn, thế nhưng hắn cũng không thể bỏ qua tầm ảnh hưởng của bí thư tri bộ thôn tại nông thôn, xung quanh người dân càng ngày tụ về càng nhiều khẳng định sẽ đứng bên lập trường bí thư tri bộ thôn, tuy rằng bọn họ trong tay có súng, trung quy cũng không thể hướng dân chúng nổ súng. Tạ trí quốc trước sau tại Đỗ Vũ Phong cùng Trương Dương nơi nào huyết hai người, đã ý thức được nhóm người cũng không phải người lương thiện, bắt đầu hắn tới lúc sở dĩ thái độ cường ngạnh, là bởi vì cho rằng sở yên nhiên đã gặp nạn, có thể theo Trương Dương nói hắn đã cảm thấy được sở yên nhiên vẫn chưa chết, tâm tình trong khoảng thời gian ngắn đã có biến chuyển, trước khác nay khác. Tạ trí quốc thân là phó cục trưởng cục công an thành phố Kinh Sơn cũng không phải hạng người lỗ mãng ngốc nghếch, hắn phất phất tay, ý bảo thủ hạ tạm thời lui ra, khống chế được uất ức trong lòng, tối hôm qua có phải có một cô gái lái xe máy tại đoạn đường thập bát bàn lao xuống vách núi không? Lưu chuyện khôi vẻ mặt hồ đồ, không biết, nếu thật là có người ngã xuống sườn núi khẳng định thịt nát xương tan. Hắn đối với tạ trí quốc giữa nhóm người kiêu ngạo ương ngạnh cũng là rất là bất mãn, cố ý quấy nhiễu làm khó dễ. Tạ trí quốc ý thức được tên này là một tên xảo quyệt, trong lòng có vẻ tức giận, có thể hắn phải kiêng kỵ, đó chính là do hắc giả Sơn Hương thuộc về tỉnh Bình Hải, bất luận nguyên nhân sự tình gây ra làm sao, tại hệ thống nội bộ cảnh sát mà nói, chính là đã phá vỡ quy định, bản thân không hợp đạo lý, hiện tại là tối quan trọng muốn tìm được sở yên nhiên rơi xuống, chỉ cần biết sở yên nhiên không có việc gì thì chuyện nào cũng dễ giải quyết, nếu như sở yên nhiên thực sự có xảy ra chuyện lớn thì hậu quả. Tạ trí quốc trên lưng đã toát ra mồ hôi lạnh, hắn thậm chí cũng không dám nghĩ xa hơn. Hắn ho khan một tiếng, trên mặt tự nhiên mỉm cười, đồng chí, anh đã là bí thư chi bộ thôn, nên biết rõ mặt lợi hại của vấn đề. Sự kiện tối hôm qua anh nhất định biết chứ, nếu biết cô gái sợ yên nhiên, mong anh có thể phối hợp hành động cùng chúng tôi, nhanh chóng giúp chúng tôi tìm được cô gái. Lưu chuyện khôi rít một hơi thuốc lá, bỗng nhiên nhổ ra một ngầm đờm trên mặt đất, bây giờ, tôi nói về cái dở của anh, đó là không nên rút dao động súng tại đây. Chưa sáng sớm, anh đã bắt quách phó hương trưởng của chúng tôi, anh làm như đã qua mặt bí thư chi bộ thôn rồi đấy. Lưu truyện khôi tuy rằng chỉ là một cán bộ thôn, có thể chính là nhân vật cực sĩ diện, công tác tổ đi tới thôn Thanh Hà, gặp phải sự việc, xét đến cùng chính tất cả là do Đỗ Vũ Phong, bất luận để ý tại một khía cạnh nào đó. Lưu bí thư chi bộ nói rằng đây địa bàn của ta, do ta làm chủ, các ngươi là cảnh sát dù thế nào cũng không được dùng đến súng, ông mày thật đúng là một đem các ngươi xem ở trong mắt, Tạ chí quốc bị lưu chuyện khôi của trách trước mặt mọi người một trận thật đã trầm xuống, tên cảnh sát phía sau nhịn không được, giận dữ hết, "Lão này, người nói chuyện với phó cục trưởng phải chú ý chứ." Lưu chuyện khôi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hai mắt liếc nhìn tên cảnh sát, ánh mắt sát khí trong lạnh thấu xương đã hướng đối phương bước bách, hắn bĩu môi khinh thường, nói: "Con trai ạ, à, con chỉ là đúng quần của ai đó thôi, coi con như hàng hóa ra mặt thôi." Người dân xung quanh phát sinh tiếng cười vang. Mặt tên cảnh sát xấu hổ đỏ bừng, nhiệt huyết bốc hỏa, cũng không thèm lo lắng bất luận hậu quả gì, giận dữ hết, dám nhục mạ cảnh sát nhân dân, người có tin ta đem người bắt lại không? Lưu chuyện khôi run lên miếng vải đen áo bông rung rung, tàu thuốc lá rời khỏi miệng, vung lên hai tay tới mà bắt ta. Ông mày đứng cho mà bắt, không tới à, bắt ta đi, bắt con mẹ ngươi. Lưu bí thư chỉ bộ đứng ngạo nghễ thần uy dưới ánh sáng mặt trời, giống cây tùng ngạo nghễ trong gió trên đỉnh thanh thai sơn tuy rằng một người chức vị trên đang không chấp mắt, có thể lúc này quyền uy lưu bí thư tri bộ mới thể hiện phóng đại lớn nhất. Bất luận là Trương Dương hay những người khác tất cả đều cảm thụ được khí tức đến từ lão bí thư tri bộ không ai sánh nổi. Trương Dương thản nhiên nhìn tạ trí quốc mặt biến sắc. Lưu đại trụ tạt qua, trên tay cầm một con dao phay, uy phong lẫm liệt xuất hiện phía sau cha, ai dám bắt cha tôi, ông mày sống chết với nó. Ai dám bắt lưu bí thư tri bộ, tao là người đầu tiên sẽ không bỏ qua sự yên lặng sơn thôn nghênh đón bị tiếng động dầm dĩ làm náo loạn cả lên. Bao quát tạ trí quốc ở bên trong mỗi người đều cảm nhận được lực lượng quần chúng cường đại, lực lượng vũ trang trong quần chúng nhân dân như minh mông giữa đại dương, trông bọn chúng có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Cong, một tiếng, không biết là người nào ném mạnh ra hòn đá, đã đập vỡ đèn xe cảnh sát ở phía trước, chiếc đèn bị vỡ nát bét, tiếng kêu bắt đầu không ngừng dầm dĩ. Tạ trí quốc vẫn nộ hé ra khuôn mặt đỏ bừng, tay phải động tác hắn làm một người ép xuống, ý bảo bọn thủ hạ nhất định phải kiềm chế, nhìn vạn lần không cho cục diện tiến thêm một bước chuyển biến xấu đi. Hắn hướng lưu chuyện khôi gật đầu, lưu bí thư chi bộ, không có ý tứ, phương thức công tác có thể có chút vấn đề, bất quá, người cũng muốn lý giải, cũng không thể được đem tung tích sở yên nhiên nói cho chúng biết. Lưu chuyện khôi có chút hít đắc ý liếc nhìn tạ trí quốc, cục trưởng công an lại làm sao vậy, hơn một phần ba người như ngươi gặp ta đều phải cúi đầu, hắn thấp giọng nói, phương thức công tác của chúng ta có vấn đề sẽ phải cải chính lại, quách phó hương trưởng đến cuối cùng phạm vào tội gì. Các ngươi sao lại bắt hắn hả? Trong lòng tạ trí quốc bực bội, bí thư chi bộ thôn mẹ nó kiêu ngạo, bất quá tỉnh táo lại ngẫm lại, lý do thực chất không có bắt quách phó hương trưởng, mọi người đều nói mình là cán bộ quốc gia, hắn khoát tay áo, ý bảo thủ hạ đem còng mở ra cho quách đạt lượng. Quách đạt lượng không hiểu sao lại bị bắt cả buổi, đã sớm ngầm ôm một bụng ấm ức, càng nhìn thấy người ta lưu bí thư chi bộ huy phong lẫm liệt đằng đằng sát khí. Còng tay bên này vừa mở ra, hắn liền vò tới trước mặt tạ trí quốc, bình tĩnh cái gì, cái gì gọi là sớm nhìn thấy đại cục, vứt mẹ nó lên chín tầng mây, hắn gầm lên, trung ương đảng tam lệnh ngũ thân không được phép thực thi pháp luật tàn bạo, các ngươi thực thi pháp luật tàn bạo, các ngươi còn được gọi là cảnh sát sao, quả thực là một băng nhóm thổ phỉ, tôi sẽ khiếu nại các ngươi tôi sẽ đi gặp gấp trên của các ngươi để trình bày tạ trí quốc lạnh lùng nhìn quách đạt lượng trong lòng nghĩ con mẹ nó còn phải không buông tha cho người khác người hãy chờ đấy chờ sự tình hôm nay qua đi còn không biết sau đó ai không may đâu hắn nhắc nhở quách đạt lượng nói quách phó hương trưởng nếu muốn làm rõ ràng là hiểu lầm mọi người trước tiên hãy bình tĩnh lại để giải quyết vấn đề về phần những hiểu lầm này sau đó hãy nói quách đạt lượng chút giận một hồi sau lập tức bình tĩnh lại đối phương địa vị cùng thân phận đều hơn nhiều so với hắn Quách Đạt Lượng thường ngày là một người lý trí cực kỳ bình tĩnh, biểu hiện vừa rồi cũng thực chất có chút thất thường. Một khi bình tĩnh lại, hắn bắt đầu lo lắng sự tình nguyên nhân hậu quả, ánh mắt nhìn về Trương Dương, tôi nghĩ Trương chủ nhiệm sẽ giải thích chuyện này. Từ chối, Quách Đạt Lượng tuy rằng không muốn làm rõ ràng chân tướng sự việc, thế nhưng có một chút hắn đã nhận định, nhất định là có phiền toái không nhỏ, chính chính tận lực hợp tác thì thật là tốt. Người đâu, tạ trí quốc lại tập trung tới trên người Trương Dương, dựa theo tình báo của hắn đêm qua có hai tên thổ phỉ mang biển hiệu xe tùng hoa giang tại đoạn đường thập bát bàn thanh thai sơn dùng súng thực hiện cướp đoạt. Trong quá trình cướp đoạt sở yên nhiên không khống chế được tốc độ lao xuống vách núi, căn cứ nhân chứng miêu tả đặc điểm bên ngoài, 10 phần là hai người Đỗ Vũ Phong và Trương Dương. Trương Dương cũng minh bạch chuyển biến tốt, đi qua đi lại vừa một phen, bọn họ bên này mặt mũi cũng, khí thế cũng có, lại nhốn nháo xuống phía dưới, đối với ai đều không có lợi, huống chi tối hôm qua xe sở yên nhiên không khống chế được sự kiện thực chất cùng đỗ vũ phong truy đuổi có quan hệ trực tiếp hắn gật đầu sở yên nhiên còn sống đang ngủ ở bên trong nghe được những lời này của trương dương tạ trí quốc như chút được gánh nặng thở dài một hơi chỉ cần sở yên nhiên còn sống tất cả những cái khác đều không quan trọng hắn chỉ chỉ vào phòng bên trong trương dương gật đầu như vậy đi một người theo tôi đi vào cô ta bị thương nhiều người như đi vào hình như có điểm không hợp Tạ Chí Quốc có chút buồn bực, tên này hiện tại hình như cũng khá thấu tình đạt lý, vì sao lúc trước cố ý làm khó dễ bọn họ, chuyện này nói mở không phải kết, hà tất biến thành nước lửa bất dung, xuất hiện mâu thuẫn, người thường thường tự nhiên đem nguyên nhân quy kết đối phương, cũng rất ít nghĩ lại vấn đề của mình, Tạ phó cục trưởng cũng không thể có ngoại lệ. Trương Dương đưa Tạ Chí Quốc cùng đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, "Sở Yên Nhiên, cô tỉnh chưa? Tôi dẫn một người đến gặp cô." bên trong truyền đến tiếng cô gái, đừng có vào, đợi tôi một chút. Tạ trí quốc nghe rõ tiếng nói của sở yên nhiên, nhất thời, trên mặt biểu tình cũng thoải mái, mỉm cười nói yên nhiên, chú tạ muốn gặp cháu một chút. Sở yên nhiên ngồi ở trên giường tìm kiếm chung quanh, rốt cục đã thấy cái quần của nàng để ở trên chiếc ghế đằng xa, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, khốn kiếp. Sau đó, cô cất tiếng nói, chú tạ, cố đợi lát nữa nha, chú để cho Trương Dương tiến vào trước đã tuy rằng là một câu nói bình thường thế nhưng làm cho tạ trí quốc mơ hồ chẳng hiểu gì cả thân là một cảnh sát tinh anh hắn không khó nghe ra trong đó có tiếng nói thân mật khó khăn phải không sợ yên nhiên trước mắt trương dương vốn đã biết được làm một người cảnh sát ưu tú tạ trí quốc năng lực suy lý rất mạnh hắn lập tức phỏng đoán sợ yên nhiên lái xe máy chăm giảm tập kích đi tới thập bát bản thanh thai sơn khả năng chính là gặp mặt trương dương ở đó có thể chuyện này thế nào chưa có nghe những người khác đề cập tạ trí quốc thực sự có chút mơ hồ khó hiểu Trương Dương hướng hắn cười cười, đẩy cửa đi đi vào. Sở yên nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, phảng phất trước mắt vị này không phải ân nhân cứu mạng cô, mà là tên không đội trời trung ường như có mối thù rất lớn. Trương Dương nhìn sở yên nhiên cười duyên dáng, mới phát hiện vẻ đẹp của sở yên nhiên như bông hoa nở rộ không bị cản trở, không che giấu, tự nhiên nền nã, trái ngược hẳn với sự thanh nhã, kín đáo của tả hiểu tình, thế nhưng vẻ đẹp mỹ lệ này càng làm cho người ta cảm thấy thân thiết, Tuy rằng sở yên nhiên đối với hắn trợn mắt nhìn, thế nhưng chỉ làm mất đi đôi mắt sáng trong sở yên nhiên mà chưa tìm được sự ấm áp cùng thân mật mà thôi. Bên ngoài có cảnh sát tạ trí quốc muốn gặp. Sở yên nhiên cắn cắn môi anh đào, giọng nhỏ nhẹ nói, đem quần cho tôi lại đây. Trương Dương lộ ra dáng tươi cười, đem quần cho sở yên nhiên, nhưng lắc đầu, vô dụng, người mặc không hơn. Sở yên nhiên hung hãn chừng mắt nhìn hắn, có chút hít oán giận nói, bộ dạng tôi thế này, sao có thể đi ra? Trương Dương cười nói, tôi nói cho cô biết, tôi đối với cô hình như là có một nghĩa vụ gì đó. Cứu người ta đó là trong lòng từ bi hỷ xả, giúp người nối xương ta đó là chủ nghĩa nhân đạo, hiện tại nhiệm vụ thì là hoàn thành, như chút được gánh nặng, tôi thực sự như chút được gánh nặng rồi. Không ngờ trong đầu người nghĩ ta là ôn dịch, có được hay không? Trương Dương cười nói, không dám. Sở yên nhiên nắm được cổ áo Trương Dương, thấp giọng nói ai bảo ngươi cởi quần của ta thế nào lại cởi được ra ngươi làm sao mặc lại cho ta mau trương dương trong lòng kinh hoàng nhà đầu kia hình như không đơn giản trong lời nói thoáng hiện lên sự hung hãn trương dương bỗng nhiên nhớ tới cha mẹ dựa theo quy định triều đại tùy nêu mình nhìn trên người cơ thể nàng nhiều như vậy thì sẽ phải lấy thân mà báo đáp trương dương nhìn sở yên nhiên kiều diễm ướt át nói nhà đầu kia tướng mạo thật là kẻ gây tai họa nếu lấy thân báo đáp cũng không nên tính toán bôi nhọ mình, Trương Dương rất nhanh lại nhớ tới trong hiện thực, bây giờ là thế kỷ 20 niên đại 90, về điểm này tư tưởng phong kiến thuộc về quá khứ đã bị phê phán kịch liệt, huống chi mình đã may mắn được trông thấy, căn bản không có bất luận hành động gì, một người không cho hắn một cơ hội. Sở Yên Nhiên nhìn Trương Dương, phát hiện hắn không yên lòng ánh mắt mơ màng, như vậy thần thái làm cho Sở Yên Nhiên ấn tượng chỉ là kẻ gian tà, Trương Dương tiểu tử này rất gian tà, hắn nói là mắt cảm động không nói lời nào mắt đã tỏ ra cảm động bất quá là mắt gian ác sở yên nhiên chỉ chỉ ngoài cửa đối với trương dương có chút hít uy hiếp nói tới không ít cảnh sát cô tuy rằng không đi ra thế nhưng cô vừa nghe được tiếng còi gấp cảnh sát trương dương thành thật gật đầu sở yên nhiên mặt cười tràn ngập vẻ đắc ý tối hôm qua là ông bước ép tôi dưới vách núi ông nói khoản này chúng ta nên tính toán thế nào nhóc kia nói cũng không thể nói lung tung bản thân cô muốn đi xuống tôi thấy việc nghĩa thì hái làm, vui vẻ giúp cô. Đầu tiên nhìn mắt ông đã biết ông không phải người tốt, khoản này tôi với ông chậm rãi tính toán, đem quần áo cho tôi mặc vào. Cơ thể sở yên nhiên mỹ lệ từ trong đệm chăn đi ra, nắng sớm nhàn nhạt, nhạt vẻ đẹp của nàng cũng đủ bao phủ một tầng ôn ngọc sáng bóng, giống như phấn hoa hồng. Trương Dương nhìn cái quần, giúp nàng mặc vào một chân hẳn là không nhiều khó khăn, thế nhưng chân trái bị thương vô luận như thế nào cũng không mặc được vào. Trương Dương thở dài, xoay người đi tới một bên tìm trong tủ tìm ra một cái quần jean dài rộng chiếc quần này vẫn còn mới một lần nữa trở lại bên sở yên nhiên muốn mặc quần cho cô sở yên nhiên nói ông nhắm mắt lại không được nhìn ta trương dương bất đắc dĩ nhắm mắt lại giúp sở yên nhiên mặc quần cho dễ dàng nhưng chân trái vẫn không vào được dễ dàng hắn làm thử lại một lần nữa cũng không thành công đem ống quần mặc vào tay cầm chân sở yên nhiên êm ái sở yên nhiên cảm thấy chân ấm áp mẫn cảm rụt lui chân lại đã thấy Trương Dương không biết từ lúc nào đã mở hai mắt, cô lên giọng kẻ nhìn trộm kẻ trộm, con mắt hắn nhìn thẳng bắp đùi cô, trong lòng cô xấu hổ, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta kiện ngươi khiếm nhã. Trương Dương một bên đem ống quần mặc cho cô, một bên kêu oan uổng, cô nghĩ rằng tôi cam tâm tình nguyện nhìn cô, tôi đây là tôi thông cảm với cô, sợ cô bởi vì chân trái bị tàn tật mà tự ti, nhỡ ra luẩn quẩn trong lòng sẽ làm cái gì bất lợi, khiến cho tôi thấy thương cô. Không thương cũng không tới lượt ông Sở Yên Nhiên tức giận nói quần jean tuy rằng hơi dài chỉ là hơi to rộng và dài một chút vừa vẫn có thể cho cái chân bị thương của Sở Yên Nhiên mặc vào lúc mặc quần cho cô không thể tránh né phải ôm cái eo nhỏ nhắn của cô tư thế như vậy dù sao có chút mở ám nhưng đối với hai người ánh mắt trái ngược nhau hô hấp cũng không ngờ trở nên trầm trọng rất nhiều Sở Yên Nhiên lại sửa sang một phen lúc này mới để cho Trương Dương đỡ lên tư thế đứng lên độc lập chỗ chân trái gãy tuy rằng còn có chút mơ hồ làm đau, bất quá đã là cô có thể tiếp nhận trong phạm vi. Ngoài cửa tạ trí quốc chờ lâu có chút nóng ruột, nhịn không được lại cất tiếng, yên nhiên, chú vào được chưa? Sở yên nhiên nhỏ giọng đối với Trương Dương uy hiếp nói, ông để cho chú ta chờ lâu quá. Sợ thế đã phải không là người nhà, Trương Đại Quan Nhân nói được đúng lý hợp tình, kỳ thực hắn cũng chẳng phải là người nhà của cô sở yên nhiên lúc này mới cả tiếng nói, được rồi, chú tạ vào đi. Tạ trí quốc đẩy cửa đi vào, thấy sở yên nhiên ôm cổ Trương Dương, nửa người tựa ở trên người Trương Dương, tay trái Trương Dương còn vòng qua eo nhỏ nhắn của nó, lập tức trong đầu lại bắt đầu suy luận. Sở yên nhiên nhẹ giọng nói, chú tạ, cháu ngã bị gãy xương đùi. Tạ trí quốc mới hiểu được cô vì sao cùng Trương Dương thân mật như vậy sát lại cùng một chỗ, khẩn trương hỏi chân bị gãy chỗ nào còn có chỗ nào bị thương nữa hay không? Sở yên nhiên khanh khách nở nụ cười ngọt ngào, thế nào? Chú nghĩ cháu chưa đủ thê thảm sao? Cô gái này không phải là một cô gái bình thường mà thực sự mạnh mẽ kiên cường, căn bản xương đùi bị gãy mà vẫn không đáng lo, chuyện trò vui vẻ như trước. Tạ trí quốc trên chán đã đổ mồ hôi, đều là chú không phải, cháu nhìn xem, làm cho ta thế nào với ăn nói với ông ngoại cháu. Phó Cục trưởng Công an thành phố Kinh Châu rõ ràng có chút chân tay luống cuống, Trương Dương nhìn ra hắn là người trong nhà thật sự đang rất căng thẳng. Sở yên nhiên hung hăng trừng mắt Trương Dương, Trương Dương nhất thời có dự cảm không tốt, cô gái kia 8 phần 10 này đây dở mặt quay không chừng muốn đem lần này trách nhiệm đều đổ lên mình, nói. Gì, gì, lần này nếu như đều không phải do Đỗ Vũ Phong mù quáng đuổi theo truy cản người ta, cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy. Tiếng tạ trí quốc đã trở nên nghiêm khắc, yên nhiên, cháu đem sự tình trải qua kể lại cho chú nghe, Chú nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm những người có liên quan. Nói xong, hắn đã bắt đầu trợn mắt nhìn Trương Dương, Trương Dương cũng không lo lắng hậu quả sẽ ra sao, chỉ là hắn có cảm giác bị oan, nếu như thực sự Sở Yên Nhiên lấy oán trả ơn, không bằng tối hôm qua tại trên vách núi đem cô. Bởi vì độ cao quá khó, dù sao khỏi cần phải cố gắng như thế. Chú tạ, là cháu không tốt, địa hình không quen thuộc, không có khống chế được tốc độ của xe, cho nên mới lao xuống sườn núi. Sở Yên Nhiên vừa nói những lời này, không chỉ Trương Dương, ngay cả tả trí quốc cũng như chút được gánh nặng, tả phó cục trưởng hiện tại cũng dễ dàng ăn nói, đều là nhà đầu kia liều lĩnh, cùng hắn không người nào có liên quan. Sở Yên Nhiên chuyển hướng Trương Dương lộ ra cảm kích mỉm cười, ít nhiều Trương Dương, hắn nghe được tiếng kêu cứu của cháu dưới vách núi, không màng đến sự nguy hiểm sinh mạng đã xuống phía dưới cõng cháu lên, nếu như không có hắn, chỉ sợ cháu sẽ không còn được gặp lại chú. Nói đến đây một đôi sáng đôi mắt đẹp tự nhiên lung linh một dòng lệ buồn rầu, đâu còn có ai hoài nghi là cô nói dối. Trương Dương thầm khen, thảo nào trong sách có nói rằng phụ nữ là diễn viên trời sinh, sở yên nhiên cũng không ngoại lệ, coi như là cô có lương tâm. Trương Đại quan nhân ngực ấm áp dễ chịu, cảm thấy người tốt cũng được báo đáp, ý nghĩ này làm cho hắn không khỏi có chút kích động, kích động thì có ta hí hửng, sau đó bàn tay hắn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mông sở yên nhiên biểu đạt trong lòng cảm động có thể khiến sở yên nhiên hiểu lầm tên này nhân cơ hội lợi dụng một chút, ôm cổ Trương Dương cánh tay lặng lẽ trượt xuống phía dưới, nắm vai Trương Dương, cơ thể cố sức bám xuống phía dưới mượn lực ngược lại để di chuyển. Trương Dương sao có thể nghĩ vậy cô đột nhiên đi xuống làm gì mờ ám, càng không may chính là sở yên nhiên lựa chọn tự nhiên là ngày hôm qua cô dùng để giảm đau cùng nơi, đau đến Trương Dương muốn hử một tiếng, mặt đều tái, Trương Dương cho tới bây giờ cũng không nhẫn nhục chịu đựng, cô làm tôi một, làm cô mười, Sở Yên Nhiên tự nhiên đã quên, chính mình đã ở trong phạm vi khống chế của hắn, Trương Dương nhất trụ cái mông Sở Yên Nhiên co giãn kinh người, sau đó dùng lực nhéo một cái. Sở Yên Nhiên đầu tiên là dựng thẳng lưng lên vì đau, sau đó phát sinh một tiếng thét kinh thiên động địa, tiếng kêu khiến Trương Dương cũng hoảng sợ theo. Chương 17, Hồng Nhan Họa Thủy. Tạ trí Quốc suýt nữa thì rút súng ra, thanh âm cực kỳ giống bị người mưu sát. Sở Yên Nhiên mặt cười vẫn hồng, trong lòng cực hận Trương Dương trên mặt nhưng còn muốn làm ra vẻ áy náy, vết thương bỗng nhiên đau. Tạ trí quốc gật đầu, lại không biết đối với cô hắn trơ mắt nhìn Trương Dương đưa cô ra một cách khó khăn. Sự tình trải qua nếu đã rõ ràng, cảnh sát thành phố Kinh Sơn cũng sẽ không có cùng thôn Thanh Hà đối kháng. Lưu chuyện khôi xua tan thôn dân, Trương Dương tự mình đem sở yên nhiên nâng tới xe jeep, đợi được sở yên nhiên ngồi xong, Trương Dương đem cái quần của nàng cũng nhét vào bên cạnh người cô, mặt sở yên nhiên vẫn đang hồng hồng, nhìn hai mắt trương dương thần tình phức tạp thấy bốn bề vắng lặng trương dương nói tôi biết cô trong lòng rất hận ta cứ như vậy đi cho cô mắng chửi vài câu thoải mái khuôn mặt sở yên nhiên nghiêm túc vẻ mặt có thể lạnh băng như thủy tinh nghiền nát thản nhiên cười nói tôi mặc kệ ông trương dương chỉ chỉ của nàng chân trái tôi đã nối xương cho cô khác hẳn so với các trường hợp bình thường cái thanh nẹp này trong bảy ngày đừng cho bọn họ động vào còn có trương dương lấy ra hé ra giấy trắng mặt trên viết cách phối hợp các loại thuốc trị thương, sau khi trở về bốc thuốc, dựa theo mặt trên đơn thuốc đã nói rõ, không có gì bất ngờ xảy ra, trong một tháng hẳn là có thể tốt, không ra hai tháng thì có thể khôi phục giống như trước, nếu như cô không theo lời dặn của bác sĩ, thành người què, ta cũng không chịu trách nhiệm. Sở yên nhiên chăm chú gật đầu, tiếp nhận phương thuốc từ tay Trương Dương nhìn một chút, sau đó cẩn thận cất đi. Tạ trí quốc đã đi tới, yên nhiên, chuẩn bị cho tốt chưa? biết ly biệt sắp tới trong lòng sở yên nhiên bỗng nhiên không hiểu vì sao cảm thấy chống trải trương dương cười cười cô đóng lại cửa xe sở yên nhiên tay thò ra cửa xe này trương dương ý bảo hắn đem cái lỗ tai gần lại đây trương dương tiến gần đến sở yên nhiên ghé tai chỉ có hai người có thể nghe được tiếng nói khoản đấy tôi sớm muộn gì sẽ tính toán với ông cô nói gì cơ trương đại quan nhân giả bộ không nghe thấy sở yên nhiên nhịn không được nở nụ cười trông cô giống như một đóa hoa trà nở rộ trong gió. Nhìn ba xe cảnh sát nối đuôi nhau rời đi, cảm xúc sâu nhất chính là Đỗ Vũ Phong, từ tối hôm qua đến bây giờ, trong lòng như có áp lực lớn bằng ngọn núi đẻ lên hắn. Trên đời này sự tình xảy ra thường thường ngoài dự tính của con người, không ai nghĩ rằng chuyện lại xảy ra phức tạp như thế. Chớp mắt mọi thứ lại trở nên bình yên, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm chính là cảm tạ, trước đây Đỗ Vũ Phong là một người theo chủ nghĩa vô thần, nói đến cảm tạ thì người đầu tiên hắn cảm tạ chính là Trương Dương. Nếu như đều không phải Trương Dương đem sở yên nhiên từ vách núi trở về, nếu như đều không phải Trương Dương tối hôm qua chữa trị vết thương, đương nhiên cụ thể xảy ra cái gì, trong đầu mỗi người đều diễn dịch ra vô số phiên bản. Duy nhất khẳng định chính là kết quả tiểu trương chủ nhiệm đi qua cả đêm khổ cực công tác suốt cuộc cảm hóa sở yên nhiên, làm cho sở yên nhiên tự nhiên che giấu toàn bộ sự việc, không có truy cứu trách nhiệm hắn gây ra họa, đỗ vũ phong không thể không may mắn may mắn có thừa hắn không thể không nhớ đến tiểu trương chủ nhiệm thật là một người tốt. Nói đến trương dương đối với đỗ vũ phong cảm động đến rơi nước mắt, người lạnh run. Anh đỗ, nghe tôi này, anh đã trở thành một người đàn ông chứng chạc rồi đừng để người khác trông thấy ủy mị quá biết không. Tôi còn phải hoảng sợ. Cảm ơn anh, đỗ vũ phong chân thành tha thiết nói. Trương Dương lại dùng mình một cái, được rồi. Lúc đó, đừng nói lấy thân báo đáp nghìn vạn lần, tôi không thích như thế. Đỗ Phú Phong lông mày rậm nhăn lại, miệng rộng cũng mở, nếu phải chết. Anh bảo chết cũng phải làm. Công tác kiểm tra thôn Thanh Hà kết thúc hoàn hảo, tuy rằng có thể trải qua chuyện này làm cho tổ công tác nhận thức được sức chiến đấu mạnh mẽ của dân chúng, cùng năng lực lãnh đạo của Lưu Bí Thư Chi Bộ, Trương Dương cũng bỏ đi đem kế hoạch hóa gia đình công tác rơi vào ý niệm trong đầu, không vì cái gì khác, Trương chủ nhiệm cũng là thân thể phàm thai, lăn qua lăn lại như thế khiến người ta cũng mệt mỏi tuyên truyền cán sự chu xuyên từ khi lên xe liền nói thao thao bất tuyệt, phảng phất ngày hôm nay buổi sáng sự tình là hắn tự mình trải qua, chính mình luôn mồm nhắc lại hai câu. Ngược lại ba gã trực tiếp tham dự đều trở nên trầm mặc ít lời, Đỗ Vũ Phong cùng Trương Dương không nói lời nào đó là bởi vì bọn họ rõ ràng tâm như hương sáng, Phó Hương trưởng Quách Đạt Lượng cũng không nói lời nào là bởi vì trong lòng phiền muộn, ai nấy đều biểu hiện huy phong, chính mình vừa ra khỏi cửa đã bị cảnh sát bắt, chuyện này không bao lâu sẽ truyền khắp quê nhà, nói vậy sẽ trở thành trò cười cho người dân lúc rảnh rỗi. Đỗ Phú Phong lưu ý tới Quách Phó Hương trưởng sắc mặt tối tăm trầm thấp, liền chủ động xua tan sự trầm mặc nói: Quách Phó Hương trưởng, tiếp theo chạm chúng ta đi nơi nào? Quách Đạt lượng ỉu xìu nói: trước đều không phải mọi kế hoạch xong rồi. Mấy ngày nay mọi người khổ cực, mấy người chúng ta ra thị trấn ăn uống rượu hát hò gì đó đi. Theo như lời Quách Phó Hương trưởng, bọn họ tại hai ngày sau tìm ra Tùng Hoa Giang và Tiểu Diện Bao liên tục kiểm tra 10 người trong thôn, bình quân mỗi ngày 5 người, công tác như vậy hiệu suất cao làm cho thán phục, đồng thời cũng đã định trước bọn họ kiểm tra công tác chỉ có thể là qua loa. Quách phó hương trưởng tâm tình rất sầu dĩ, mỗi khi tới một chỗ luôn luôn bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, sở dĩ hắn cũng muốn sửa đổi vẻ mặt ôn hòa, tác phong làm việc. Hầu như mỗi lần tới một chỗ liền phát ra một trận tính khí nồng này. Bầu không khí như thế, tổ công tác rất khó kế tục bảo trì buổi chiều rốt cuộc bọn họ hoàn thành kế hoạch, phải nói là vượt mức hoàn thành, nguyên bản kế hoạch kiểm tra thôn trang đã kiểm tra 11 người. Ai cũng vất vả mệt mỏi, năm thành viên tổ công tác đưa Tùng Hoa Giang tiểu diện bao lôi một lần nữa quay trở về cửa hương chấn phủ. Nếu nói đến thu hoạch, thu hoạch lớn nhất hẳn là Đỗ Vũ Phong cùng Trương Dương, bọn họ trong lúc đó cố tình đi qua thôn Thanh Hà, sự kiện đột nhiên tăng mạnh. Đỗ Vũ Phong đã coi Trương Dương như bằng hữu và trên hơn cả là ân nhân. Tôi đi chuẩn bị xe, sẽ quay lại tới đón anh đi nhà của tôi hát tử. Đỗ Phú phòng hướng về phía Trương Dương, hắn đang muốn xuống xe thì nghe được tiếng nói. Trương Dương tại hát giả Sơn Hương là người cô đơn, quay về với chính nghĩa cũng một có chỗ tốt, khoai trí gật đầu, được, tôi sẽ tắm rửa tại khách sạn chờ anh. Quách đạt lượng tâm tình đang có chút xoay chuyển theo chiều hướng tốt lên, xị mặt đi hướng phòng làm việc của mình. Chu Xuyên cũng vội vã hướng lên lầu ba chạy đi, thừa dịp hương chính phủ còn chưa tan tầm, Hắn muốn trước đầu tiên đón bí thư cùng Hương trưởng quay về tổ công tác triển khai tình hình. Lão Tôn đầu từ phòng thường trực nhô đầu ra, "Tiểu Trương chủ nhiệm, đã trở về." Trương Dương cười gật đầu, rút ra một túi trong tay, từ đó lấy ra một bao hồng trà, ném cho hắn, "Đây là quà Trương Dương khi công tác kiểm tra tại thôn Thanh Hà." Bí thư chi bộ thôn tặng tổ công tác, mỗi người một cây, đối với Trương đại quan nhân mà nói, Quang Minh chính đại nhận quà là lần đầu tiên lão tôn đầu vui mừng tiếp nhận bao hồng trà, trong lòng đối với tiểu trương chủ nhiệm càng thêm tôn kính, phát hiện ánh mắt trương dương nhìn mình chầm chầm biêu cục đối diện. Lão tôn đầu chỉ vào biêu cục trên lầu, cái chạm tín hiệu trung chuyển ở đâu kia, nghe nói tháng tới đài tín hiệu có thể bao trùm đến nơi đây. Đối với Trương Dương một người tuyệt đối cần đến tin tức. Hai ngày trước, bản thân còn lo lắng ngôn ngữ tiếng Trung. Trương Dương móc ra 10 đồng tiền giấy, lão tôn, sáng mai giúp ta mua hai con gà, ta trở về thành xem người dùng không dùng hết nhiều như vậy không dùng đến nhiều như thế lão tôn xua tay trương dương cười nhét vào tay hắn cho người tham ô đấy nhiều thì trả lại ít thì bù vào nhớ kỹ nhất định chọn tốt nhất trương chủ nhiệm chỉ cần yên tâm lão tôn đầu đánh cam đoan lúc này trên lầu hương chính phủ có người gọi tên trương dương trương dương ngẩng đầu thấy cảnh tú cúc đứng ở cửa ban công lầu ba bí thư đảng ủy trương dương cười gật đầu bước đi đến đi tới trước mặt Cảnh Tú Cúc ngọt ngào kêu một tiếng chỉ cảnh. Cảnh Tú Cúc hôm nay tự nhiên vẫy gọi Trương Dương, trên cổ có cái khăn quàng cổ màu hồng, có vẻ xinh đẹp, cô chỉ chỉ về cửa phòng làm việc Đảng ủy phòng làm việc, Vương bí thư gọi cậu đấy. Trương Dương thế mới biết Cảnh Tú Cúc chẳng qua chỉ truyền lời, hướng Cảnh Tú Cúc gật đầu, đi tới trước phòng làm việc Đảng ủy gõ gõ cửa. Tiếng Vương bác hùng vang lên, vào đi. Trương Dương đẩy cửa đi đi vào, vẻ mặt dáng tươi cười nói, "Vương bí thư Vương Bác Hùng buông bút máy trong tay, chỉ chỉ hai bên trái phải sofa, "Đã trở về rồi à? Cậu ngồi đi, phía sau bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, một người nho nhỏ chính là chủ nhiệm kế sinh bạn Trương Dương là không có khả năng làm cho Vương Bác Hùng tiếp đãi như vậy." Trương Dương cũng khách khí với hắn, ngồi tại sofa, "Vương bí thư tìm tôi có việc gì ạ?" À? Hắn nghĩ Vương Bác Hùng có thể muốn hỏi một chút tình hình tổ công tác lần này xuống nông thôn công tác, trong bụng đã bắt đầu hình thành câu đối đáp vương bác hùng cười cầm lấy hồ sơ tiểu trương à tôi xem qua hồ sơ của cậu nguyên lai like cậu sẽ là đảng viên cần viết một cái đơn xin kết nạp đảng tôi dự định đề cử cậu kết nạp đảng trương dương nhất thời cảm giác có phải đại vận đã đến rồi hay không vừa mới trở lại quê nhà chuyện tốt lại đến liên tiếp rơi vào đầu mình đây không phải nằm mơ chứ kết nạp đảng tồn tại trong trương dương cực kỳ thần thánh không nghĩ rằng bản thân cũng đã đi tới trước cửa đảng vương bác hùng từ trên bàn lấy ra một hộp thuốc rút ra một điếu hồng tháp sơn trương dương tay chân lanh lẹ châm lửa giúp hắn đem châm điếu thuốc tiến nhập quan trường mí mắt trương dương cũng bắt đầu thẳng tắp lên vương bác hùng rút một bao thuốc lại cầm lấy hộp thuốc lá hướng đưa cho trương dương dạ không trương dương khoát tay áo một lần nữa trở lại sofa ngồi xuống thanh niên mà không hút thuốc lá là cực tốt vương bác hùng tràn đầy cảm khái thở ra một hơi trước đây tôi cũng không hút thế nhưng công tác áp lực quá lớn muốn tìm một loại phương pháp thư giãn áp lực, cho nên mới bắt đầu hút thuốc, ai nghĩ thành ra thế này, giờ lại không bỏ được. Trương Dương ngẫm lại làm quan không thể như vậy mười phần đều phải hút thuốc do áp lực lớn, ha hả nở nụ cười. Vương Bác Hùng nói, tôi sẽ đề cử cậu kết nạp đảng. Ngày đó, buổi tối sự kiện cháy tại trường tiểu học Hồng Kỳ, cậu biểu hiện rất tốt, phấn đấu quên mình, người đầu tiên nhảy vào cứu hỏa, tinh thần như vậy có thể không làm. Đảng viên thất vọng mà rất tự hào. Trương Dương sừng sốt, trên đời này chuyện có thể làm cho Trương Đại Quan Nhân mơ hồ không nhiều lắm, có thể Vương Bí Thư câu nói đầu tiên đạt được hiệu quả, Trương Đại Quan Nhân trong đầu cấp tốc phóng trở lại, ngày đó buổi tối chính mình chạy tới trường tiểu học Hồng Kỳ, lửa đã khống chế được, mình căn bản là vẫn bàng quan, cũng không có hành động cứu hỏa, càng chưa nói tới cái gì phấn đấu quên mình, người đầu tiên nhảy vào đám cháy, có thể rất nhanh Trương Dương liền minh bạch, cảm tình cái này gọi là kết nạp đảng. Vương Bí Thư cầm bút phung lên, không có gì căn cứ mà lại ghi nhận một anh hùng cứu hỏa, bội phục, bội phục. Quá bội phục, Trương Dương cũng minh bạch, người ta tự ban cho mình thi ân, mình cùng vương bác hùng không thân chẳng quen, người ta dựa vào cái gì giúp mình tốt đến kỳ lạ, ban cho mình thi ân, cũng quay lại nhìn xem mặt mũi bí thư lý trường vũ. Trương đại quan nhân nghĩ thấu một hồi, nhất thời ngầm hiểu, cũng trở nên yên tâm thoải mái, thằng nhãi này ý nghĩ của cùng người khác có thể không giống với hắn cũng không có cảm động, mà là nghĩ tất có ngầm ý vương bác hùng ơi vương bác hùng nguyên lai like ông có ngầm ý gì với tôi đây vương bí thư nếu biết trương dương trong lòng đang suy nghĩ ý tốt của hắn phỏng chừng có khi hắn sẽ ăn tươi nuốt sống vương bác hùng nhìn như không chút để ý nói tiểu trương à cậu tới hát giả sơn hương cũng chọn một tuần đã quen chưa cũng tạm cuối tuần về xuân dương trương dương gật đầu tôi vừa dặn lão tôn giúp tôi mua hai con gà đêm mai trở lại đưa cho bác tô Vương Bác Hùng hơi giật mình, "Bác Tô." Trương Dương thần tình bình tĩnh nói, "Chính là chị dâu Lý Bí thư." "Thật là huyền diệu, huyền diệu." Hắn đã cảm thấy được Vương Bác Hùng muốn lợi dụng hắn là một nấc thang đặt lên Cao Lý Trường Vũ, sở dĩ cố ý tung một người làm mồi, Vương Bí thư khiến chúng ta muốn ngừng mà không được. Vương Bác Hùng hai mắt sáng ngời, trong lòng cái này kích động, tuy rằng hắn biết Trương Dương cùng Lý Trường Vũ có quan hệ không bình thường, thế nhưng cũng không biết tình hình cụ thể từ những lời của trương dương có thể suy đoán ra người ta cùng chị dâu lý trường vũ đều như thế thân mật đây là một loại thân tình gần như người nhà huyện xuân dương hầu như tất cả mọi người biết lý bí thư tôn kính chị dâu hắn vương bác hùng yên lặng ở trong lòng cảm tạ trời xanh trương dương quả thực bị chúng mục tiêu có thể vương bí thư dù sao cũng là tại thể chế dốc sức làm người từ lâu tu luyện đến nỗi vui buồn đều không lộ ra sắc mặt chỉ ít tại trong mắt người thường rất ít có thể nhìn ra cảm tình đối với hắn chỉ tiếc trước mặt hắn chính là trương đại quan nhân, vương bác hùng biểu tình rất khéo đều biến hóa phóng đại trong mắt trương dương. Trương dương biết mình làm mồi câu cho vương bác hùng. Vương bác hùng nhẹ nhàng cầm chiếc gà tàn, tay vẩy gà tàn thuốc rơi xuống, ngày mai buổi sáng còn có một hội nghị thường kỳ, sau khi khai mạc ngươi sớm đi thôi, lâu như vậy mới về nhà cũng nhất định rất nhớ nhà. Trương Dương phát hiện Vương Bí Thư đối đãi rất tốt, chỉ ít liên quan đến việc xử lý sự tình của mình làm cho mình rất thoải mái, Loại lãnh đạo này am hiểu vì sao lại ở đây một nơi thâm sơn cùng cốc. Trương Dương rất không hiểu, hắn hiện tại còn không rõ, tại quan trường hỗn độn, không chỉ cần có năng lực, mà còn cần giỏi về khoản thăm giỏi ý tứ qua lời nói, đó là việc rất quan trọng muốn hay không muốn phải có phe cánh, không phe cánh tất cả đều là vô nghĩa. Vương Bí thư thất bại đến nay lý do một điểm cũng chỉ là hắn không có phe cánh. Trương Dương xuất hiện làm cho hắn thấy được cơ hội tốt nhất trong cuộc đời đã đến. Hắn đặt lễ quyết tâm nhất định phải nắm chặt lần này khó có được thời cơ nào tốt như thế. Trên thế giới này, Vương Bác Hùng như người thất bại trong vạn người, ở Hắc Giả Sơn Hương thì có rất nhiều người anh dũng, Đỗ Vũ Phong cũng là một người trong đó, bất quá hắn cùng Trương Dương gặp mặt Vương Bác Hùng căn bản bất đồng, Vương Bác Hùng thuần túy chính trị mà vươn lên, còn Đỗ Vũ Phong một là xuất phát từ cảm kích, hai là xuất phát từ sự yêu thích, nếu quay về thời đại Trương Đại Quan nhân sinh tồn, Đỗ Vũ Phong nhất định sẽ là một gã dũng mãnh trong đấu tranh. Trên bàn vuông nhỏ đặt một cái đĩa thủ lợn, một đĩa thịt bò, một đĩa trứng muối, một đĩa lạc, Đỗ Vũ Phong bưng hai chén rượu thủy tinh, cùng Trương Dương chạm cốc cạn. Hai người cạch chén một cái, sau đó đồng thời uống một hơi cạn sạch. Bà chủ thư mạn lệ vừa bưng đĩa cá chép rán đặt lên bàn, vừa cười nói, lão đỗ, đừng có chuốc say chủ nhiệm trương đó. Sọng thì khuyên nhủ như vậy, nhưng cái điệu bộ đưa đẩy của mụ ta thực làm người ta không tin tưởng được một chút nào cả. Đỗ Phú Phong cười nhạt nói, thế mới nói, đánh giá con người không được nhìn vẻ bề ngoài. Có biết viện trưởng viện vệ sinh môi trường xã Ngô Văn Khải không? Tử lượng cao là thế, vậy mà vẫn bị chủ nhiệm trương đây cho đo sản đó thôi. Hai mắt thư mạn lệ cũng sáng lên, nụ cười càng thêm ngọt ngào quyến rũ động lòng người. Trương Dương cũng hờ hững nói, chị dâu, người cũng đừng nên nghe đỗ đại ca nói quá, cái này cũng đều là giang hồ đồn đại mà thôi. Thư mạn lệ cũng rất nhanh tiếp lời, không có lửa thì sao có khói. Nguyên chỉ là một câu nói bình thường, thế mà Đỗ Vũ Phong nghe xong không biết liên tưởng đến vấn đề gì, không nhịn được phun hết cả rượu trong miệng ra ngoài. Khuôn mặt trắng nõn của thư mạn lệ cũng trở nên đỏ ửng. Trương Dương thấy tình cảnh này, cũng thầm đoán trong này tất có điều gì mở ám. Chỉ là người khôn khéo như hắn tất nhiên sẽ không có đề cập đến vấn đề này, cũng là để giảm bớt cái không khí xấu hổ bây giờ, nhiệt tình bắt chuyện với Thư Mạn Lệ, vừa uống vừa cười đùa. Thư Mạn Lệ nhẹ giọng nói, các người cứ tự nhiên đi, chúng ta quay lại sau. Đến lúc Thư Mạn Lệ quay lại, lại bưng thêm ba bốn món rau nữa, làm cái bàn bé xíu bây giờ cũng đã đầy ngập toàn thức ăn. Trương Dương cũng cảm thán một phen, thực là quá long trọng rồi. Thư Mạn Lệ rót đầy chén rượu của Đỗ Vũ Phong, tự mình cầm lên hướng đến Trương Dương, chủ nhiệm Trương. Ta kính ngươi một chén. Trương Dương cố ý làm bộ dạng sợ sệt, ta không muốn chơi đùa kiểu đó đâu nhé. Hai người các ngươi định xa luân chiến trước sai ta phải không? Đỗ Phú Phong cười mắng, đừng quên ta là công an đó, điều tra là nghề của ta rồi. Về phần tử lượng của ngươi, ta cũng sớm mỏ ra giành mạch. Ngươi nói hai người chúng ta hợp lại xa luân chiến với ngươi, chỉ e tự chuốc họa vào thân mà thôi. Sau màn đấu rượu kia của Trương Dương, danh tiếng của hắn tại xã Hắc Sơn tử này ai cũng biết từ lâu rồi. Trương Dương cũng ngượng cười, nâng chén cùng với Thư Mạn Lệ một cái. Trương Mạn Lệ cười nói, chủ nhiệm Trương thực sự là tuổi trẻ tài cao đó. Mới 20 tuổi mà đã làm chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình rồi, tiền đồ sẽ còn nhiều hứa hẹn lắm đây. Chị dâu, người cứ gọi ta là Trương Dương là được rồi. Ta với Đỗ Đại ca cũng như người nhà, gọi chủ nhiệm này nó nghe xa lạ lắm. Đỗ Phú Phong một bên nghe thấy phải, cũng gật đầu liên tục, lại nâng chén uống với trương dương một hơi người anh em chuyện lần trước nhờ ngươi nhớ tới chuyện phát sinh tại núi thanh thai đỗ vũ phong trong lòng vẫn còn thấy chút sợ hãi trương dương cười cười nói không sao chuyện cũng không có gì to tắt cả mọi chuyện giải quyết ổn thỏa rồi cái này cũng là hoạn nạn mới biết chân tình mà hay hoạn nạn mới biết chân tình đỗ vũ phong cao hứng cụm ly với trương dương thêm phát nữa thư mạn lệ đột nhiên giành lấy chén rượu của đỗ vũ phong làm hắn chừng mắt nhìn lại nàng ta quát này. Ta đang cùng anh em uống rượu, ngươi làm cái trò gì vậy? Là có người ngoài ở đây, thư mạn lệ cũng không dám làm mất mặt đỗ vũ phong, cũng không dám cãi lại, nũng nịu nói, không phải là ta sợ ngươi uống quá đã sao? Trương Dương cười lớn, cho ta xin hai người các ngươi. Biết các ngươi tình cảm ân ái mặn nồng rồi, nhưng cũng phải nhìn lại sàn diễn là đâu chứ? Đỗ Vũ Phong cười xóa, vội vàng rót đầy chén rượu của mình, vui tươi hớn hở nói, lại nói tiếp, sở yên nhiên kia hình như cũng có chút gì đó với người thì phải. Đúng rồi, người anh em, buổi tối hôm đó đến tột cùng là các người phát sinh chuyện gì vậy? Nữ nhân bản tính vốn tò mò, thư mạn lệ hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn Trương Dương, chờ mong Trương Dương giải thích ra làm sao. Tử lượng của Trương Dương là thế nào chứ? Mới có chút rượu như vậy mà đòi moi được tin tức từ miệng hắn ra sao? Hơn nữa, đêm đó cũng chẳng có phát sinh chuyện gì thật, mà có nói ra chỉ sợ người ta cười đến rụng răng mất. Thôi thì cứ làm ra vẻ thần bí, để người ta cứ tự tưởng tượng ra là tốt nhất. Ngồi đợi cả nửa ngày mà Trương Dương cũng chẳng chịu hé miệng lấy nửa lời, Thư Mạn Lệ cũng không che giấu được thất vọng, bí mật thật. Không hổ danh là cán bộ. Đỗ Phú Phong nghe thấy bà vợ nói những lời này, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện cười. Tùm tìm cười nói, ta kể ngươi nghe một chuyện xưa. Có một con gấu nọ vào núi muốn gây dựng sự nghiệp. Một người nông dân cho hắn một cái liềm, còn một người tiểu phu cho hắn một cái búa. Con gấu vào đến rừng thì gặp cọp xám, con gấu sợ tới mức đem cả búa lẫn liềm để lên đỉnh đầu. Cọp xám cười nói, tưởng ai, hóa ra cũng là đảng viên à. Kể xong hắn ôm bụng cười nắc nẻ. Thư Mạn Lệ thì ngược lại, nghiêm mặt nhìn hắn, một chút cũng không thấy buồn cười chút nào. Trương Dương nghi hoặc hỏi, "Chị dâu, ngươi là đảng viên phải không?" Thư Mạn Lệ lắc đầu, Trương Dương cũng lắc đầu, ta cũng không phải. Hai người đều chuyển hướng nhìn về Đỗ Vũ Phong, đồng thanh nói, thế thì con gấu ngươi là đảng viên rồi. Trương Dương cười đến đâu cả bụng, gặp người lại, Thư Mạn Lệ cũng che miệng cười suốt. Đỗ Vũ Phong thấy hai người đều cười mình, ngẫm lại chẳng phải hai người bọn họ nói móc mình sao. Hắn cũng không có giận, lại còn hùa theo ha ha cười lớn hơn, vui vẻ nâng chén, nào. Cạn. Trương Dương cũng không yếu thế, nâng chén cụm ly uống cạn rốt cuộc đến cái thời đại này cũng có được người bạn chân chính, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy ấm áp vài phần. Buổi họp hội nghị thường nhật sáng thứ sáu, họp đến khoảng 10 giờ là kết thúc, Trương Dương đối với mấy buổi họp nhàn chán này cũng chẳng có hứng thú gì lắm. Căn bản toàn là bí thư đảng ủy với trưởng xã, hay phó trưởng xã phát biểu trình bày chứ cái dạng chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình như hắn thì chẳng được lên tiếng lần nào. Đồng dạng là họp hội nghị, thế nhưng ngồi phía trên với phía dưới lại khác nhau một trời một vực cán bộ cấp cao ngồi bên trên thì nước ngọt khăn lạnh, hoa quả bầy la liệt, còn người nghe bên dưới thì ngáp ngủ đuổi mũi dài dài. Lúc hồ trưởng xã tuyên bố kết thúc phiên họp, Trương Dương hưởng ứng vỗ tay to nhất. Chẳng hiểu sao hồ ái dân ánh mắt lạnh lùng lại xẹt qua người Trương Dương hắn. Mà kể cũng lạ, con người ta nếu đã không vừa mắt với người nào, thì bất kể lúc nào cũng thấy đối phương muốn đối nghịch với mình. Hồ trưởng xã chính là người như thế. Trương Dương cũng chẳng thèm chấp nhận với hắn làm gì tại xã Hắc Sơn từ này mới ở có một tuần thế mà chẳng hiểu sao đã thấy nhớ nhà rồi. Vừa bước ra khỏi phòng họp, cảnh tú cúc ở phía sau đã gọi với hắn lại. Trương Dương đứng lại, tùm tìm cười, cảnh tỷ, tìm ta có việc gì không? Cảnh tú cúc nhìn ngó xung quanh một chút, kéo tay hắn tới phòng làm việc riêng. Lấy ra một cái túi hoa màu xanh, bên trong có một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày. Trương Dương cuốn quýt xua tay, trời đất ta có phải là một đi không trở lại đâu mà lại đưa những đồ này. Không, cảnh túc quốc cũng đã vài lần được lĩnh giáo cái miệng khôn khéo của chủ nhiệm trương này rồi. Cười mắng, có phải là cho ngươi đâu, ngươi là định lên huyện đúng không? Ta định nhờ ngươi mang ít đồ cho con gái ta, nó đang học cấp 3 ở trường trung học huyện. Vì còn phải bận học, không có thời gian về thăm nhà, mà ta cũng không có thời gian lên đó được. Lần này ngươi nhất định phải giúp ta đó. Trương Dương hiểu rõ đầu đuôi tai nheo, cũng sảng khoái nhận lời, việc nhỏ thôi mà, cảnh tỷ cứ yên tâm, ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài miệng thì tươi cười, trong lòng Trương Dương lại thầm nghĩ. Chuyến này lên huyệt, chỉ có mình vương bí thư biết, thế nào mà nhanh như vậy, cảnh tú cúc này lại nghe ngóng được rồi. Chợp nhớ tới mấy tin đồn về quan hệ ám muội giữa hai người này. Thực đúng là không có lửa thì sao có khói. Cảnh tú cúc lấy ra một sấp 100 đồng chuẩn bị từ trước, đưa cho Trương Dương. Trương Dương cũng cười cười trêu đùa, khỏi cần thù lao đi. Người mơ đấy à, đây là tiền sinh hoạt cho con gái ta, đừng có mà bòn rút đi đó. Cảnh Tú Cúc cười nói. Trương Dương cũng không trêu nữa, cầm tiền cất đi. Cảnh Tú Cúc nhẹ giọng dặn dò, con gái ta tên Trần Tuyết, trường trung học huyện Ban Nhất. Người đã nhớ chưa? Ra khỏi phòng làm việc của Cảnh Tú Cúc, Trương Dương đến thẳng phòng bảo vệ, lấy cặp gà đã nhờ lão tôn mua từ trước. Lần này về lại huyện Xuân Dương, cũng không cần phải ngồi xe đò nữa chẳng là đỗ vũ phong cũng vừa vặn có việc phải lên huyện một chuyện trương dương cũng tiện thể đi nhờ xe của hắn luôn nhìn cái bọc to đùng đựng quần áo với đồ dùng của trương dương đỗ vũ phong không khỏi cười lớn người tính dọn nhà đó à khuân nhiều đồ theo làm gì trương dương lúc này mới dở khóc dở cười đem chuyện cảnh tú cúc nhờ mang đồ nói ra một lượt đỗ vũ phong cũng gật gật đầu thực tình nàng ta cũng không có dễ dàng Quả phụ độc thân một mình nuôi con gái, lại còn cho nàng ta học trên huyện nữa chứ. Nói xong hắn cũng khởi động máy. Trương Dương với cái môn lái xe này cũng thấy có hứng thú, trên đường thỉnh thoảng cũng hỏi cái này hỏi cái kia. Đỗ Phú Phong cười nhẹ, cuối tuần này về, ta bớt chút thời gian ra dạy ngươi lái xe, chỉ loáng cái là biết lái ngay thôi. Hai người cũng trò chuyện rôm rả, thời gian cũng như rút ngắn đi rất nhiều. Đỗ Phú Phong lái xe cũng khá nhanh, có hơn một tiếng mà đã tới huyện Xuân Dương rồi. Trương Dương cũng âm thầm cảm thán, có ô tô thật đúng là thuận tiện. Nhìn đồng hồ mới có người một giờ hơn chút, Trương Dương kêu Đỗ Vũ Phong tới trường trung học huyện trước đã. Vì Đỗ Vũ Phong còn có chuyện phải đi, cũng không có đợi Trương Dương nữa, chào một tiếng rồi phi thẳng. Trương Dương buộc lại túi đồ, xách đôi gà đến trước cổng trường, lại bị bảo vệ cản lại, người đến đây có chuyện gì vậy. Trương Dương cũng hỏa ái cười cười, chú à, là ta tới tìm em gái gã bảo vệ nhìn khắp lượt trên dưới trương dương một hồi chừng mắt quát còn chưa có tan học trường có quy định không phải người trong trường thì không được vào trong người cứ đứng đợi ở ngoài này đi trương dương hiểu ý nhanh tay lấy ra một hộp hồng trà cười cười niềm nở hối lộ cho gã bảo vệ thế nhưng không có nghĩ rằng tốn công tốn của như vậy mà chỉ có được ngồi trên cái ghế con con ở ngoài cổng này móc điện thoại ra xem giờ một chút cũng còn phải nửa tiếng nữa mới tan học Lúc này phía ngoài cổng trường đã đỗ khá nhiều xe đạp, trong đó cũng có vài chiếc ô tô. Chắc là cuối tuần rồi nên muốn đưa con cái về thăm nhà luôn. Trương Dương nhàn chán nhìn nhìn mấy chiếc ô tô đỗ ngoài kia. Cũng là trước kia, những lúc rỗi rãi hắn cũng hay đọc báo với xem tạp chí nên cũng biết chút ít về ô tô. Có mấy chiếc hắn biết như Santana, Crown cũng có, còn vài cái khác thì chịu chết, không biết mặt mũi ra sao cả đến lúc nhìn đến một chiếc ở xa xa, ánh mắt hắn không khỏi sáng rực lên. Đích thị là một chiếc Cadillac đen bóng, chắc chắn là xe mới mua không lâu, trông vẫn còn mới toanh. Biển số xe cũng cực kỳ dọa người, đi 8888, Trương Dương nhìn đến mà thèm rõ rãi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn cũng tự thầm nhủ, sau này lão tử mà có nhiều tiền, nhất định phải mua mấy cái như thế chạy vòng vòng chơi mới được. Đúng 11 giờ 45 chuông tan học cuối cùng cũng reo. Cổng trường vừa mở ra, học sinh tụm năm tụm bảy vừa cười đùa nói chuyện vừa đi về. Trường cấp 3 này không chỉ là trường điểm của cả huyện Xuân Dương, mà ngay đến cả thành phố Giang Thành này cũng có tiếng nhất nhì. Bởi vậy có con học tại trường này thì cha mẹ cũng được hãnh diện rất nhiều. Mà bộ trưởng Bộ Giáo dục thành phố Giang Thành trước kia cũng đã từng làm hiệu trưởng kiêm bí thư đảng ủy tại trường cấp 3 này, bởi vậy danh tiếng của ngôi trường này thực không có nhỏ chút nào trương dương đang định tiến vào thì lại bị gã bảo vệ nọ ngăn lại tiểu tử ngươi không thể vào được chẳng phải là tan học rồi sao sao ta lại không được vào trương dương cũng có chút nóng nảy hỏi lại hắn căn bản là không có biết mặt trần tuyết hiện tại học sinh còn chưa có ra hết bây giờ đi vào tìm thì còn may ra thấy chứ để một chốc nữa thì gã bảo vệ vẫn cứ lãnh đạm như thường ta nói ngươi không được vào tức là không được vào ngươi có hiểu không thấy gã bảo vệ nhất quyết muốn làm khó mình Trương Dương cũng đang định bóp chát lại, bỗng nhiên đằng sau có tiếng ai đó vui vừng gọi hắn, tiểu ca. Trương Dương cũng ngờ ngợ, quay đầu nhìn lại thì thấy cô em gái triệu tĩnh mặc một bộ đồng phục vừa dài vừa rộng màu xanh đang vẫy vẫy tay chạy tới. Trương Dương cũng nở nụ cười, hắn thầm nghĩ là tới đưa đồ cho Trần Tuyết, thế nào lại quên khuấy mất cô em gái gái triệu tĩnh cũng học ở trường này. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì triệu tĩnh này cũng học cấp 3 thì phải. Thấy vẻ mặt cực kỳ vui mừng của em gái, trương dương tự nhiên lại thấy xấu hổ bởi lẽ từ cái lần về nhà ở khu tập thể công nhân viên nhà máy cơ khí nông nghiệp lần trước từ đáy lòng hắn cũng không muốn thừa nhận đó là gia đình của mình nữa hắn cũng thầm hạ quyết tâm sẽ không có quan hệ tiếp xúc gì với những người trong nhà đó nữa thế nhưng hắn không thể nào biết được dù hắn có chối bỏ họ đi chăng nữa thì trong gia đình đó vẫn có người quan tâm lo lắng đến hắn trương dương bùi ngùi xoa xoa đầu cô em gái triệu tĩnh đáng yêu này triệu tĩnh xấu hổ gắt giọng mắng tiểu ca ngươi thực là đáng ghét lắm người ta đã lớn như vậy rồi vậy mà vẫn đối xử với ta như với con nít vậy mà coi được à tóc đều bị ngươi vò loạn lên rồi đây này trương dương cũng ha ha cười to triệu tĩnh lúc này mới chú ý đến hai tay trương dương đang xách một đôi gà ánh mắt có chút kỳ quái nhìn trương dương hỏi nhỏ tiểu ca ngươi đang làm cái gì vậy à là có người nhờ ta chút việc đem cho con gái người ta ít đồ được rồi người có biết người nào tên là trần tuyết không vậy triệu tính cũng ngỡ ngàng hô to trần tuyết là bạn học cùng với ta mà ca sao lại biết nàng ta vậy trương dương cười cười chẳng là ta có quen mẹ của nàng ta cô ấy nhờ ta chuyển dùm ít đồ cho con gái ngươi hiểu chưa triệu tính ngọt ngào nở nụ cười hiểu rồi chỉ là lúc này mọi người cũng đã về hết ký túc xá rồi đi để ta dẫn đường cho triệu tĩnh vui đùa cướp lấy túi đổ trong tay trương dương hai người sóng vai cùng đi tới khu ký túc xá phía đối diện vừa đi qua cây cầu nhỏ đã thấy bốn gã thanh niên mặc áo da màu đen đang vây bắt một cô gái mặc áo khoác lông màu xám cô gái kia để tóc ngắn màu da trắng nõn như tuyết đôi mi thanh tú cong cong một đôi mắt to tròn đen lánh trông cực kỳ cuốn hút chỉ là ánh mắt lại có chút lạnh nhạt đôi môi hồng đang cắn chặt vào nhau dường như nàng ta đang rất tức giận một gã thanh niên cao gầy cợt nhả trêu đùa, người đừng sợ. Ta không có ý gì đâu, chỉ là muốn kết bạn mà thôi. Người xem, cũng đã trưa rồi, không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Vừa nói hắn vừa hất cằm về phía chiếc Cadillac màu đen biển số D8888 xa xa, nét mặt cực kỳ kiêu ngạo. Cô gái kia cũng chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, vẻ băng lãnh lại càng khích thích tính chinh phục của nam nhân hơn, tránh ra, bằng không ta gọi người tới đó vài tên nghe thấy thế cũng không sợ, lại còn cười đều. Gã thanh niên cao gầy cũng là một người có địa vị, hắn tên Dương Chí Thành, bố của hắn là chủ tịch huyện Xuân Dương, kiêm phó bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa. Chính vì vậy mà tại cái huyện Xuân Dương này, Dương Chí Thành chẳng khác nào là con trời cả, mà mấy gã suốt ngày bám đuôi theo hắn thì cũng toàn là con ông cháu cha quan trước dưới quyền bố hắn. Trước kia hắn cũng từng là học sinh trường cấp 3 này, chẳng qua học thì rốt như bò, lại thuộc cái thành phần bất hảo, Suốt ngày ăn chơi tụ tập đàn đúng gây chuyện Nếu không phải vì mặt mũi mình Thì Dương Thủ Nghĩa cũng đã đuổi hắn ra khỏi nhà từ lâu rồi Tốt nghiệp cấp 3 cũng miễn cưỡng được đỗ vớt Cũng không có dám đi thi đại học Cha hắn là nhờ quan hệ Tống hắn được vào một trường dân lập trên thành phố Nhưng bởi vì thành tích học tập quá kém Nên bây giờ bị tạm nghỉ học Trở về Xuân Dương lại tiếp tục làm một thằng phá gia chi tử Triệu tĩnh túm lấy ống tay áo Trương Dương giật giật Nhỏ giọng nói ca Nàng ta là Trần Tuyết. Trương Dương cũng không khỏi giật mình, hắn thực không nghĩ rằng Trần Tuyết lại là cô gái xinh đẹp như vậy, quả thực đã đạt đến mức hại nước hại dân rồi. Kỳ thực, làm cho Trương Dương thấy kỳ quái nhất là Tuyết mỹ nữ băng lãnh như Trần Tuyết này thường lạnh lùng vô cảm như băng tuyết ngàn năm. Điều đó khiến cho người ta rất khó sinh ra được cảm giác thân thiết, thế nhưng Trần Tuyết này cũng chỉ mới 17 tuổi chứ mấy. Đáng nhẽ độ tuổi này phải là tươi vui rực rỡ mơn mởn như hoa mới đúng, thế sao lại có vẻ già dặn? lãnh đạm khó gần như vậy được nhỉ? Trương Dương cũng nhận định, chắc chắn cô bé Trần Tuyết này có thù hận rất sâu nặng với xã hội này, chỉ như thế mới làm tính cách nàng ta trở nên như vậy được. Dương Trí Thành vẫn đang mặt dày cản đường Trần Tuyết, chỉ là mới người ăn bữa cơm thôi mà, phải chăng người sợ ta ăn thịt người sao? vài tên nam sinh cùng trường thấy bên này Dương Chí Thành đang bắt nạt nữ sinh, cũng không dám tới gần, lập tức xoay người bỏ hết đi nơi khác. ở cái trường trung học này có ai là không biết đến danh tiếng trương trí thành ai mà không biết biệt danh hỗn thế ma vương của hắn thực sự là không có người nào có gan xía vào chuyện của hắn cả trương dương đem đôi gà nhét vào tay triệu tính triệu tính cũng đoán ra được trương dương định làm trò gì có chút lo lắng kêu lên ca trương dương chỉ cười nhẹ cũng không có nói gì nữa xoay người đi đến đám người đằng xa trần tuyết phẫn nộ chừng mắt nhìn trương trí thành người thực là vô liêm sỉ mấy gã kia cũng không có giận ngược lại còn cười to hơn trương trí thành bị một tiểu nha đầu chửi trước đám đông như vậy thẹn quá hóa giận nắm lấy tay triệu tính con mẹ nó chứ ông đây đã nể mặt lắm rồi mà còn làm đòi làm cao lên xe trần tuyết cố sức giấy ruộng, buông ra dương trí thành cười lạnh ông mày không buông đấy để xem thằng nào dám xía vào chuyện của ông một âm thanh lười biếng vang lên ta nói cái con mẹ ngươi đó lỗ tai ngươi có vấn đề rồi phải không không nghe thấy nàng ta nói gì à? Dương Trí Thành cũng sửng sốt, tại cái huyện Xuân Dương nhỏ bé này, có người nào mà dám lớn gan nói với hắn như vậy chứ? Hắn xoay người lại, thấy Trương Dương đang chậm rãi tiến đến đây. Chỉ ngây người một chút mà Trần Tuyết đã dẫy tay ra được khỏi tay hắn rồi. Dương Trí Thành cùng mấy đứa đàn em chặn đường Trương Dương, ôi! Con mẹ nó chứ, mày cũng thật vĩ đại quá đi. Mày là ai, liên quan sao 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 gì tới mày chứ, trương dương chỉ trần tuyết nàng ta là em gái ta trần tuyết cũng hơi giật mình trong đôi mắt to tròn lạnh lùng cũng thoáng có tia sáng dương trí thành cũng ngẩn cả người thế nhưng hắn cũng rất nhanh tự chủ lại được cũng được vậy mời cả ngươi đi ăn cơm luôn vậy cho ta chút mặt mũi chứ hả trương dương cũng chỉ cười nhạt tiểu tử ngươi tưởng ta là ai chứ định lừa cả ông mày nữa sao trương dương lắc lắc đầu không thích ta khuyên ngươi nên cút nhanh cho khất mắt ta nếu còn ở đây làm trò mèo nữa cẩn thận ta đánh cho què giò dương trí thành cũng thực sự nổi giận rồi từ trước tới giờ chỉ là hắn đi dọa đánh người nào có đứa nào dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt hắn như thế bao giờ đâu đang định xông lên cho trương dương một bài học thì có vài thầy cô giáo từ trong trường đi ra trong đó còn có cả một vị phó hiệu trưởng nữa dương trí thành dù là du côn không sợ trời cũng chẳng sợ đất thế nhưng hắn cũng biết sợ ông già hắn nếu như để lão giả ấy biết được hắn tại trong huyện Xuân Dương này đi trêu gẹo nữ sinh ngay trước cổng trường, khẳng định lại được nghe lão ca một bài vọng cổ dài đằng đẵng. Ngẫm lại một hồi, Trương Chí Thành cũng đành cắn răng, tay chỉ thẳng mặt Trương Dương, tiểu tử. Ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi đó. Trương Dương cũng khinh thường cười nhạt, đám chó cắn càng các ngươi, ta cũng chẳng thèm để vào mắt. Dương Chí Thành giận sôi người, trừng mắt nhìn Trương Dương, kéo đám đàn em chui vào xe chiếc Cadillac đen loáng cái đã chạy mất tăm, chỉ để lại đằng sau đám bụi mù. Trần Tuyết lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn kỹ Trương Dương một lượt, cũng chẳng thèm nói tiếng cảm ơn, xoay người đi về ký túc xá. Trần Tuyết, Trương Dương cũng hơi ngạc nhiên trước hành động của nàng ta, gọi với lại. Tại cái huyện Xuân Dương này, tên của nàng ta cũng không có ít người biết đến. Một đại mỹ nhân lạnh lùng kiêu sa, một hoa khôi toàn trường trung học như nàng, tuy rằng không muốn người khác chú ý tới mình, Thế nhưng vẻ đẹp băng lãnh đó cũng đủ trở thành tiêu điểm của bất cứ gã nam nhân nào. Trương Dương cũng thấy cảm thán trước tích cách này của Trần Tuyết. Đi tới trước mặt nàng ta nhỏ giọng nói, ta mới từ xã Hắc Sơn tử lên. Trần Tuyết trong lòng khẽ động, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Trương Dương. Đối diện với đôi mắt cực kỳ lạnh lùng của Trần Tuyết, khiến Trương Dương không khỏi dùng mình một chút. Tính cách nàng ta cũng thật đúng với cái tên Trần Tuyết. Lạnh lùng lãnh đạm như tuyết, trắng tinh khiết như tuyết không nhiễm chút bụi trần nào, xa lánh đời, xa lánh người. Ngươi tìm ta có việc gì? Trần Tuyết cả lời nói cũng lạnh lùng như ánh mắt, khiến người khác cảm giác rất khó gần gũi được. Trương Dương vẫy vẫy tay Triệu Tính, kêu nàng ta mang đồ qua bên này. Trương Dương cầm lấy túi đựng đồ màu xanh to đùng, đưa cho Trần Tuyết, "Là mẹ ngươi nhờ ta chuyển ít đồ." Rồi lấy ví tiền, rút ra 100 đồng đưa lại, "Còn đây là tiền sinh hoạt của ngươi." Trần Tuyết hờ hững nhận hết đồ rồi chỉ nhỏ giọng cảm ơn một tiếng. Sau đó cũng không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng tới khu ký túc xá. Nhìn bóng lưng người đẹp băng lãnh xa dần, Trương Dương cũng không khỏi thở dài một hơi, thực sự là tất cả mọi người đều có thủ oán với nàng ta hay sao? Triệu tính cũng cười nhẹ, Trần Tuyết là hoa hậu của cả trường muội đó. Ba năm học, kết quả học tập cũng là đứng đầu khối. Chỉ là nàng ta dường như không thích tiếp xúc với người ngoài. Đừng nói là bạn học, cho dù là thầy hay cô giáo nàng ta cũng đều lạnh lùng như vậy cả. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới bà chị nhanh mồm nhanh miệng cảnh tú cúc, hai mẹ con đúng là khác nhau một trời một vực. Triệu tính lại làm núng, lắc lắc cánh tay hắn ca. Chúng ta về thăm mẹ đi. Nhắc tới về nhà, Trương Dương lại cảm thấy ong hết cả đầu, ta nói nhà đầu ngươi, ta cũng không muốn về đó nữa. Như vậy đi, ta mời ngươi đi ăn cơm, được chưa? Định hối lộ sao? Tiểu nha đầu này. Trương Dương nhịn không được, đưa tay nhéo nhéo cái mũi của em gái đáng yêu Triệu Tĩnh này. Hai anh em vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Triệu Tĩnh cũng không có biết Trương Dương đã làm quan, nghe Trương Dương kể lại một hồi cũng giật mình ngây ngốc, thật vậy sao? Ca, làm sao mà đột nhiên ca lại thành cán bộ xã vậy? Trương Dương cũng đắc ý phổng mũi, đem thẻ chứng nhận công tác ra cho Triệu Tĩnh lác mắt một phen. Triệu Tĩnh cầm lấy, tỉ mỉ soi xét người trong ảnh với Trương Dương một hồi nhìn qua nhìn lại một lúc lâu mới hoàn toàn tin tưởng, ca hà. Người cũng thật là uy phong quá đi, chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình là cán bộ cấp khoa phải không? Nhắc tới cấp bậc, Trương Dương cũng đành cười khổ, ho khan một tiếng cũng không phải. Phòng trừng 6 tháng cuối năm mới có thể đề cấp khoa được. Trương Dương gióng giặc giải thích, triệu tính hai mắt sáng ngời, dù sao mãi cho tới bây giờ chưa có một người nào là cán bộ cấp khoa cả. Hiện tại Tiểu Ca làm chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình, 6 tháng cuối năm còn có thể được thăng làm cán bộ cấp khoa nữa, thực là hấp dẫn quá đi. Thế nhưng Triệu Kính lại nghĩ tới một vấn đề, Tiểu Ca nguyên bản chỉ là một thực tập sinh vệ giáo, còn một đoạn thời gian nữa mới được tốt nghiệp, đùng đùng thế nào lại được làm cán bộ xã nhỉ? Trương Dương cũng đã sớm nghĩ ra lý do thỏa đáng rồi, hắn mỉm cười giải thích, kỳ thực là từ năm trước đã có chuyện này rồi. Trên huyện định cử một số cơ sở cán bộ về xã ta nghĩ có tốt nghiệp vệ giáo cũng không có tiền đồ gì lắm, quyết định cứ đi ghi danh cuộc thi cán bộ, thật không có ngờ ta lại được chọn. Là do tiểu ca thông minh đó thôi, triệu tính tự đáy lòng cũng hãnh diện thay Trương Dương. Trương Dương giả vờ thần bí nói, chuyện này cũng đừng cho mẹ biết nhé. Mẹ rất coi trọng ta phải tốt nghiệp xong, nếu như biết ta đi thi làm cán bộ, không chừng lại suy nghĩ nhiều sinh bệnh đó. Chờ đến khi ta vào đảng rồi, lúc đó hãng nói cho mẹ biết. Ngươi xem thế nào, Triệu tĩnh bướng bỉnh làm núng, ca bắt nguội gạt mẹ, cũng đừng có nói xuông như vậy chứ. Trương Dương ha hả cười to, tiểu nha đầu ngươi đó. Đến cả ca ca mà ngươi cũng dám đòi công à. Thôi được rồi, ngươi thích ăn gì thì cứ chọn đi, ca ca sẽ trả tất. Có thế chứ, vậy mới là ca ca tốt. Trương 18, giáo huấn cùng lĩnh hội. Hai anh em Trương Dương ra khỏi quán ăn Dương Thụ Lâm, trước khi đi Trương Dương còn kín đáo đưa 300 đồng cho triệu tính triệu tính hai mắt cay cay sắp khóc đẩy trở lại ca ngươi làm cái gì vậy ta không có thiếu tiền mà trương dương ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn đứa em gái này nhẹ giọng nói sắp thi đại học rồi ôn tập thi cử sẽ còn khó khăn nhiều cần phải bồi bổ một chút chứ cứ cầm đi ta còn nhiều lắm còn nữa nhớ mua mấy món ngon cho mẹ ăn hộ ca nhé người đã phải chịu nhiều khổ cực rồi lại nhớ tới từ lập hoa trương dương cũng thấy bùi ngùi ca tuy ca làm cán bộ thế nhưng dù sao đi nữa điều kiện ở quê cũng không bằng được trên tỉnh, bên người lại không có ai chăm nom, ca cũng phải tự chăm sóc bản thân đó. Triệu tĩnh lại đẩy tiền trở lại. Nhà đầu ngốc, ta cũng mới lĩnh tiền lương, hơn nữa là ta từ huyện điều về đây công tác nên cũng được hỗ trợ 800 đồng. Người cũng đừng có khiêm nhường như vậy nữa, cầm lấy đi cho ca vui. Trương Dương lại nhét mớ tiền vào tay Triệu Tính. Triệu tĩnh thấy hắn nói như vậy cũng bán tín bán nghi, Thế nhưng với một gia đình nông thôn thì 300 đồng như vậy là một số tiền không hề nhỏ chút nào. Bao giờ thi xong đại học, ca lại thưởng cho nữa. Triệu tính vui vẻ gật đầu ca, môn toán nguội đạt điểm khá cao, thực là cảm tạ trời đất, mọi thứ đều thuận lợi hết. Chỉ cần ngươi nỗ lực, nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Trương Dương cũng vui lây cổ vũ triệu tính. Triệu tính cũng vui vẻ gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó lại thở dài một hơi, gần đây muội không biết làm sao nữa, cứ có cảm giác chóng mặt, học gì cũng không có vào nữa. Đưa tay đây, làm gì, triệu tĩnh bán tín bán nghi nhìn, nhìn nhìn ông anh dai của mình, nhưng vẫn chìa bàn tay nhỏ bé của mình cho Lưu Dương. Thấy cái điệu bộ chăm chú bắt mạch của ông anh mình chẳng khác nào bác sĩ chính quy, triệu tĩnh không nhịn được khanh khách cười lớn. Trương Dương bắt mạch xong cũng thở vào nhẹ nhõm, chỉ là gắng sức quá độ mà thôi, ăn uống nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ không sao cả, Trương Dương cũng biết cô em gái này đang trong đoạn chạy nước rút thi vào cao đẳng, muốn thực sự nghỉ ngơi coi bộ cũng hơi khó. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn liền truyền cho Triệu Tĩnh một bài khí công, cũng chỉ đơn giản là ngỗi khoanh chân tĩnh tỏa hít thở tuần hoàn mà thôi, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu trong việc khu trừ mệt mỏi, ổn định tâm lý, giúp nâng cao việc ghi nhớ, học tập cho Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh cũng là một cô bé thông minh nhanh nhẹn, nghe Trương Dương nói hai ba lượt là hoàn toàn nắm được cách điều khí. Chiều thứ sáu cũng không có tiết, học sinh có thể về ký túc xá tự học hoặc về quê. Vì là thời gian thi nên những học sinh cuối cấp như Triệu Tính sẽ chọn ở lại học ôn. Trương Dương đưa Triệu Tính đến trường, rồi để lại số điện thoại di động, cũng như số điện thoại của ban kế hoạch hóa gia đình cho Triệu Tính. Dặn khi nào có chuyện gì quan trọng thì nhớ liên lạc lại ngay. Tạm biệt Triệu Tính xong, Lưu Dương đến buồng điện thoại công cộng gọi cho Tả Hiểu Tình, tính rủ nàng ta tối nay đi ăn. Thế nhưng Trương Dương cũng đành tiêu nghỉu khi biết nàng ta ngày hôm qua đã về thành phố Giang Thành rồi. Thất vọng ra khỏi buồng điện thoại, Lưu Dương nhìn trời vẫn còn sớm, mới có hơn 2 giờ chiều. Suy nghĩ một chút liền quyết định đến khu vi viên, vì vậy trực tiếp gọi điện cho Lưu Hải Đào để hắn ta đến đón. Lưu Hải Đào nhìn điện thoại một chút, nhận ra số điện thoại của Trương Dương, thế nhưng giọng điệu tiểu tử này khiến hắn cực kỳ khó chịu. "Tiểu Lưu à, ta đang ở trước cửa trường trung học huyện" ngươi đến đây đón ta tới vi viên đi. Lưu Hải Đào thực sự là bực mình lắm rồi, thằng nhãi con này tưởng mình là ai? Ta là tài xế riêng của bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, ngươi dựa vào cái gì mà dám kêu ta đánh xe đi đón ngươi? Vậy nên hắn cũng chẳng vui vẻ gì nhận lời, thật xin lỗi. Ta đang bận chút việc. Trương Dương lập tức nhận ra được ý tứ trong câu nói này, người bận rồi à? Kỳ thực cũng không có chuyện gì cả, là Lý Bí Thư kêu ta đưa Tô Đại Nương đi chơi loanh quanh một chút ấy mà. Lưu Hải Đào cũng thầm chửi rủa Trương Dương một hồi, mẹ nó chứ, thằng nhãi này còn dám lấy Lý Bí Thư ra dọa mình. Thế nhưng nhớ lại thằng nhãi này với Lý Bí Thư dường như có quan hệ đặc thù, Lưu Hải Đào cũng cẩn thận suy xét lại. Giọng cũng nhẹ nhàng uyển chuyển hơn, cũng được, ta bớt chút thời giờ qua đó đón ngươi, ngươi cứ chờ ở đó đi. Trương Dương lạnh lùng cắt điện thoại cái rụp, một gã tài xế con con mà còn dám nói năng với ta kiểu đó sao? Trương Dương tự nhận mình là một người rộng lượng, bất quá có rộng đến mấy cũng không được để người khác khinh thường mình, khiêu khích huy nghiêm của mình như thế được. 5 phút sau, Lưu Hải Đào đánh xe tới, thấy tay Lưu Dương sách hai con gà, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. Thằng nhãi này gọi điện thoại bắt mình đến đón cũng chỉ vì hai con gà này thôi sao? Không phải là trêu đùa nhau đấy chứ? Cô nén tức giận xuống, Lưu Hải Đào cười, cười cười cầm hai con gà ném vào cốp xe. Trương Dương cũng tự mở cửa ngồi vào hàng ghế sau, Lưu Hải Đào vừa nổ máy, Lưu Dương lại gọi với lại, chờ một chút, ta còn đợi người. Lưu Hải Đào cũng chỉ đành tắt máy, đợi hơn 10 phút rồi cũng chẳng thấy ma nào đến, Trương Dương lúc này mới lạnh nhạt nói, đi thôi. Trên đường Lưu Dương chốc chốc lại kêu Lưu Hải Đào đỗ ở biêu điện này, khi lại bảo dừng ở khách sạn kia, mãi một lúc lâu Lưu Hải Đào mới nhận ra được là từ nãy tới giờ tiểu tử này đang đùa dẫn hắn. Thế nào mà một thằng nhãi bên kế hoạch hóa gia đình lại dám trêu đùa mình nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải là hắn dựa vào lý bí thư sao? Lưu Hải Đào ẩn ẩn cũng nhận ra được cái quan hệ thập phần mập mờ của tiểu tử này với lý bí thư. Cũng chẳng biết là như thế nào nữa mà hắn lại có thể ngung cuồng đến như vậy được nhỉ? Giờ đây Lưu Hải Đào cũng cảm thấy hối hận, muốn giao oai với ai cũng phải nhìn lại đối tượng chứ, vừa nãy gọi điện cũng là hắn hơi nóng này. Nếu như mà còn cứng trọi cứng với tiểu tử này, sợ rằng người chịu thiệt vẫn là mình, thôi thì một điều nhịn chín điều lành. Nghĩ đến đây, Lưu Hải Đào cũng không có dám để nửa điểm bất mãn thể hiện ra mặt, chỉ gượng gạo cười cười lấy lòng Trương Dương. Trương Dương với Lưu Hải Đào cũng chẳng phải là thâm cửu đại hận gì, chỉ tại thấy hắn hơi ngung cuồng chống đối lại mình nên mới dạy bảo cho hắn đôi chút mà thôi. Thấy hắn bây giờ cúi đầu nhận thua, Trương Dương cũng chẳng còn hứng thú trêu đùa hắn làm gì nữa, một đường xe chạy thẳng đến vi viên. Tô lão lúc này đang loay hoay làm việc gì đó ở trong vườn rau, thấy xe đến cửa cũng vội rửa tay đi tới. Thấy người bước từ trên xe xuống là Trương Dương, tô lão không khỏi nở nụ cười hỏa ái. Trương Dương đó à? Lâu rồi không có tới. Trương Dương cũng vui mừng kêu một tiếng đại nương, xoay người lại mở cốp xe lấy đôi gà. Cốp xe vừa mở, Lưu Hải đào mặt dài thuần thuột, trong cốp xe toàn là mìn của hai con gà thải ra. Hắn cũng đành lắc đầu than xui xẻo, xem ra lại phải tốn công đi rửa xe rồi. Trương Dương xách đôi gà đến đem đua cho tô lão. Tô lão nhìn đôi gà cũng thất hài lòng gật gật đầu, lông vàng mượt, màu đỏ chói, chân vàng. Là người trong nghề, tô lão chỉ liếc qua là cũng biết được đây đích thị là gà chăn đổi chính hiệu. Vui tươi hớn hở cười đùa, tiểu tử nhà ngươi, đến thăm ta là tốt rồi, còn quà cáp làm gì nữa. Trương Dương cười nói, là nhớ món ngon của tô lão quá, hôm nay mới đem đôi gà này tới để tô lão làm thịt nè. Tô lão cũng vui mừng gật đầu, quay qua bên Lưu Hải Đào, tiểu Lưu, ngươi về huyện ủy, kêu Lý Trường Vũ buổi tối về đây ăn cơm. Lưu Hải Đào nói, Lý Bí Thư đang họp, cũng chưa biết lúc nào tan nữa. Cứ bảo hắn Trương Dương tới, qua một lúc cũng được. Tô Lão cũng không nói nhiều, xách đôi gà cùng Trương Dương vào trong nhà. Lưu Hải Đào ngây ngốc đứng tại chỗ, giờ đây hắn đã xác thực được một điều. Tiểu tử Trương Dương này cùng Lý Bí Thư quan hệ không đơn giản chút nào. Lúc Lý Trường Vũ tới vi viên thì cũng đã là quá 6 giờ tối rồi. Gà vẫn còn đang nấu trong nồi, thế nhưng mùi thơm đã tỏa ra khắp trong ngoài nhà. Lý Trường Vũ cũng không khỏi hít hít mấy cái, Lưu Hải Đào cũng không có thoát khỏi sức hấp dẫn của mùi thơm này thèm đến rơi cả nước miếng. Lý Trường Vũ nhịn không được cười cười nói, "Tiểu Lưu, ở lại dùng cơm với ta." Lưu Hải Đào lắc đầu, "Không được, vợ ta còn chờ cơm ở nhà nữa." Kỳ thực hắn cũng thừa biết cái kiểu mời liên hoan này của các cấp lãnh đạo. Không ngoài dự đoán, Lý Trường Vũ cũng chẳng có nói câu thứ hai cầm cặp đựng giấy tờ thong thả bước vào nhà. Vào đến của đã thấy Trương Dương ngồi vắt vẻo trên ghế sofa từ bao giờ rồi, Lý Trường Vũ cũng chẳng còn cảm thấy chút gai mắt nào nữa. Hiện tại hắn đối với Trương Dương đã không chút nghi ngờ nào nữa, hắn cũng thừa nhận Trương Dương là một người có tài thực sự, cũng đáng để ngang hàng với hắn. Lý Bí Thư để cặp giấy tờ xuống, thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Tô Lão thấy hắn về cũng đã pha một chén trà, đưa đến cho hắn. Lý Trường Vũ nhẹ nhàng nâng chén trà lên, ngửi ngửi hương trà lấy mấy cái, rồi chậm rãi uống một ngụm, xong mới liếc nhìn Trương Dương, hờ hững nói, tới rồi đấy à. Trương Dương tủm tỉm cười, kêu một tiếng lý thúc, thằng nhãi này mới đây không gặp mà công phu ra mặt cũng luyện tới mức dày như vậy rồi. Tô lão đứng dậy, ta đi xem cơm nước thế nào, các ngươi cứ từ từ mà nói chuyện. Lý Trường Vũ lại nhấp một ngụm trà nữa, sau đó buông chén trà xuống, công tác thuận lợi cả chứ trương dương gật đầu cũng không tệ lắm ở đó cũng đang dự trù cho ta làm đảng viên lý trường vũ cũng không có lấy gì làm ngạc nhiên cả nhớ tới vị bí thư đảng ủy xã hắc sơn tử là vương bác hùng cũng đã mấy lần thông báo công tác của trương dương cho mình hắn cũng biết nhờ tiếng mình mà thằng nhãi này ở đó được chiếu cố đặc biệt bất quá nhanh như vậy đã được kết nạp đảng viên thì cũng có chút hơi bất ngờ đang định tìm bao thuốc thì trương dương đã nhanh nhẹn lấy bao thuốc trong túi rút một điếu đưa qua cho lý trường vũ lại châm lửa cho hắn. Bề ngoài thì đó chỉ là một việc còn con, thế nhưng lại làm Lý Trường Vũ kinh ngạc vui mừng một phen. Không ngờ tiểu tử này mới tiến nhập quan trường chưa lâu, vậy mà nháy mắt đã luyện được phản ứng như vậy rồi, phải biết rằng đoán ý cấp trên nhanh như vậy không phải là một việc đơn giản. Sảng khoái thổi ra một đám khói, Lý Trường Vũ hờ hững nói, ta nghe nói trường tiểu học Hồng Kỳ xã Hắc Sơn tử bị cháy phải không? Trương Dương gật gật đầu, nâng chén trà để ở trong lòng bàn tay, May mà không có ai bị thương, hiện tại còn đang trong giai đoạn sửa chữa lại. Lý Trường Vũ hai mắt phát sáng, nhìn lại gã tiểu tử này một cái. Nếu như mà Trương Dương sợ bị liên lụy, trả lời cái kiểu mập mờ không biết thì chứng tỏ khả năng chính trị hắn vẫn chỉ là một tiểu tử mới lớn mà thôi. Vậy mà Trương Dương này lại tránh nặng tìm nhẹ, nói đến tình huống nhẹ nhất, cũng kèm theo công tác khắc phục đang được tiến hành. Lý Trường Vũ khóe một lột ra nụ cười nhàn nhạt hắn cũng bắt đầu nhận thấy được tố chất làm quan của Trương Dương. Trương Dương lại hỏi do, chuyện tình trường tiểu học Hồng Kỳ, huyện ủy cũng biết à. Lý Trường Vũ gật đầu, chủ yếu chuyện này là liên quan đến đám thương nhân Hồng Kông. Hắn dừng lại một chút, lại gần Lưu Dương nhỏ giọng nói tiếp, chuyện này không biết như thế nào lại lọt đến tai an lão tiên sinh. Hắn trực tiếp gọi điện từ thành phố xuống hạ lệnh cho huyện ủy phải làm rõ sự việc, truy cứu trách nhiệm những người có liên quan. Trương Dương cũng ngẩn người ra một lúc, không ngờ rằng chuyện này lại tạo thành sóng gió lớn đến như vậy, không chỉ kinh động đến huyện ủy, mà ngay cả thành phố cũng trọng thị chuyện này là sao? Trương Dương thoáng giật mình vì cái giả thiết hiện lên trong đầu, chuyện này chắc chắn có người cố ý muốn phá rối nội bộ xã Hắc Sơn Tử. Trương Dương thấp giọng hỏi, "Ta nhận thấy khả năng nội bộ xã Hắc Sơn Tử có vấn đề." Lý Trường Vũ cũng thoáng ngỡ ngàng, Thằng nhãi này lại có thể nhận ra được những điều này, đủ thấy hắn đối với việc phân tích đánh giá sự việc cũng khá sắc sảo. Xem ra mình vẫn còn xem thường tố chất làm quan của tiểu tử này rồi. Lý Trường Vũ hướng đến Trương Dương gật gật đầu, ý bảo hắn cứ tiếp tục nói. Trương Dương nói, ta tuy rằng tới xã Hắc Sơn tử chưa có lâu, thế nhưng cũng nhận ra được trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của xã có mâu thuẫn không nhỏ. Lý Trường Vũ cảm thán nói, bất luận là đơn vị nào, bất luận là ban ngành nào đi nữa, thì cái gọi là hài đồng cũng chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Nơi nào có con người thì nơi đó vĩnh viễn có đấu tranh. Sau này ngươi sẽ hiểu, những lời này là hắn nói tự đáy lòng, có lẽ là vì hắn lăn lộn trên quan trường cũng đã nhiều năm, cũng bởi vì hắn cũng phải đeo mặt nạ khá nhiều thế nên hắn mới hiểu chân thực thế nào là quan trường. Cũng chẳng biết vì sao trước mặt trương dương này, hắn lại có thể chân tình nói ra những lời như vậy nữa, phải biết rằng cho dù là với những người thân cận nhất như vợ, kể cả vị chị dâu có ơn sâu nặng kia hắn cũng chưa bao giờ có những lúc cảm khái như vậy. Vậy mà tiểu tử Trương Dương này lại làm hắn có cảm giác như áp lực tâm lý đè nặng hắn bao lâu nay được thả lỏng ra rất nhiều. Trương Dương cũng đồng cảm gật gật đầu, mà góc độ nhìn nhận của Trương Dương với Lý Trường Vũ cũng có sự thay đổi to lớn. Không còn là bệnh nhân, không còn là một công cụ thăng tiến như trước kia nữa, mà thay vào đó Trương Dương đã coi hắn như một người thầy tốt, bạn hiền. Trương Dương cũng biết trên vấn đề kinh nghiệm tu vi quan trường hắn còn lâu mới bằng được con cáo giả lý trường vũ kia. Lý Trường Vũ nói: có người cố tình muốn làm lớn chuyện này, cũng không có bận tâm đến hình tượng xã Hắc Sơn Tử, cũng không thèm để ý đến huyện Xuân Dương ra sao, một ngực muốn gây chuyện. Vụ việc lần này chắc chắn phải có người gánh chịu trách nhiệm. Trương Dương cũng nhận thấy ẩn ý trong câu nói của Lý Trường Vũ, cẩn trọng nhẹ giọng hỏi nhỏ: Lý Bí thư, từ lúc ta trở về đã tra ra được đến tận cùng là ai làm trò quỷ chưa? Lý Trường Vũ với biểu hiện của Trương Dương cũng gật đầu khen ngợi. Thế nhưng rất nhanh cái cảm giác hài lòng của hắn với Trương Dương tiêu biến không chút dấu vết, mà hình tượng của Trương Dương trong mắt Lý Trường Vũ từ đầu buổi nói chuyện tới giờ cũng sụp đổ theo, bởi câu nói tiếp đó của Trương Dương, ta cũng muốn giải quyết chuyện này giúp ngươi, thế nhưng có lòng lại lực bất tòng tâm. Chỉ bằng ngươi đem cái chức trưởng xã kia cho ta, biết đâu ta lại giúp ngươi giải quyết được vấn đề này cũng nên lý trường vũ lạnh lùng liếc nhìn trương dương một cái đừng nên tham lam quá làm gì mọi việc phải tiến hành từ từ không được nóng vội quá lại làm hỏng chuyện dục tốc bất đạt tuy ngoài miệng nhẹ nhàng giải thích như vậy nhưng trong lòng lý trường vũ lại mắng chửi thẳng nhãi con trương dương tham lam một trận tiểu tử thối này không có biết trời cao đất dày ra sao lại trực tiếp đi hỏi mình cái điều vô lý như vậy được phải biết rằng ngươi đến một cái biên chế chính thức cũng còn chưa có như thế nào lại có thể nhảy vọt lên làm trưởng xã được, đúng là quá ngông cuồng rồi. Vừa vặn lúc này tô lão trong nhà gọi hai người bọn hắn vào ăn cơm, Lý Trường Vũ cũng như chút được gánh nặng thở phào đứng dậy. Lý Trường Vũ bây giờ cũng nhận ra được từ khi Trương Dương vào trốn quan trường, cái công phu sư tử ngoạm kia của hắn không có mất đi mà giờ lại được tôi luyện lên đến một tầm cao mới, chỉ còn thiếu mỗi một bước hắn đòi mình cái chức bí thư huyện ủy này nữa mà thôi. Lắc đầu cảm thán, tiểu tử này thực có tố chất làm quan tham. Thực ra là Trương Dương từ lúc làm quan cũng hiểu khá rõ về trốn quan trường này. Từ biểu hiện của Lý Trường Vũ, Trương Dương cũng không dám có đòi hỏi quá đáng nữa, phải biết rằng ngươi không bỏ công thì đừng hòng được hưởng lộc. Tuy vậy Trương Dương hắn cũng rất tự tin vào năng lực của mình, sẽ rất nhanh thôi Lý Trường Vũ kia phải công nhận hắn. Món gà hầm cách thủy của Tô Lão thực sự rất ngon, Trương Dương ăn mà khen không dứt miệng. Lý Trường Vũ tuy rằng cũng ít mở lời, thế nhưng từ vẻ mặt cũng đoán ra được hắn với món gà hầm do chính tay chị dâu nấu cũng khá thích. Tô lão nói, gà đồi đúng là khác xa so với gà nuôi ở trang trại. Được chăn thả tự nhiên, ăn toàn thóc gạo chứ không phải là mấy đồ tăng trọng kia, mùi vị thịt gà khác hẳn. Lý trường vũ lên tiếng, dân chúng ta khá đông, muốn đáp ứng đủ nhu cầu thì bắt buộc phải đi con đường công nghiệp hóa nông thôn như vậy. Chăn thả trang trại tập trung, ít nơi còn nuôi kiểu nhỏ lẻ như vậy lắm. Tô lão nghe thấy thế cũng phải liếc mắt nhìn Lý Trường Vũ, người đừng có dùng cái giọng quan trường đó ở nhà nữa, ta nghe không có hiểu. Ta thấy gà vịt trứng thịt bây giờ ăn so với trước kia thực khác xa quá, mấy người làm lãnh đạo các ngươi là cổ vũ người dân tăng sản lượng hay chất lượng vậy. Lý Trường Vũ nở nụ cười, Trường Dương cũng cười, thực đúng là chị dâu của bí thư huyện ủy có khác, lời nói cũng bao hàm rất nhiều đạo lý, kiến thức cũng rất rộng, lời lẽ thì mạnh mẽ. Trương Dương nói, nếu tô lão thích, sau này ta về sẽ còn mang lên nhiều thứ dân dã hơn nữa cho người nấu. Tô lão cuốn quyết lắc đầu, đứa trẻ này thật là. Người còn phải đi làm, tiền lương cũng đâu có nhiều, chi tiêu cho hợp lý một chút chứ. Mấy thứ này kỳ thực trong chợ cũng có bán, người cứ giữ lại tiền đi, sau này còn phải xây nhà cưới vợ nữa chứ. Trương Dương ha hả cười, ta mới có 20 tuổi thôi, cưới vợ e rằng còn hơi sớm. Tô lão tùm tỉm cười, được rồi, được rồi, thế còn cô bé tên tả hiểu tình lần trước người dẫn đến thì sao trông cũng xinh xắn đáng yêu lắm đó là đối tượng của người phải không lý trường vũ cũng ngừng ăn ánh mắt chăm chú nhìn trương dương hắn cũng khá quan tâm tới chuyện này giả như tả hiểu tình với trương dương chỉ là bạn bè bình thường thì con đường làm quan của hắn sau này coi bộ cũng hơi khó khăn kỳ thực nếu như lấy góc độ của lý bí thư mà xem xét thì hắn thực là không có nghĩ tới người như Tả Hiểu Tình lại có thể chấp nhận một tiểu tử xuất thân từ gia đình công nhân phổ thông như vậy được. So về xuất thân không được, so về học lực thì một sinh viên vệ giáo sao bằng được một người tốt nghiệp loại khá trường đại học y có tiếng ở thành phố Giang Thành. Trương Dương lắc đầu nói, cũng không phải, chỉ là bạn bình thường mà thôi. Tô lão cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cổ vũ nhiệt tình, tình cảm lứa đôi cũng đều là xuất phát từ tình bạn bình thường phát triển lên đó thôi việc khó đến mấy cứ quyết tâm là sẽ thành công. Con gái thường thích người ta khen lắm. Sau này người cứ chăm dẫn nàng ta tới đây ăn cơm với ta, ta ở bên cạnh nói tốt cho người một ít, đảm bảo sẽ ổn thỏa. Tô lão thái thái tràn đầy lòng tin thuyết phục Trương Dương. Lý Trương Vũ không nhịn được nở nụ cười, chị dâu à. Chuyện của mấy người trẻ chúng nó, chị đừng quản làm gì, cứ để chúng tự do đi. Sao lại mặc kệ được, ta quản không được ngươi, không nhẽ cũng không quản được Trương Dương chắc. Tô lão liếc mắt lườm Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ cũng đành nhịn nhịn không dám nói nửa lời nào nữa. Hắn tuy rằng là bí thư huyện ủy thật đó, thế nhưng hắn cũng có nhiều chuyện phiền muộn không giải quyết được, ví như bà vợ già ở nhà kia. Khi đó hắn vẫn chỉ là một gã bí thư đảng ủy nho nhỏ ở xã, còn Chu Hồng Mai là con gái của phó giám đốc một nhà máy lớn. Hai người kết hợp với nhau, vậy mà người bên ngoài nhìn vào toàn nói là Lý Trường Vũ hắn trèo cao cho nên trong một khoảng thời gian dài chu hồng mai luôn biểu hiện lấn áp hắn lý trường vũ cũng từ đó mà chán ghét bà vợ này của mình loại tình huống này kéo dài tới tận lúc hắn làm trưởng xã mới có chút khởi sắc chẳng qua bản tính con người rất khó thay đổi càng ngày thái độ của chu hồng mai càng thái quá xúc phạm trực tiếp đến danh dự của lý trường vũ hắn cũng không thể nhẫn nhịn được nữa nếu như không phải vì con đường làm quan sau này có lẽ hắn đã đệ đơn ly dị nữ quái kia từ lâu rồi Đến giờ hắn làm bí thư huyện ủy, con cái cũng ra bên ngoài học hết cả rồi, hắn cũng chẳng thiết về nhà gặp mụ vợ già kia của mình nữa. Sau này hắn mới gặp được Cát Xuân Lệ, cuối cùng hắn cũng thực sự tìm được sự an ủi trong tâm hồn mình. Ngoại trừ thời gian công tác bên ngoài, hay những lúc yêu đương vụng trộm với Cát Xuân Lệ, thì đối với bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ hắn, vi viên này là nơi hắn cảm thấy ấm áp nhất. Đối với đứa em bất hạnh từ nhỏ này, Tô lão cũng thấy có lỗi trong lòng hắn từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, là một tay tô lão nuôi nấng hắn lên người, tình cảm chị em, cũng có cả tình mẫu tử nữa, hiển nhiên tô lão sẽ khinh bỉ người vợ không coi chồng ra gì như Chu Hồng Mai. Vì vậy hai người lúc nào cũng cãi vã bất hòa với nhau, tô lão cũng chán ghét không muốn sống chung với loại người như Chu Hồng Mai nữa mà quyết định chuyển ra ở riêng một mình. Cơm tối xong xuôi, Trương Dương cũng ở lại ngồi hàn huyên với Lý Trường Vũ một hồi tới tận 8 giờ hơn mới cáo từ rời đi, lý trương vũ cũng chào tô lão một tiếng đi ra cùng trương dương tài xế lưu hải đào lúc nãy cũng đã đi ăn đỡ một bát mì hiện đang đợi ở bên ngoài cửa từ trước nhìn lý trường vũ cùng trương dương sóng vai từ trong nhà đi ra trong lòng hắn không khỏi thấy bùi ngùi đồng dạng là người thế nào lại có tranh lệch đến như vậy được nhỉ người ta ở trong nhà ấm ăn uống chè chén còn mình thì đứng đợi ngoài này ăn gió uống xương cả đêm mẹ nó chứ sao số mình lại khổ như vậy nhỉ vừa đi lý trường vũ vừa hỏi trương dương trương dương người định đi đâu nữa để ta đưa đi một đoạn trương dương cũng do dự một chút hắn thật cũng chưa có nghĩ tới là sẽ đi đâu nữa cả ban đầu cũng nghĩ là tùy tiện tìm một nhà nghỉ nào đó qua đêm nhưng mà trực tiếp nói như vậy với bí thư huyện ủy lý trường vũ đây e rằng không phải cho lắm tuy rằng trương dương chỉ do dự trong chốc lát nhưng lý trường vũ hắn là ai chứ chỉ liếc mắt qua cái là hắn đã biết trong lòng trương dương đang nghĩ gì rồi nhẹ giọng nói tiểu trương à phía trước là nhà khách của huyện hay là đến đó nghỉ ngơi một chút đi lưu hải đào cũng thấy giật mình lý bí thư tự mình an bài chỗ nghỉ cho trương dương thử nghĩ xem đây là cái dạng quan hệ gì nhìn khắp cái huyện xuân dương này người có khả năng để lý bí thư phải sắp xếp chỗ nghỉ như vậy thực chẳng có mấy người nhớ tới buổi chiều chính mình còn giao oai với tiểu tử kia Lưu Hải Đào giờ đây cũng sợ đến ngây người, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Hắn thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải đối đãi với tiểu tử Trương Dương kia như với cấp trên, nhìn vạn lần không được phép đắc tội nữa. Nếu như là Lý Trường Vũ đã tự mình an bài, Trương Dương cũng thoải mái chấp nhận. Đến khu nhà khách của huyện ủy, chỉ có Lưu Hải Đào với Trương Dương đi vào thu xếp phòng nghỉ, loại chuyện tình này Lý Trường Vũ hắn cũng chẳng cần phải ra mặt làm gì. Nghe nói có người thân của Lý bí thư tới, quản lý khu nhà khách Phương Thụ Xuân cũng phải nịnh nọt lấy lòng Trương Dương, vì vị khách quý này mà chuẩn bị một gian phòng hạng nhất, chỗ mà thường ngày chỉ dành cho những cán bộ cấp cao ở. Bên trong không chỉ có tivi, điện thoại, điều hòa, còn có cả phòng tắm riêng vòi hoa sen nữa. Tắm rửa xong nằm trên giường xem tivi tới tận sáng Trương Dương mới ngủ thiếp đi. Vốn định nướng tới tận trưa, ai dè mới 8 giờ sáng chuông điện thoại đã đổ ầm ĩ cả lên. Trương Dương ngáp ngủ, mắt nhắm mắt mở mở điện thoại xem tin nhắn, trên màn hình điện thoại xuất hiện một hàng chữ nhỏ, ta đã đến huyện Xuân Dương. Người đang ở đâu, nhận ra được người nhắn tin là tả hiểu tình, Trương Dương trở mình trên giường ngồi bật dậy. Không ngờ nàng ta nhanh như vậy đã trở về rồi, hí hửng gọi lại dãy số vừa nhắn tin tới. Gọi vài lần mà toàn máy bận, mãi tới lần thứ sáu mới có người bắt máy. chương 19, đèn lồng đỏ treo cao. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ tử nhẹ nhàng, sao nữa? trương dương nở nụ cười sao là sao ngoài ta ra ngươi còn hẹn người khác à tả hiểu tình nhẹ giọng trả lời vừa rồi là có một gã gọi điện thoại cho ta nói rông dài mãi thực sự là đáng ghét mà vậy thì cứ cho hắn một trận đi ngươi đang ở đâu ta qua đón tả hiểu tình khanh khách cười suốt ngày đánh đánh đấm đấm trong mắt ngươi có hay không pháp luật vậy đã là cán bộ rồi vậy mà giác ngộ chính trị của ngươi còn không bằng mấy người dân phổ thông chúng ta nữa đó Tả hiểu tình ngừng lại một chút, nhà ga đông người lắm, thôi để ta đến chỗ ngươi đi. Ngươi đang ở đâu vậy? Ta đang ở nhà khách huyện ủy. Được, 5 phút nữa ta tới đó. Tả hiểu tình cúp máy xong mà tụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Chẳng hiểu sao kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi ở Giang Thành cũng bình thường, vậy mà vừa tới đây, nghe điện thoại của Trương Dương xong lại thấy vui mừng như vậy nhỉ. Tả hiểu tình lắc lắc đầu, cố gắng quên đi cái cảm giác vừa mừng vừa sợ đó đi nàng ta vẫn một mực quy kết cái cảm giác mong chờ gặp mặt Trương Dương đó chỉ như là những người bạn lâu ngày gặt lại mà thôi. Thực sự nàng cũng không muốn phát sinh loại tình cảm kia, bởi vì sâu thẳm trong nội tả hiểu tình vẫn thấy có lỗi với Trương Dương, đến giờ nàng ta vẫn chưa dám nói thật về thân thế của mình cho Trương Dương biết. Bắt xe đến nhà khách huyện ủy, xa xa đã thấy thân ảnh cao to quen thuộc đó đang đứng chờ ở trước của. Trương Dương mặc một chiếc áo da màu xám dám nắng, quần jean xanh, chân đi giày thể thao màu đen, vẻ mặt hứng khởi đang ngóng trông từng chiếc xe đi qua lại. Thấy tả hiểu tình mãi mới tới, Trương Dương vui tươi hớn hở chạy lại đón, dành trả tiền xe trước. Bởi vì đây không phải là tại bệnh viện, buộc phải ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, nên tả hiểu tình để xóa tóc, khuôn mặt cười cười có chút hửng đỏ, đôi mi thanh tú cong cong, cùng với đôi mắt sáng long lanh như mặt nước hồ mùa thu. Nếu nói sở yên nhiên thuộc dạng Mỹ nữ yêu kiều nóng bỏng, Trần Tuyết là Mỹ nhân băng lãnh khó chinh phục, thì tả hiểu tình lại có vẻ ôn nhu kiều mị hấp dẫn khó tả. Chẳng hiểu sao, thấy nàng ta mà tự đáy lòng Trương Dương lại sinh ra một thứ tình cảm thân thiết kỳ lạ. Ánh mắt hai người giao nhau, tựa hồ như tâm linh tương thông, đều biết đối phương đang nghĩ gì. Tiếp nhận ba lô từ tả hiểu tình, Trương Dương cười trêu đùa nói, đã tới thăm rồi, còn tặng quà làm gì nữa? Vẫn còn khách khí như vậy à? Tả hiểu tình huyền chuyển nhảy xuống đất, Chiếc áo khoác ngoài màu đỏ giống ánh bình minh càng làm tăng thêm vẻ đẹp khuôn mặt thanh tú của nàng, khiến Trương Dương ngắm nhìn đến ngây người. Tả hiểu tình không khỏi nhoẻn miệng cười, lộ ra mấy cái răng trắng tinh, vài ngày không gặp, chủ nhiệm Trương Phong thái càng hơn xưa đó. Đâu có, so ra còn kém xa tả tiểu thư phong hoa tuyết nguyệt đây nhiều. Hai người cứ thế trêu đùa nhau như trẻ con một hồi mới chịu thôi. Trương Dương vốn định mời tả hiểu tình tới phòng mình ngồi chơi, nhưng chẳng hiểu sao Tả Hiểu Tình đỏ mặt lắc đầu người nguệ, nhất quyết không chịu Trương Dương cũng thấy làm lạ suy nghĩ lại một hồi cảm thấy như vậy chẳng phải là cô nam quả nữ trong phòng riêng sao Thảo nào người ta lại đỏ mặt như vậy tám phần người là nghĩ mình muốn làm bậy rồi rất nhanh Trương Dương nghĩ ra được biện pháp mở lời chữa ngượng hay là đi ăn chút gì đi Tả Hiểu Tình gật đầu đồng ý thấy chiếc xe vừa rồi chờ Tả Hiểu Tình đến còn chưa đi Trương Dương vẫy vẫy tay gọi lại cùng tả hiểu tình đi thẳng tới cửa hàng bách hóa, cạnh quán cháo gà lương ký. Quán ăn này cũng là nơi khá nổi tiếng, Trương Dương kéo tả hiểu tình lên thẳng lầu 2, ngồi xuống một bàn cạnh của sổ, lại gọi hai chén cháo gà, cùng mấy gói quẩy nhỏ. Vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Tả hiểu tình từ lời Trương Dương biết được, hắn rời quê đi nơi khác công tác mà cũng chẳng mấy người quan tâm, điều này thực cũng làm hắn không cam lòng chút nào. Chỉ có điều cái việc buồn bực này cũng không kéo dài lâu lắm, lập tức Trương Dương bắt đầu hồ hởi giới thiệu cho tả hiểu tình những điều về nông thôn mà hắn mới biết, về cảnh đẹp, về những món ngon dân dã. Tả hiểu tình nghe đến mấy món ngon, đôi mắt nhất thời trở nên sáng ngời. Lại nghe đoạn Trương Dương một mình tại thôn Thanh Hà một mình đánh lộn với hơn 40 người, tả hiểu tình không kìm được kinh hô một tiếng, nhưng lập tức ý thức được mình hơi thất thố, chẳng phải Trương Dương vẫn đang mạnh khỏe ngồi ở đây đó sao. Nghĩ lại tình cảnh lo lắng cho hắn lúc nãy, khuôn mặt trắng nõn của tả hiểu tình lại hồng lên, một vẻ đẹp kiều diễm khó cưỡng lại được làm tim trương dương lại đạp loạn nhịp một hồi. Tả hiểu tình cũng nhận ra được ánh mắt nóng rực của nam nhân đối diện, vội vàng quay mặt nhìn ra mảnh sân rộng ngoài kia để khỏi ngượng ngùng, nhẹ giọng nói ta nghe nói rừng núi thanh thai vẫn còn giữ được nguyên vẻ nguyên sinh, không biết trông sẽ như thế nào nhỉ. Trương Dương tuy rằng tại xã Hắc Sơn Tử cũng đã ngao du một vòng rồi, chẳng qua cũng chỉ đi thị sát cho biết thôi, chứ cũng không có để tâm ngắm nhìn vẻ đẹp rừng núi gì đó. Nghe tả hiểu tình mở lời như vậy, vui sướng đưa ra lời mời, bao giờ có thời gian rỗi, tới xã Hắc Sơn tử chơi. Ta làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho, được không? Đôi mắt tả hiểu tình cũng chợt sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu cuối tuần này có được không? Cứ định như thế đi, thứ sáu cuối tuần này ta đợi ngươi ở xã Hắc Sơn Tử. Trương Dương cũng vui vẻ nhận lời. Tả hiểu tình có chút lưỡng lự, ừ, ta sẽ gọi điện thoại báo trước cho ngươi, để ta sắp xếp thời gian lại một chút đã. Trương Dương cười nhẹ, bác sĩ thực tập mà bận rộn như vậy à? Mà có câu như thế nào ấy nhỉ? Càng chia xa, chúng ta càng nhớ nhung. Chỉ một câu trêu đùa cũng làm tả hiểu tình xấu hổ đến tai đỏ hồng cả lên, nhẹ giọng trách mắng Trương Dương. Ngươi đúng là tiểu lưu manh, bất chợt phát hiện ánh mắt Trương Dương đang nhìn chằm chặp vào ngực mình, theo bản năng tả hiểu tình giật mình lùi lại phía sau, thầm nghĩ Trương Dương này thật bị ổi quá đi. Trương Dương trong lòng cũng thấy dạo rực, đang định trêu đùa mỹ nhân một phen, ai rè một thanh âm bên cạnh cắt ngang, chủ nhiệm Trương. Trương Dương cũng ngẩn cả người, nghĩ không ra là lại gặp được người quen ở đây. ngẩng đầu nhìn lên, thấy là phó trưởng xã Quách Đạt Lượng cùng một nữ nhân trung niên ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh nhau, đích thị là vợ của hắn ta. Hai người này ngày hôm nay rảnh rỗi nên thị trấn mua tivi tiện thể ghé vào đây ăn trưa, cũng không có nghĩ tới lại gặp được Trương Dương ở đây. Trương Dương vẻ mặt tươi cười đứng lên, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là quách phó trưởng xã. Thực là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà, nghĩ không ra chúng ta đi ăn mà cũng gặp được nhau. Vừa nói Trương Dương vừa làm điệu muốn mời Quách Đạt Lượng cùng ngồi ăn. Quách Đạt Lượng hắn tới giờ leo lên được cái chức phó trưởng xã này thì cũng chứng tỏ là một người không đơn giản chút nào ban đầu hắn cũng không có chút cảm tình nào với tiểu tử trương dương này nhưng là do biểu hiện của trương dương lần cùng theo tổ công tác xuống nông thôn khảo sát cũng khá tốt lại cùng với vương bác hùng chiếu cố nhiều đến hắn quách đạt lượng mới sinh ra hào cảm với tiểu tử trương dương này bởi vậy hôm nay thấy trương dương ở đây nên chủ động tới chào hỏi chỉ là hắn cũng cảm thấy như mình vừa phá hỏng cuộc vui của đôi thanh niên trẻ này chỉ cười cười khoát tay nói hay là miễn cho ta đi ta cùng lão bà lại đằng kia tùy tiện một chút cũng được cũng không có quấy dày chuyện tốt của hai người trẻ các ngươi nữa. Chủ nhiệm Trương, lại đằng kia chút đi, ta có chuyện muốn nói. Quách đạt lượng kéo Trương Dương ra một góc xa, nhỏ giọng nói, bạn gái ngươi cũng đẹp thật đó. Quách đạt lượng làm quan nhiều năm nên cũng hiểu rõ một điều, đó là cho dù cấp trên có nói gì đi chăng nữa, thì cấp dưới cũng đều phải cười cười lấy lòng, không có dám nửa tiếng phản đối. Chính vì vậy hắn cũng nói thẳng với Trương Dương như vậy, mà không cần phải để ý nhiều đến mặt mũi mình. Trương Dương cũng chỉ cười cười cũng không nói gì, mà không nói tức thừa nhận. Có một người bạn gái xinh đẹp như hoa vậy, tội gì không nhận, chẳng phải là càng nâng cao mặt mũi của mình sao? Trương Dương tự nhủ. Quách đạt lượng vỗ vỗ vai Trương Dương cười nói, ta tới buổi tối mới trở về, nếu đi xe về cùng thì gọi điện cho ta. Mấy cán bộ xã này hầu như tất cả đều có điện thoại cả, mặc dù ở xã Hắc Sơn Tử Hiện vẫn chưa có sóng di động, nhưng dù sao đây cũng là một cách thể hiện vị thế của kẻ làm quan, Trương Dương gật đầu, cảm ơn Phó Chủ tịch Quách quan tâm, ngài cùng chị nhà cứ tự nhiên, bữa này ta mời. Trương Dương gọi tên phục vụ tới, ăn một bữa kỳ thực cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, Phó Chủ tịch Quách kia đương nhiên cũng chẳng hề thiếu tiền, nhưng cái quan trọng là thái độ, trước mặt Phó Chủ tịch xã tranh thủ kiếm chút mặt mũi cũng là đúng đắn, dù sao Quách đạt lượng cũng là Phó Chủ tịch xã, ở xã vẫn có những ảnh hưởng nhất định. Trương Dương cùng tả hiểu tình đi ra khỏi kê trúc quán, còn chưa bước được hai bước đã lại nghe được có người gọi tả hiểu tình hai người quay lại nhìn bất đắc dĩ không khỏi tươi cười thế giới này thực sự là nhỏ bé quá a à, đi đâu cũng gặp phải người quen thế này vừa gọi tả hiểu tình chính là hồng linh cùng vài nữ đồng học các nàng mấy người định đi dạo phố với mua sắm không ngờ vừa vặn lại gặp tả hiểu tình cùng trương dương hồng linh ngạc nhiên nói lớn tả hiểu tình a à, tả hiểu tình chẳng phải ngươi nói là về giang thành sao sao giờ lại vẫn còn ở huyện xuân dương Tả hiểu tình cười thẹn mặt đỏ đến tận cổ, chuyện trước mặt vô luận thế nào cũng không giải thích nổi rồi. Cũng là trương đại quan nhân nhanh trí vội mở miệng đỡ lời, chúng ta là gặp nhau ở nhà ga, tiện đương đi ăn một chút. Hồng Linh mặt tràn ngập nghi ngờ đánh giá Trương Dương, nàng cũng chưa biết Trương Dương đã coi như tốt nghiệp xong, và đi làm cán bộ nhà nước rồi, người sáng sớm mò tới nhà ga làm gì. Trương Dương thở dài, nói ra thì cũng dài. Nói dài làm gì, nói ngắn nói thật đi mau. Vài cô bạn cười nói, ta còn có thể nói dối sao? Người có quyền im lặng, tất cả những lời ngươi nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Trương đại quan nhân đối với đám nữ đồng học đang vây kín chất vấn, chỉ đành nói qua loa là mình và tả hiểu tình xảo hợp ở nhà ga rồi thế nọ thế kia, đương nhiên trừ việc đi ăn ở kê trúc quán là thật, còn lại thì tất cả đều là giả. Mấy nữ đồng học này thiệp thế kinh nghiệm xã hội chưa sâu, đương nhiên sau khi nghe Trương Dương bốc phét một hồi thì tám chín phần là tin cả nhưng xét cho cùng thì nguyên nhân cũng chính là trong ấn tượng các nàng tả hiểu tình rất chi là ưu tú xuất chúng trên mọi mặt, còn Trương Dương kia đương nhiên là hết sức bình thường, khoảng cách giữa hai người là quá xa, chắc không thể có chuyện mở ám gì ở đây được. Thế nên tất cả đều tin rằng lần này là xảo mộ, tả hiểu tình gặp Trương Dương và sau đó gặp các nàng ở đây đều là xảo mộ cả. Chỉ có Hồng Linh tuy rằng biết rõ bối cảnh hai nhà nhưng vẫn có cảm giác nghi ngờ vì nàng nhiều lần cảm thấy được tả hiểu tình có phần coi trọng tiểu tử này. Nhờ Trương Dương bốc phét một hồi mà tả hiểu tình sau cùng cũng khôi phục được dáng vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi còn sớm như vậy mà các ngươi đã đi rồi sao? Hồng Linh chỉ chỉ dạp chiếu phim cách đó không xa, chuẩn bị đi xem phim. Dạp đang chiếu, đèn lồng đỏ treo cao, của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đó. Sau đó ánh mắt chuyển đi dừng lại trên người Trương Dương tựa hồ như sói thấy được cừu, Trương Dương này, dạo này nghe đồn ngươi rất là phong độ. Trương Dương tủm tỉm cười liếc mắt sang nhìn tả hiểu tình thấy ánh mắt nàng như là đồng ý, trong lòng xem ra đúng là hôm nay không có khả năng đánh quả lẻ với nàng rồi. Hắn đành sảng khoái gật đầu nói ta mời, van cầu các mỹ nữ ở đây cho ta có vinh hạnh này. Hồng Linh cười khanh khách, cũng biết điều á. Đi tới dạp nhân dân huyện cũng vừa lúc 10 giờ, Trương Dương mua vé, sau đó lại mua nào là bắp sang, hạt dưa, đủ loại đồ ăn vặt với đồ uống. Trong lòng hắn đúng là không mong muốn gặp Hồng Linh cùng đám bạn kia chút nào, nhưng mà hắn đối với tả hiểu tình có cái ý đồ kia thì đương nhiên không nên bỏ qua vận động hàng lang đám này được. Như chuyện lưu bí thư tri bộ thôn Thanh Hà xuất lĩnh dân chúng ngạnh kháng hơn 10 tên cảnh sát đã chứng minh sức mạnh của quần chúng là vô cùng cường đại. Đám nữ sinh kia thấy Trương Dương hào phóng thì cảm giác đối với hắn cũng cải biến rất nhiều, tả hiểu tình nguyên vốn là muốn cố ý tránh tình nghi, nên khi chọn ghế ngồi cũng muốn bảo trì khoảng cách với hắn, bên trái nàng là Hồng Linh ngồi, chỗ bên phải thì do mấy cô nàng kia hiểu ý cố ý nhượng lại, trương đại quan nhân nhờ thế cũng cứ vô tư mà ngồi thôi. Tả hiểu tỉnh trong lòng thầm mắng tên này đúng là da mặt quá dày, mà tối dạ nữa, nàng muốn nói mà không nói được. Lúc đèn tắt, mọi ánh mắt đều tập trung lên màn ảnh, những năm đầu 90 này, trong lĩnh vực điện ảnh cái tên trương nghệ mưu tồn tại như một thương hiệu lớn, bất quá ông ta cũng không phải hạng hư danh, từ hình ảnh đến thủ pháp tự sự đều vượt chuẩn mực bình thường. Trương đại quan nhân đây là lần đầu được đi xem phim điện ảnh, nên cũng nhanh chóng đắm chìm vào thế giới của bộ phim. Mấy bạn nữ kia thì xem tới mê say, nhìn tụng liên đấu tranh với số phận nghiệt ngã, lúc tiếng ca lạnh lùng mà tịch mịch của dì ba nổi lên cũng là lúc nước mắt của mấy nữ tử này chảy xuống. Còn đối với Trương Dương thì hắn cũng chẳng có cảm xúc gì cho lắm, vì hắn vốn xem chuyện nam nhân có ba bốn vợ hầu hạ là chuyện hết sức bình thường, loại chuyện tình dề dà nhàm chán như thế mà cũng lôi ra làm điện ảnh được sao. Trương đại quan nhân cảm thấy không hứng thú cho nên thời gian trong dạp trở lên vô vùng nhàm chán, mà nhàn cư vi bất thiện, hắn bắt đầu len lén nhìn sang chỗ tả hiểu tình, thấy trong đôi mắt đẹp ấy long lanh những giọt lệ, bàn tay trái của hắn lặng lẽ lò dò sang, thừa dịp tả hiểu tình hoàn toàn tập trung vào bộ phim thì nhẹ nhàng cầm tay phải nàng. Thân thể tả hiểu tình khẽ giật mình một cái, phải nói là lòng bàn tay của tiểu tử này rất có nhiệt lực làm cho tả hiểu tình cảm thấy nóng rực, muốn rút tay về thì lại bị cái tên vô liêm sỉ ấy giữ chặt lại. Tả hiểu tình mắt vẫn tập trung vào màn ảnh, tay vẫn ngoan cường chống cự lại hắn, trong đêm tối hai người vô thanh vô tức tiến hành chiến tranh. Trương Dương len lén nhìn tả hiểu tình, phát hiện trên mặt nàng vẫn hơi cười cười không có vẻ dân dữ gì cả, tự nhiên lại càng không buông bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng ra. Nguyên bản bàn tay nhỏ nhắn trong tay của Trương Dương cũng nóng dần lên, sau một hồi chiến đấu, nàng cũng ý thức được mình không có khả năng là đối thủ của Trương Dương được, hơn nữa hắn cũng không có thêm hành động quậy phá nào mà chỉ nắm tay mình, cứ tạm thời coi như có người sưởi ấm bàn tay cho mình. Tuy là thế nhưng trong lòng vô luận thế nào cũng không che giấu được cái cảm giác thấp thỏm lo lắng, chính là từ lúc chào đời tới nay lần đầu bị nam nhân cầm tay, hắn lại chẳng kiêng nể gì cả mà giữ chặt không buông, hơn nữa nàng đối với hắn cũng không có gì phản cảm, khiến cho trong lòng Tả Hiểu Tình dâng lên một cảm giác ấm áp cùng hoang mang khó tả. Hai người cứ lặng lặng cầm tay nhau như vậy cho tới tận lúc hết phim. Khi đèn bật sáng lên, Tả Hiểu Tình mới giật mình rút tay lại, may mà đám bạn xung quanh vẫn mải mê với bộ phim nên không ai chú ý tới bọn họ. Hồng Linh quay lại nói, cái lão Trần lão Thái gia thật là ghê tởm, một lão già dựa vào cái gì mà lại hại nhiều người như thế. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Trương Dương, tổng kết một câu, nam nhân đúng là không có một điểm tốt. Người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý, Tả Hiểu Tình lại tưởng Hồng Linh thấy màn cầm tay của hai người họ khi nãy mặt đỏ gai đỏ gắt cúi gầm xuống. Trương Dương cười ha hả, Trần Lão Thái Gia là một tên phế vật, nếu đổi thành ta, không kể vợ lớn vợ bé, ta đều treo đèn lên hết. Một câu nói làm cho mấy cô gái đều đỏ hết cả mặt, Hồng Linh lại nói một câu, Trương Dương, người cũng đừng có nói khoác quá thế chứ. Tả hiểu tình chừng mắt nhìn Trương Dương, tiểu tử này đúng là da mặt dày không đo nổi. Trương Dương cười nói, ta nói đùa chút thôi, đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt ấy chứ, à, hình như cũng tới bữa trưa rồi đó, ta mời. Vị cư quán nhé. Hồng Linh nói, hừ, ngày hôm nay để phê đấu tư tưởng tàn dư phong kiến của ngươi, giúp tiểu đồng chí ngươi tiến bộ, ta sẽ không thèm nếm xỉa tới. Một nàng có khuôn mặt tròn tròn cười nói, không thèm nếm xỉa tới. Ngộ nhỡ sau này ngươi lại phải làm vợ bé hắn thì sao? Đau khổ của ngươi sẽ là vui mừng của nhiều người khác đó. Cả đám nữ sinh cùng cười ồ lên. Hồng Linh mặt đỏ bừng lên nhưng mặt mũi vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh nói, lấy hắn. Xí, sí. Trương Dương trong lòng khó chịu, ta thì sao, con mẹ ngươi chứ, cho ngươi làm vợ bé ta, ta còn trả thèm. Trương Dương cùng đám nữ sinh rời khỏi dạp chiếu phim hòa vào dòng người, thì phía trước có vài tên lưu manh đang đứng nhìn ngó gì đó, thực sự mà nói những năm 90 này, chị An ở huyện Xuân Dương cũng không tốt lắm, không thiếu những vụ mấy tên lưu manh thấy cô gái nào đẹp là vào trêu ghẹo, sự tình kiểu như thế này xảy ra hết sức thường xuyên, nhất là ở trong hay gần dạp chiếu phim. Thế nhưng bọn Trương Dương là đợi tới gần cuối cùng mới đi ra, lúc đó trong thông đạo dẫn ra ngoài cũng chẳng có mấy người, vài tên lưu manh tiến tới mục tiêu rõ ràng là nhắm vào bọn họ. Trương Dương đầu tiên là nghĩ ngay tới tả hiểu tình bên cạnh liền vươn cánh tay ra che chở nàng. Hai tên lưu manh kia đương nhiên không có khả năng chọc ghẹo vào Trương Dương, thế nhưng tiểu tử đê tiện này lại lợi dụng cơ hội ôm chặt tả hiểu tình luôn mấy cô bạn kia thì không có được may mắn như vậy, Hồng Linh thì thảm nhất, ngực mông đều bị xâm phạm vài phát, nàng hét ầm lên khiến cho mọi người xung quanh đều tập trung nhìn về phía nàng. Mấy tên lưu manh thấy thế cũng trột dạ, nhưng trong lòng phiền muộn là chủ nhân của tiếng hét này cả ngực lẫn mông có khi còn nhỏ hơn bản thân hắn, con mẹ nó chứ đúng là đèn đóm hại chết người. Trương Dương cười lạnh quay sang, tay túm vào gáy một tên, hắn quay sang, con mẹ mày muốn chết à. Tay Trương Dương khẽ vận lực một chút, tiểu tử kia đã bay về sau, liên tiếp hai tên đồng bọn của hắn xông tới cũng bay theo luôn ngã rúi rụi vào một chỗ. Một tên đứng cách đó lẻn tới đang định đánh lén Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân bực mình, quay ra cho một quyền vào mặt hắn. Quay lại nhìn đã thấy Hồng Linh cùng mấy cô kia tay cầm quốc hung hăng đập mấy tên lưu manh đang nằm trổng gọng dưới đất. Tên lưu manh ăn một đấm kia vội vội vàng vàng chạy mất. Trương Dương vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, ai ngờ lúc vừa ra tới cửa dạp thì bỗng có tiếng hét to, hắn. Chính là hắn, nghe thấy vậy, Trương Dương không khỏi nhíu mày, con mẹ nó chứ sao lần nào đi cùng tả hiểu tình cũng gặp phải chút rắc rối thế nhỉ. Chả nhẽ hai người bắt tự tương khắc, bất quá Trương Dương cũng lập tức tìm được lý do Hồng Linh, ngẫm lại sự tình phát sinh đều có mặt nàng ở đó, xem ra chính nàng ta mới là ôn thần. Hơn 20 tên thanh niên tay cầm côn cầm tuyết hùng hổ đi tới, tên dẫn đầu kia đầu tiên là chú ý ngay tới tả hiểu tình, kể cũng khó trách bởi nàng ở đâu cũng là trung tâm chú ý của mọi phía. Tên kia hơi sừng sốt một chút rồi quay sang nhìn Trương Dương. Hắn nhận ngay ra Trương Dương mà Trương Dương cũng nhớ ra hắn, đúng là oan ra ngõ hẹp tiểu tử này chính là thường thất cân mà tại chợ đêm lần trước đã bị Trương Dương chỉnh đốn một trận. Một thời gian không gặp, tên thương thất cân này bây giờ để tóc dài, gió thổi qua tung bay trông vẻ tiêu sái, tuy nhiên lại trông ra mấy phần không giống người bình thường sau khi trông thấy Trương Dương thì vẻ hùng hùng hổ hổ khi nãy biến mất hết, lần trước hắn đã bị Trương Dương một chiêu đánh chật khớp tay, ấn tượng lần đó đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in, người khác không biết chứ hắn thì không thể không biết Trương Dương lợi hại như thế nào. Nghĩ không ra hôm nay mấy tên tiểu đệ lại chọc phải ma đầu này, con mẹ nó chứ, hôm nay xuất môn phải đúng giờ sao 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 chó rồi. Trong lòng còn đang hối hận chưa xong thì hai tên tiểu đệ không biết sống chết đã qua gậy vào tới. Trương Dương lạnh lùng nhìn thường thất cân, thường thất cân dùng mình vội vàng hết lớn con mẹ chúng mày. Đều lui lại hết cho ta, đám tiểu tử xung quanh đều sửng sốt, thế này là thế quái nào nhỉ? Thường thất cân trong khoảnh khắc khuôn mặt đã tươi cười bước tới nói, huynh đệ. Nguyên lai là người A. À. Trương Dương nhàn nhạt cười, là ta. Thường thất cân nhìn mấy nữ tử quanh hắn nhất thời đoán ngay được chân tướng sự tình. Hắn quay người lại túm tai một tên, thiết đản con mẹ ngươi đúng là có mắt như mù nhìn cho Kia đây là huynh đệ ta cái tên thiết đản kia chính là tên khi nãy bị trương dương một quyền đánh bay hắn vẻ mặt sầu thảm nhìn thương thất cân đương nhiên hắn không thể biết đối phương lại có quan hệ với lão đại của mình trương dương cũng biết là thương thất cân chính vì sợ hắn cho nên đang tìm cách lấy lòng đương nhiên hắn cũng chẳng có ý tiếp tục truy cứu bởi chính mình với tả hiểu tình cũng chẳng có làm sao mỉm cười nói hiểu lầm thôi bỏ đi rồi cùng Tả Hiểu Tình với mấy người kia đi, Thương Thất Cân bỏ tên kia vội vàng đuổi theo, huynh đệ. Thật ngại quá." Trương Dương cười nói, "Nói lại làm gì, quên đi, dù sao chúng ta cũng không tổn thất gì cả." Thương Thất Cân nghe được hai chữ tổn thất thì trong lòng sực nhớ tới điều gì, cười nói, "Nếu không thì text in man phép làm chủ, trưa nay ta mời khách. Nước thắng lâu nhé." Tả Hiểu Tình không thích giao tiếp qua lại cùng với mấy phường lưu manh đường phố này hơi nhíu đầu mày, Trương Dương đương nhiên minh bạch ý tứ của nàng. Hắn cười nói cảm tạ, nhưng hôm nay chúng ta có việc bận rồi, xin hẹn hôm khác vậy. Thường thất cân thấy Trương Dương cự tuyệt thì cũng không nài cầu nữa, móc ra danh thiếp đưa cho Trương Dương, đây là danh thiếp của ta, nếu ở Xuân Dương gặp gì rắc rối, cứ gọi cho ta, nói xong rồi mới nhớ người ta là cao thủ thâm tàng bất lộ, còn cần tới hắn giúp đỡ sao. Nói xong lời này thì không khỏi xấu hổ mà cười trừ. Trương Dương vẫn nhận danh thiếp của hắn, bản tính Trương Dương vốn là vậy, ai kính hắn một tự nhiên hắn cũng đáp lễ lại người ta, ta là Trương Dương. Ta biết, ta cũng nghe Hàn Ca nhắc tới ngươi rồi, Thường Thất Cân kho người lịch sự nói. Trương Dương nhờ thế mới biết tại sao cái tên Thường Thất Cân này đối với mình lại có biểu hiện tôn kính như thế, nguyên lại là Hàn Truyện Bảo đã từng nói với hắn về mình. Thân là một cao thủ, sau lưng lại có bối cảnh liên quan tới cả bí thư huyện ủy, người ta không kính sợ mới là sự lạ. Trương Dương cười nói, có gì liên hệ sau nhé. Sau đó cùng tả hiểu tình và mấy người rời đi. Buổi trưa dùng bữa ở vị cư quán, Hồng Linh chẳng chút khách khí gọi đầy một bàn thức ăn, chắc là ăn để lấp bù bực tức trong lòng. Trương Dương trộm nghĩ mình có sợ nàng ta đâu mà sao tự nhiên lại phải móc túi ra bồi thường tổn thất cho nàng nhỉ. Bất quá hắn cũng chẳng để ý lắm đến mấy đồng bạc này, tính hắn vốn coi tiền như rác mà. Hắn vừa ngồi ăn vừa nói chuyện phiếm cùng mấy nàng tả hiểu tình tay nâng chén rượu vang chủ động cụng ly với Trương Dương, người chừng nào thì đi. Không vội, chờ buổi tối rồi tính, hắn cũng định để tới tối đi cùng xe với quách đạt lượng về luôn cho tiện. Tả hiểu tình nhẹ cắn cắn môi dưới, đôi mắt khẽ liếc Trương Dương một cái, Trương Dương hiểu ý nàng là ám chỉ điều gì. Lúc này bỗng nhiên nói to, thôi chết, ta quên mất, 3 giờ chiều là chuyến xe cuối cùng rồi mấy người kia nghe thấy thế thì nhìn lại đồng hồ thấy bây giờ đã là 2 giờ 15. Dù sao thì phim người ta cũng mời xem, cơm người ta cũng mời ăn rồi, vô luận Trương Dương có mục đích gì thì cũng nên nể mặt người ta một chút. Vì thế mấy nàng người lấy lý do đi dạo, người đi shopping để ly khai dần. Hồng Linh cũng không có tâm trạng để lôi tả hiểu tình đi đâu nữa, nàng kêu mệt mỏi rồi về ký túc xá trước. Mọi người rời đi hết, lúc đó chỉ còn Trương Dương và tả hiểu tình ở đó, ánh mắt hai người gặp nhau, không khỏi song song mỉm cười. Cùng đi ra khỏi vị cư quán, Trương Dương cảm thán nói, ta hôm nay phát hiện Hồng Linh đúng là sao nhất tai, cứ lần nào gặp nàng ta lại y như rằng gặp chuyện. Tả hiểu tình cẩn thận ngẫm lại thấy Trương Dương nói cũng có lý, không khỏi bật cười khanh khách. Trương Dương chỉ chỉ phía bờ sông Xuân Thủy, qua bên kia chút đi. Tả hiểu tình gật đầu, ngày xuân không khí tươi mát, Trương Dương mặc áo ra nên cảm thấy nóng liền cởi áo khoác cầm trên tay, ánh mắt tả hiểu tình thì đa phần toàn tập trung trên mấy cảnh liễu đang vi vu trong gió nhẹ. Trương Dương đưa tay ra ý đồ định cầm tay nàng, vừa chạm tới đầu ngón tay nàng, tả hiểu tình như con chim nhỏ giật mình mà vội né ra. Thời gian tả hiểu tình đi cùng Trương Dương luôn có một cái cảm giác rất lạ, có chút sợ hãi mà cũng đầy kích thích, một loại cảm giác mà trong cuộc sống nàng trước đó chưa bao giờ cảm nhận được. Như ở trong dạp chiếu phim hành động của hai người giống như hai kẻ đang yêu muốn biểu lộ tình cảm của nhau. Nhưng đi ra khỏi dạp, dường như ánh mặt trời rực rỡ lại đem nàng quay trở về với thực tại tương lai của nàng gần như đã được cha mẹ nàng định trước rồi trước giờ nàng vẫn là một cô gái biết nghe lời luôn làm mọi việc trong khuôn phép và theo lời trưởng bối có lẽ tương lai của nàng cũng sẽ vậy thôi nhưng không hiểu từ khi trương dương xuất hiện nàng lại cảm nhận được một thế giới khác nhưng nàng luôn cố gắng nhủ rằng hai người bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau giống như là hai đường thẳng song song có lẽ chỉ có thể nhìn thấy mà không bao giờ có thể có giao điểm Trương Dương bị hành động né tránh của Tả Hiểu Tình làm cho có chút xấu hổ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tả Hiểu Tình cố gắng xóa bỏ cái không gian xấu hổ của hai người, nhẹ giọng cảm thán: mùa xuân thật đẹp. Trương Dương gật đầu nói: hồi xuân đại địa, vạn vật hồi sinh, hương hoa tiếng chim, tất cả đều tràn ngập sức sống, động vật cũng tới mùa động dục a. À. Tả Hiểu Tình nguyên bản nghe nửa cầu đầu của hắn còn cảm ngộ vài phần văn vẻ nho nhã không nghĩ tới ngay nửa câu sau của hắn lại trở lên tục tiểu khó nghe như vậy. Nhưng cũng nghe ra ý tứ trêu chọc của hắn trong đó, mặt cười đỏ cả lên, oán trách nói, người thực sự là không khá nổi. Cái này gọi là chân thực, ta có một ưu điểm đó là rất chân thật a. À. Tả hiểu tình khẽ hừ một tiếng, Trương Dương đang đi bóng cước bộ dừng lại, hắn nhớ ra đây là nơi lần trước gặp Lý Trường Vũ và Cát xuân lệ yêu đương vụng trộm, chính là nơi mà khiến cho số phận Trương Dương thay đổi chóng mặt. Tả Hiểu Tình cũng nhận ra nơi này, trên mặt thoáng hiện ra chút vẻ ngượng ngùng, tuy nàng không rõ ràng đêm đó là xảy ra chuyện gì, nhưng cũng mơ hồ mà đống được vài phần, sau lại thấy Trương Dương thay đổi như thế, phỏng chừng cùng chuyện đó nhất định có liên quan. Nàng cũng cảm thấy được chuyện này Trương Dương cũng không có oang oang như hắn bình thường vẫn vậy mà cứ im ỉm giữ bí mật. Điều này khiến cho Tả Hiểu Tình có chút bực mình, Trương Dương đối với mình đúng là không thẳng thắn thành khẩn chút nào nhưng nghĩ lại chính mình còn muốn bảo trì khoảng cách với hắn thế nào lại cứ quan tâm tới chuyện của hắn như vậy trương dương nói ngươi thấy chúng ta hắn còn chưa nói xong tả hiểu tình đã quả quyết đáp không có ánh mắt của nàng rất kiên định mặc dù trong nội tâm lúc này đang run run nhưng biểu hiện bên ngoài lại cố làm ra vẻ hết sức bình thường để trương dương không thể phát hiện trương dương trước giờ vốn luôn chỉ coi ngươi như một tiểu học đệ ta không hy vọng ngươi hiểu lầm tả hiểu tình cố lấy dũng khí nói Trương Dương cười ha hả nói, ta không hiểu sao ngươi lại mẫn cảm như vậy chứ. Ta còn chưa nói xong ngươi đã vội cướp lời mà thanh minh nọ kia. Này hay là có phải ngươi có tình ý với ta đấy chứ? Không quảng cáo, đọc truyện tại thăng trùng truy VN Thăng. Tả hiểu tình không khỏi đỏ hết cả mặt lên, không che giấu nổi xấu hổ trong lòng, đúng vậy chứ, không hiểu là mình đang sợ cái gì chứ. Người ta còn chưa nói xong mà mình đã vội vàng cắt lời nói nọ nói kia tả hiểu tình minh bạch chính mình đang sợ Trương Dương nói cái gì. Trong lòng nàng đang hết sức rối loạn không biết làm thế nào cho phải. Trương đại quan nhân vô luận dưới bất kỳ tình huống nào đều rất tỉnh táo, hắn tin tưởng tả hiểu tình đối với mình cũng có ít nhiều hảo cảm, không thì thế nào mà nàng lại sớm từ Giang Thành chạy về Xuân Dương huyện để gặp mình, thế nào mà lúc ở trong dạp chiếu phim lại để cho mình nắm tay. Từ ánh mắt của nàng hắn thất được nội tâm nàng đang hoang mang bối rối, tuy rằng hắn không rõ áp lực của tả hiểu tình như thế nào thế nhưng hắn cũng hiểu được thái độ của nàng chính là đang rất mâu thuẫn đối với cô gái như tả hiểu tình này trương dương vẫn duy trì thái độ bình thường có câu dưa xanh hái không ngọt chính mình cần phải để nắm thật chắc huống chi trương đại quan nhân cũng rất là sĩ diện thời ở triều tùy cũng là được rất nhiều mỹ nữ yêu thương nhung nhớ nói tới thời hiện tại này thì trương thần y không khỏi có chút tiếc nuối nam nữ bình đẳng đúng là hại chết người a à. tả hiểu tình cắn cắn môi đào nhỏ giọng nói trương dương chúng ta là bằng hữu bằng hữu hết sức bình thường đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ như đang cầu xin trương dương trong lòng khẽ động mặc dù hắn vốn không tin giữa nam với nữ sẽ có tình cảm bằng hữu chân chính tồn tại thế nhưng nhìn vẻ mặt tả hiểu tình hắn đành gật đầu đúng lúc đó bên cạnh vang lên một tiếng phanh chói tai một chiếc ô tô lao tới dừng lại cạnh họ chính là hắn thiết đàn mở cửa xe nhảy xuống từ trên xe cũng phải gần chục tên tên khác nhảy xuống theo Trương Dương thắc mắc không biết là cái xe nho nhỏ như thế làm thế nào mà lại nhồi nhét được nhiều người như vậy nhỉ? Làm người thì ai cũng có phần sĩ diện, thường thất cân trước cửa dạp chiếu phim giáo huấn hắn một trận như thế nhưng trong lòng thiết đản hắn lại không phục. Hắn cho rằng vì một tên vớ vẩn nào đó mà từ nay không ngẩng mặt lên được thì có đáng, đương nhiên phải tìm cách kiếm lại chút mặt mũi. Thường thất cân thì hắn không dám trêu vào, nhưng với Trương Dương thì lại khác, thế nên hắn mới dình Trương Dương rời khỏi rồi mới triệu tập nhân mã đuổi theo. Trương Dương nhìn đám tiểu tử tới không khỏi cười nhặt một tiếng, tả hiểu tình đối với tính cách của Trương Dương thì cũng ít nhiều hiểu được, huống chi vừa rồi còn nói muốn bảo trì khoảng cách với hắn, tiểu tử này 9 phần 10 là chuẩn bị nhằm đám lưu manh này mà chút giận rồi. Nàng liền nhẹ giọng nhắc nhở, dọa cho bọn chúng sợ bỏ đi là được rồi, đừng để lớn chuyện. Nàng đối với thân thủ Trương Dương có thể nói là rất tin tưởng, dù đối mặt với nhiều người như vậy nhưng cũng không có một chút cảm giác lo lắng chục tên lưu manh huy vũ côn bổng mà lao tới trương dương bước lên bảo hộ cho tả hiểu tình ở phía sau sau đó dùng tay túm lấy cổ tay một tên vừa vụt thiết côn tới thuận thế dơ sang đỡ một cái côn khác đánh tới chân thì lên gối vào háng tên tiểu tử xui xẻo bị hắn túm được tay giận dữ hét lớn đã cấp cho chúng mày chút mặt mũi và còn không biết điều đúng là chán sống sau đó đoạt lấy ống tuyết từ tay tên kia hướng thiết đản mà tiến tới thiết đản thấy vậy cũng lao tới cầm ống tuyết phục trương dương tuy rằng hắn xuất thủ trước, nhưng tốc độ xuất chiêu so với Trương Dương thì còn kém nhiều lắm. Mắt thấy hai tuyết song song tang vào đầu nhau, trong lòng thiết đản thoáng chút kinh ngạc, hắn không ngờ Trương Dương lại tính đồng quy vô tận với hắn, một thoáng do dự thôi đã, bốp. Một tiếng vào đầu hắn, một gậy của Trương Dương đã khiến đầu hắn máu me tung tóe. Tràng diện máu me trước mắt khiến cho tả hiểu tình sợ hãi hét lên, một gã đứng gần đó thấy thế hơ khảm đau chém tới nàng trương dương thấy thế vội vàng vọt ngay tới tình thế ngàn cân treo sợi tóc chỉ trong nháy mắt trương dương đã vọt tới giơ tay tóm đao kia của hắn lại lưỡi đao sắc bén đương nhiên làm cho bàn tay trương dương một nhát ngọt lịm máu dọc theo lưỡi đao ồ ồ chảy xuống tiểu tử kia thấy thế thì sợ đến xanh cả mặt hắn nguyên bản chỉ là muốn lợi dụng tả hiểu tình để gây sức ép tới trương dương chứ tuyệt không có ý tổn thương tới nàng nhưng hắn không nghĩ tới trương dương lại liều mình giơ tay mà tóm lưỡi đao lại trương dương gầm lên giận dữ cánh tay trái máu mé bè bét kia rung liên một cái, đoạn thanh đao làm đôi luôn. Cả đám ở đây thấy Trương Dương cường hãn thế mà chấn kinh, lòng thầm chửi tên thiết đản kia lôi mình vào xui xẻo rồi. Thảo nào mà thường thất cân kia lại sợ hắn như thế, thì ra là cao thủ A. Một tiếng rên la thảm thiết vang lên, Trương Dương một cước đá bay cái tên vừa huy đao xuống sông, lạnh lùng ném lưỡi đao còn bê bết máu xuống đất. Ánh mắt hung tợn như dã thú nhìn chằm chằm vào Thiết Đản khiến cho Thiết Đản sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run rẩy tới thiếu chút nữa thì quỳ xuống, miệng nói: "Đại ca ta, ta, ta sai rồi." "Sai con mẹ mày." Trương Dương tặng hắn một quyền vào giữa mặt khiến hắn ngã văng đi, sau đó mang theo Tả Hiểu Tình tự nhiên mà đi. Đám tiểu lưu manh ở đây không kẻ nào còn dám xuất thủ cản trở, đâu kẻ nào còn muốn chết chứ? Tả Hiểu Tình cầm tay hắn, tay ngươi hình như còn đang chảy máu kia để yên ta xem trương dương vẫn thản nhiên cười trên mặt toát ra vẻ kiên nghị bàn tay hắn bị đao chém chính giữa lòng bàn tay máu vẫn còn đang di rỉ ra thực ra là tiểu tử này cố ý như vậy nếu hắn muốn đơn giản hóa giải một đao đó thì chỉ việc giờ chân đạp tới là được hắn đây là dùng khổ nhục kế muốn lợi dụng chuyện này để tranh thủ sự thương cảm từ mỹ nhân tả hiểu tình hiển nhiên là không có ngờ tới trương dương lại âm hiểm như vậy khẩn trương tới mức khuôn mặt xinh đẹp của nàng hồng cả lên, ánh mắt mỹ lệ thì long lanh như sắp khóc khiến cho người khác nhìn mà mê say, không được. Phải trở về bệnh viện ngay, có khi phải khâu mấy mũi. Trương Dương cười nói, nào cần khoa trương như vậy chứ. Vết thương không sâu mà, mua chút vân nam bạch dược đắp lên là được rồi. Thế nhưng tả hiểu tình kiên quyết bắt hắn đi bệnh viện, Trương Dương không lay chuyển được nàng đành tới trạm xá phụ cận. Vết thương của hắn đúng là không sâu lắm, chỉ cần tẩy trùng qua rồi băng bó lại là xong. Đi ra khỏi trạm xá đã là hơn 4 giờ chiều, nhìn bàn tay trái Trương Dương băng bó trắng toát mà trong lòng tả hiểu tình giấy lên một trận chua xót khổ sở, nàng nghĩ nếu không phải vì nàng thì hắn cũng sẽ không bị thương như vậy. Trong đầu nàng hiện lên một hình ảnh hắn lao nhanh tới, tới tay đỡ cho nàng một đau ấy mà vành mắt không khỏi đỏ lên. Những biến hóa vi diệu trên khuôn mặt tả hiểu tình đều không thoát khỏi mắt Trương Dương, hắn cười nói, đừng dùng ánh mắt này để cảm tạ ta chứ. Giả như có muốn cảm tạ, ta không ngại ngươi lấy thân báo đáp đâu. Ai ngờ vừa nói xong, tả hiểu tình cư nhiên khóc luôn, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Trương Dương thấy thế hoảng hốt, ta, ta nói đùa thôi mà. Đừng khóc, chỉ đùa thôi mà. Tả hiểu tình nước mắt vẫn tuôn rơi, nhẹ nhàng cầm tay trái hắn, đau không. Chú ơn Dương thụ sủng nhược kinh, được yêu mà thấy sợ, thấy lo chầm chậm lắc đầu. Tả hiểu tình dùng hai tay nắm bàn tay trái bị thương của hắn, nhẹ giọng nói, đáp ứng ta một việc, vô luận bất luận chuyện gì, cũng phải chú ý chính mình. Trương Dương nhìn đôi mắt thê lương đẫm lệ của nàng, trong lòng không khỏi xốn sang, hắn nhẹ nhàng gật đầu ta đáp ứng. Mãi cho tới lúc trên đường trở về Hắc Sơn Tử, Trương Đại Quan Nhân vẫn cười đắc ý. Thật sự là rất đáng giá, cố ý thụ thương một chút có thể khiến cho tả hiểu tình cảm động mà biểu lộ tình cảm thực sự, chính mình cũng phải bội phục thủ đoạn cao minh của chính mình a à. nói chung trước giờ trương thần y vẫn không xoan xoe gì về việc sử dụng thủ đoạn cả chỉ cần đạt được mục đích sử dụng một vài thủ đoạn nho nhỏ đã có là gì quách đạt lương cũng để ý thấy vẻ vui sướng của trương chủ nhiệm thảo nào mà ngày hôm qua kết thúc hội nghị thường kỳ xong ngươi đã vội vội vàng vàng tới thị trấn ha ha nếu như ta có người yêu đẹp như thế thì đúng là hận không thể mỗi ngày bồi tiếp nàng một câu khiến cho vợ hắn trợn mắt quay ra lườm Trương Dương trong lòng đang vui vẻ bỗng chợt nhớ ra lần này gặp Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ đã ám chỉ sự tình trái tiểu học Hồng Kỳ sắp bị truy cứu trách nhiệm, sợ rằng cơ cấu lãnh đạo xã nhà trong thời gian tới sẽ có biến động. Thân là quản lý công việc phòng cháy chữa cháy trong xã, lần này chỉ sợ Quách Đạt Lượng sẽ gặp rắc rối to. Thực ra mà nói, đối với Quách Đạt Lượng, Trương Đại Quan Nhân cũng chẳng có hảo cảm hay ác cảm gì mà chỉ coi như một đồng nghiệp mà thôi. Trương Dương nhẹ giọng hỏi, Quách Phó Chủ tịch, Tuần tới tổ công tác chúng ta lại thâm nhập cơ sở nữa à?" Quách Đạt Lượng gật đầu, còn có mấy thôn chưa kiểm tra qua, hẳn là lại tốn mất 3 4 ngày làm việc. Trương Dương cố ý nhắc nhở khéo, lần này lên huyện, thấy cũng có nhiều người đàm luận về sự tình tiểu học Hồng Kỳ đó. Chương 20, điểm báo bão sắp tới. Quách Đạt Lượng nhìn lại Trương Dương, thần tình hắn có chút khẩn trương lên. Hắn biết chắc chắn không vô duyên vô cớ mà Trương Dương lại nói như vậy. Vị chủ nhiệm sinh kế này cũng rất có bối cảnh, lời hắn nói xem ra cũng có phần đáng tin. Trong sự kiện tiểu học Hồng Kỳ, Quách Đạt Lương cùng chủ tịch xã Hồ Ái Dân cũng bất đồng ý kiến, tuy rằng Hồ Ái Dân muốn kéo hắn đứng chung chiến tuyến, nhưng lại muốn đem chuyện này làm cho rõ ràng. Quách Đạt Lượng cũng đâu có phải kẻ ngu si, công tác quản lý phòng cháy chữa cháy là do hắn phụ trách, nếu sự tình lớn lên, huyện truy cứu trách nhiệm thì hắn sẽ là người có khuyết điểm lớn nhất, tiếp đó mới đến phó chủ tịch lý trấn dân quản lý giáo dục. Bí thư đảng ủy xã Vương Bác Hùng thì đem chuyện này xử lý trong phạm vi nội bộ, dân không dân, quan không truy khiến hắn mới có chút an lòng. Nhưng những lời này của Trương Dương làm cho hắn lờ mờ đoán được trên huyện hẳn là muốn truy cứu rồi, bất quá có điều lạ là sao cho đến giờ vẫn chưa thấy gây áp lực gì xuống. Quách Đạt Lượng nói, người ta đều là thích buôn chuyện này nọ thôi. Đâu thể quản được, tuy rằng nói thế nhưng tâm tình cũng trở lên trầm trọng. Thấy lông mày Quách Đạt Lượng có chút co lại, Trương Dương biết lời mình nói vừa rồi đã có hiệu quả. Tiểu tử này đích xác có phần quá đáng, người ta hảo tâm đưa hắn từ Xuân Dương về xã, thế mà hắn lại đang tâm khiến cho người ta tâm trạng đang từ vui vẻ rất xuống lo âu. Tiểu tử này đúng là cái dạng thích vui cười trên sự thống khổ của người khác. Hoạt động chính trị chủ yếu của các cơ quan đảng bộ chính là họp, vừa mới đầu tuần nên công việc đầu tiên cũng chính là họp. Vừa tới ủy ban, Trương Dương liền đi tới phòng làm việc của bí thư Vương Bắc Hùng, Vừa lúc Hồ Ái Dân cũng đang ở đó. Thấy Trương Dương, Vương Bác hùng cười nói, "Tiểu Trương có việc gì thế?" Trương Dương nhìn Hồ Ái Dân một cái, rồi không khách khí gì nói, "Có chút việc quan trọng, muốn nói riêng với Vương bí thư một lát." Hồ Ái Dân nghe vậy tức khí, "Con mẹ ngươi là một cái tên chủ nhiệm sinh kế quen cũng cản dỡ quá nhỉ, muốn đuổi ta ra ngoài chắc." "Lão tử là chủ tịch xã, hơn cái loại ngươi xa lắm, ngươi dựa vào cái gì mà muốn đuổi ta ra ngoài chứ?" sắc mặt nhất thời trầm xuống, tiểu trương chủ nhiệm hiện ta cùng với vương bí thư còn đang dở việc a, à, ngươi nên đi ra ngoài trước, lát nữa hay quay lại. đây là quan uy, quan lớn có thể ép chết người a. À. lão tử muốn ép chết người, cho cái tiểu tử không biết trời cao đất dày ngươi nhớ đời. vương bác hùng tuy rằng là nghiêng về phía trương dương, nhưng trước mặt hồ ái dân cũng khó công khai bệnh vực trương dương. dù sao trương dương cũng phải hiểu hồ ái dân là lãnh đạo vô luận thế nào cũng không nên công khai khiêu khích quyền uy của lãnh đạo A. Vương Bác Hùng lần này cũng đành đứng về phía hồ ái dân, dù gì cũng phải có tôn ti trật tự. Trương Dương nhếch miệng cười, hồ xã trưởng à, vậy hai người cứ tự nhiên, sau xã nhà xảy ra chuyện gì đừng cảm ơn ta không báo nhé. Những lời này căn bản là uy hiếp trắng trợn A. Hồ ái dân bực tới đỏ cả mặt lên, đương thì muốn phát hỏa, nhưng vương bác hùng đã ý thức được hẳn là trương dương có chuyện trọng yếu gì tám chín phần là từ huyện ủy bí thư vì vậy nhanh chóng nở nụ cười tiểu trương chủ nhiệm đúng là rất nhiệt tình với công việc a nếu cán bộ trẻ tuổi xã ta đều được như vậy thì diện mạo nghèo khó của xã nhà nhất định sẽ được thay đổi có phải không hồ xã trường hồ ái dân đang muốn nói thì lại bị vương bác hùng chặn hỏng mất thay đổi cái con bà ngươi chứ bao che một ruột với nhau cũng không cần nể mặt ta sao sắc mặt phi thường khó chịu đứng lên Tiểu trương chủ nhiệm báo cáo công tác trọng yếu, vậy ta không làm phiền vậy. Rồi xoay người đi thẳng ra ngoài. Vương bác hùng có chút hít không vừa lòng mà liếc mắt nhìn trương dương, cái liếc nhìn bao hàm nhiều ý tứ, nhưng nói chung đối với trương dương, vương bí thư cũng không có ác cảm gì. Trương dương xoay người ra đóng cửa lại, đi tới bàn làm việc, vương bác hùng nhẹ giọng nói: vương bí thư thứ lỗi, không phải là ta có ý quấy phá, nhưng chuyện này nhất định phải đơn độc bàn bạc cùng ngài được người khác tôn trọng đương nhiên là cảm giác rất sảng khoái. Những lời này của trương Dương không chỉ kéo gần cự ly với vương bác hùng, hơn nữa còn cho thấy chính mình là đứng về phía vương bí thư. điều này làm cho vương bác hùng rất là vui mừng. hắn lắc lắc đầu cười, người a à, tiện tay chỉ chỉ về phía ghế sofa, rồi tiến lại đó ngồi. đây là đối với trương dương có ý biểu dương, cũng là coi trọng công việc mà trương dương hội báo muốn cùng trương dương ngồi ngang hàng trương dương ngồi xuống thấp giọng nói sự tình tiểu học hồng kỳ đã bị người ta đồn tới tai an lão tiên sinh khiến cho ngài phi thường tức giận đã trực tiếp điện thoại về tỉnh hiện tại tỉnh muốn huyện xác minh và truy cứu việc này trương dương đối với việc này nói không có chút nào khoa trương cả cho dù là thế nhưng vẫn đủ khiến cho tự đáy lòng vương bác hùng không khỏi lạnh run hắn vốn cho rằng chuyện này là đã ém đi thành công nhưng thật không ngờ sự tình lại vẫn dò dỉ ra ngoài giả sử trương dương mà không nhắc tới thì hắn còn nghĩ chuyện này thế là đã yên lặng kết thúc nhưng tại sao đến giờ phút này mà vẫn không thấy trên huyện có động tính gì lại nhớ tới huyện ủy bí thư lý trường vũ mặt lạnh kia mà trong lòng giấy lên một cảm giác hoang mang khó nói mà nghĩ lại thì người ta thân là thượng quan vì cái gì mà phải ra mặt giúp mình chứ sự tình tiểu học hồng kỳ tính ra đối với họ cũng chả ảnh hưởng gì cùng lắm thì đem một cái bí thư xã như hắn vứt đi là xong như vậy là một dấu chấm hết cho câu chuyện. Nghĩ tới đây Vương Bác Hùng không khỏi cảm kích Trương Dương đã nhắc nhở hắn sớm, đồng thời cũng minh bạch lý Trường Vũ sở dĩ không có nói trực tiếp sự tình mà thông qua Trương Dương tiết lộ chính là để giảm áp lực cho mình, để có thời gian xử lý công việc địa phương, xuất ra đối sách phù hợp. Tuy rằng cảm thấy rất mông lung, Vương Bác Hùng không nhịn được hỏi, "Lý bí thư đối với chuyện này có ý kiến gì?" Trương Dương từ đầu chưa hề có đề cập đến tên Lý Trường Vũ. Không ngờ Vương Bác Hùng lại nói tên này ra, đủ để thấy được Vương Bác Hùng nghe được tin này thì có vẻ rất lo lắng. Trương Dương vẫn không nói chút gì có liên hệ tới Lý Trường Vũ, vô luận từ bất cứ phương diện gì mà nói, sự tình tiểu học hồng kỳ khiến cho trên huyện khá là bị động bởi có kẻ muốn đem chuyện này thổi tung lên, giờ có lẽ không quan tâm tới hình ảnh của xã nữa, mà chuyện này nhất định phải có người gánh trách nhiệm. Tuy rằng Trương Dương không có nói đích tên Lý Trường Vũ ra nhưng Vương Bác Hùng nghe cũng hiểu những lời này chắc là do chính Lý Trương Vũ nói cho nên khi nghe những lời này thái độ hắn rất chi là khiêm kính. Nghe xong mà tâm tình cũng thoải mái hơn chút ít, trong lòng cảm thấy căm hận cái tên thọc gậy bánh xe kia. Nhưng xem ra mũi giáo kia không chắc đã là chế về phía mình, cộng thêm bản thân cũng không phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp vụ cháy cho nên Vương Bác Hùng cứ tự nhiên rút tên mình khỏi danh sách người có trách nhiệm, cái cần bây giờ là phải bảo trì đứng một phía với huyện ủy bí thư. Hắn cũng muốn nhanh chóng tìm ra cái kẻ ở xã đã bơm vụ này lên trên, nhanh chóng cho hắn một bài học. Vương Bác Hùng rất nhanh tập trung đặt sự nghi ngờ lên người chủ tịch xã Hồ Ái Dân, chính thái độ của lão trong chuyện tiểu học hồng kỳ này đã chứng minh hắn là kẻ muốn thổi tung vụ này lên, hơn nữa nếu muốn truy cứu, Vương Bác Hùng thân nhận vật số một tại xã, hẳn là liên đới trách nhiệm không nhỏ a. À. Nếu hắn ngã xuống, kẻ thu lợi lớn nhất chính là hồ ái dân. Nghĩ thông suốt điều này, lửa giận hừng hực bùng lên trong lòng vương bác hùng, hắn hầu như có thể kết luận chuyện này đích thị là hồ ái dân gây ra. Nhưng nếu muốn truy cứu hồ ái dân thì cũng cần phải có chứng cứ. chúng ta là đảng viên đảng Cộng sản, là người dân chủ, công bình, điều tối quan trọng là làm việc phải có cơ sở, có chứng cứ. quyết không thể vu hãm một hảo đồng chí, cũng không thể buông tha cho một kẻ xấu. Vương Bác Hùng hạ giọng nói, chuyện này nếu để âm ý sợ rằng đối với sự đoàn kết ổn định trong xã xứ không có lợi. Trương Dương âm thầm cười nhạt, cái gì mà ổn định đoàn kết, hiện tại Vương Bác Hùng ngươi có thể giữ được cái ghế của ngươi đã là không dễ dàng gì rồi, hiện tại lại còn hư tình giả ý cái gì ổn định, đúng là hết sức giả dối. Trương Dương hội báo chuyện này là coi như hắn đã hết lòng quan tâm rồi, còn chuyện sau thế nào đành xem vào chính bản thân Vương Bác Hùng thôi. Trương Dương Ly khai phòng đảnh ủy xã, trực tiếp đi tới phòng cảnh tú cúc, tùm tìm cười nói, cảnh tỷ, chuyện ngươi nhờ ta đã xử lý thỏa đáng, bất quá ngươi đúng là nữ nhân hại nước hại dân A. Cảnh tú cúc ngần người, không khỏi thở dài một hơi rồi nói, đối với nữ tử mà nói, bộ dạng xinh đẹp cũng chưa chắc đã là một chuyện tốt, đứa nhỏ này cũng là ta ít quan tâm. Xã hội này loại háo sắc nhiều lắm, chính nhân quân tử giống như ta quá ít, đối với nữ tử xinh đẹp mà nói thì đúng là nguy hiểm ở khắp nơi. Trương Dương vốn đang định kể chuyện Trần Tuyết gặp phải phiền phức cho cảnh tú cúc nghe, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, nói ra lại càng khiến cho nàng ta lo lắng. Cảnh tú cúc nghe được những lời này của Trương Dương không khỏi phì cười, phi. Cái đầu dâm đáng lại còn bày đặt ra vẻ thanh thuần. Trương Dương vô liêm sỉ nói, kỳ thực ta cũng có chút hối hận, không bằng ta đổi cách gọi ngươi là gì cảnh, về sau còn có cơ hội làm dễ ngươi. Cảnh tú cúc cười đỏ cả mặt biến ngay. Trương Dương cười, đi ra tới cửa thì lại nghe cảnh tú cúc gọi hắn, đúng rồi Trương Dương, vấn đề ký túc xá kệ để ngươi giải quyết, cấp một cái chìa khóa cho tiểu ngụy luôn nhé. Đa tả, Trương Dương trở lại phòng sinh kế, mấy ngày nay không ở, vẫn là tiểu ngụy dọn dẹp sạch sẽ dùng cho hắn, trà cũng pha để sẵn đó rồi, cô nàng này đúng là rất có tố chất làm thư ký A. Trương Dương nâng ấm trà lên đã ngửi thấy hương hoa nhài thơm thoang thoảng. Trương uống một ngụm xong đó tiểu ngụy mưa oi bắt đầu báo cáo công tác, Trương chủ nhiệm, đây là tiền phạt tháng trước, ngài xem qua một chút đi. Trương Dương cầm lấy, trực tiếp kiểm tra lại một lượt, thấy có tới 6 vạn rưỡi, tặc lưỡi nói, nhiều như vậy sao? Tiểu Ngụy gật đầu, tổng cộng là có tới 22 người phá kế hoạch bị phạt tiền, mỗi người phải nộp một vạn rưỡi, chỗ này còn chưa đủ một nửa tiền A. À. Trương Dương nhíu mày, xem ra công tác kế hoạch hóa gia đình ở xã Đích Sác là không đầu vào đâu, những hương dân này căn bản không coi chính quyền ra gì, Tiểu Ngụy lại bổ sung, trương chủ nhiệm, tiền phát này đều là sung trực tiếp là ngân sách của xã, mà đó là do hồ xã trưởng quản lý, chúng ta chỉ có quyền thẩm tra chứ còn về phần phạt tiền thì không có quyền thực hiện. Trương Dương có phần tức giận đặt cái chén xuống, không ngờ tiền phạt từ công tác sinh kế này lại tất cả đều chui vào ngân sách xã. Trương Dương cũng không phải là tham lam chút tiền đó làm gì, nhưng bực mình cái là ăn chửi thì là mình còn thu tiền lại là hồ ái dân, thật sự là khó chịu trước đây một năm tổng cộng thu được bao nhiêu tiền phạt. Tiểu Ngụy đưa sổ sách tới trước mặt Trương Dương, Trương Dương trực tiếp kiểm tra lại thì thấy tổn cộng năm ngoái thu được 27 vạn, suy nghĩ lại tháng này được tới 6 vạn rưỡi, thấy vậy nói, người vỡ kế hoạch càng ngày càng tăng lên a. Tiểu Ngụy gật đầu, từ chủ nhiệm bị thương tháng này, nhưng ngược lại tiền phạt vẫn tăng lên không ít, có thể là những hương dẫn phá kế hoạch kia sợ chuyện này lôi thôi tới họ. Chúng ta năm ngoái cũng có bao nhiêu đơn phạt? Hơn 100, Trương Dương sửng sốt đúng là tình hình kế hoạch hóa ở xã này quá nghiêm trọng rồi. Hơn 100 đơn phạt đồng nghĩa với hơn 100 nhà phá kế hoạch. Nếu mỗi người trên mà nộp phạt đầy đủ thì sẽ là hơn 150 vạn. Nhưng mà tiền phạt thu được còn chưa tới một phần tư. Mà thấy hương dân nơi này cũng dâu có quá biêu hãn ngang ngạnh như lời đồn. Hẳn là còn có huyền cơ. Trương Dương lại tiếp tục hỏi, phụ trách thu phạt là ai? Tất cả đều cho phụ trách tài vụ xã Lưu Kim Thành phụ trách. Khoản thu bao nhiêu cũng là do hắn định đoạt. Trương Dương cao mày, thế thì là hắn lấy thúng úp voi à? Rốt cuộc phạt bao nhiêu cũng do hắn định đoạt nữa sao? Tiểu Ngụy quay ra cửa nhìn ngó xung quanh rồi khép cửa phòng lại, tới chỗ Trương Dương nhỏ giọng nói, Trương chủ nhiệm à, tiền phạt xã nhà là có nhiều nhạy cảm lắm, mức phạt cũng rất bất đồng. Mức thấp nhất là một vạn rưỡi, chưa kể nếu có tình tiết nghiêm trọng sẽ bị tăng thêm. Nhiều thôn dân không giao nộp nổi tiền phạt thì sẽ lấy máy móc nông cụ hay ra xúc bán đi để trừ vào khoản thu phạt. Trương Dương đã nghe ra chế độ tài vụ này có trăm ngàn chỗ ngờ, bất quá trước mắt hắn cũng không rảnh để bận tâm chuyện này. Sự kiện tiểu học Hồng Kỳ khẳng định sẽ gây không ít chấn động tại xã. Hiện tại hắn chuẩn bị đợi chàng biến động đi qua, tái xin xã tăng thêm một tên kế toán, hảo hảo sửa sang lại sổ sách tiền nong của vấn đề kế hoạch hóa này. Bỗng có tiếng gõ cửa, sau đó là phó chủ tịch xã Quách Đạt Lượng chủ động nhẹ nhàng đẩy tiến vào, tiểu ngụy rót mời hắn một chén trà sau đó biết ý lui ra ngoài trương dương tươi cười đón tiếp quách phó chủ tịch tìm ta có việc gì quách đạt lượng đi thẳng vào vấn đề tiểu trương chủ nhiệm chuyện ngươi nói tối qua ta cũng đã nghe ngóng qua hắn tuy rằng quan chức không lớn nhưng cũng là có chút quan hệ với trên huyện nghe thấy trương dương nói bóng gió lúc về hắn cả tối ngồi lợi dụng chút quan hệ nghe ngóng tình hình trên huyện tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng có chút thông tin rằng sự tình tiểu học hồng kỳ trên tỉnh đã biết và đang gây sức ép xuống huyện đồng thời cũng nghe ngóng được rằng vị tân chủ nhiệm sinh kế Trương Dương này có bối cảnh không hề đơn giản, phía sau hắn chính là huyện ủy bí thư Lý Trường Vũ, thảo nào mà hắn được bí thư xã Vương Bác Hùng chiếu cố đến như vậy. Rồi bản thân người khác chạy vạy khắp nơi còn chưa có được chút tin tức nào mà hắn đã biết chuyện. Quách đạt lượng cảm khái, cũng phải thừa nhận rằng hắn nhận chút ân tình của Trương Dương, nếu không phải có tiểu tử này bóng gió tin tức thì có khi chính bản thân mình đứng trước mũi súng rồi àm còn chẳng hề hay biết trương dương cười nói quách phó chủ tịch vẫn thường chiếu cố ta ta cũng chỉ là không muốn nhìn ngươi bị người khác chơi xỏ những lời này trực tiếp nói thẳng với quách đạt lượng trong lòng còn đầy hoang mang lo lắng quách đạt lượng cũng chỉ đành thở dài cảm khái trương dương rút ra một bao thuốc mời hắn và tự rút ra một điếu quách đạt lượng đưa bật lửa tới châm thuốc cho trương dương trước rồi mới tự châm cho mình tuy chỉ mà một động tác nhỏ này thôi nhưng nó là biểu lộ rằng hắn đối với trương dương là rất coi trọng xít một hơi dài sau đó nhả ra một đoàn yên vụ trầm ngâm nói lòng người thật hiểm ác trong nội tâm hắn đang hồi tưởng lại các sự kiện trong quá khứ hình ảnh của hồ ái dân hiện lên khiến cho tự đáy lòng hắn dâng lên một cơn giận hồ ái dân a à, hồ ái dân cái con mẹ người chứ trương dương nói kỳ thực sự tình tiểu học hồng kỳ không đơn giản liên liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy đứng từ những góc độ lớn hơn nhìn lại đầu tiên là vấn đề quản lý lãnh đạo trường học đối với quản lý trường không coi trọng xã chỉ đạo công tác không sát sao. Một câu tối hậu hắn nói thẳng vào vấn đề của hội đồng lãnh đạo xã, Quách Đạt Lượng cũng không phải kẻ ngu, lập tức nghe ra được đầu mũi giáo của Trương Dương đang chĩa về phía chủ tịch xã Hồ Ái Dân. Quách Đạt Lượng nói, công tác phòng cháy chữa cháy hàng năm ta đều tiến hành kiểm tra, thế nhưng tài chính xã gặp khó khăn, nào có chi đủ để phát triển công tác phòng cháy chữa cháy chứa. Hắn đem chuyện phòng cháy chữa cháy nói kéo cả vấn đề tài chính vào. Con mẹ hồ ái dân ngươi chứ, không phải người nắm giữ tài chính xã sao? Xét đến cùng nếu người ta muốn bảo vệ bản thân mình mà lại không chi kinh phí ra thì lấy gì để bảo vệ? Lấy sức người chắc. Quách Đạt Lượng với Trương Dương nhìn như đang nói chuyện phiếm bình thường, nhưng kỳ thực là đang đi lại với nhau, trong lòng cũng đã xác định được đại khái bụng dạ đối phương. Quách Đạt Lượng từ Trương Dương đã biết được một tin trọng yếu, đó là trên huyện chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm cá nhân. Quách Đạt Lượng đương nhiên không cam lòng trở thành kẻ chịu tội một mình không nói chuyện với Trương Dương hắn cũng muốn chĩa mũi giáo về phía hồ ái dân kia. Trương Dương cố ý thở dài nói, nói đến tài chính xã, ta cũng thực sự là có ý kiến, quách phó chủ tịch này, sao ta thấy ban kế hoạch hóa gia đình chúng ta thu phạt lại cứ phải thông tha ban tài chính xã chứ. Toàn bộ quán trình do chúng ta làm, đến lúc thu phạt lại phải trình tới ban tài chính rồi đợi chỉ thị, như thế làng là nhằng rắc rối thêm bao nhiêu. Ấy là chưa nói đáng ra quyền thu phạt những đối tượng phá kế hoạch phải do ban kế hoạch hóa gia đình chúng ta làm mới phải. Kế hoạch hóa gia đình thì liên quan gì đến ban tài chính xã chứ? Quách đạt lượng cũng thoáng chút cao mày lại, hắn bắt đầu ý thức được rằng trương dương này không hề đơn giản, không thể coi thường sự khôn ngoan danh mẽnh của tiểu tử này. Tài chính xã trước giờ vẫn là do hồ ái dân quản lý, giả sử như nếu truy cứu trách nhiệm liên đới tới vấn đề này mà phát hiện ra vấn đề sai phạm gì, Nhất định mọi chuyện có thể đổ được hết lên đầu hắn, khi đó hồ ái dân hết đường chối tội, đối với huyện mà nói cũng viên mãn. Quách đạt lượng thấp giọng nói, tài chính xã trước giờ vẫn thiếu minh bạch vậy, chuyện này quá nửa là có mở ám. Khó tra vị tất đã không thể tra, tiểu học Hồng Kỳ xây dựng xong từ năm 88 tới giờ, vẫn chưa lần nào tu chỉnh qua quách đạt lượng nghe trương dương nói bỗng nhiên nhớ tới thời điểm lúc trường tiểu học hồng kỳ xây dựng hồ ái dân là phó chủ tịch xã và vẫn đảm nhiệm quản lý tài chính xã trong chuyện đó một mình hồ ái dân quản lý tài vụ khó cha chứ không thể không cha quách đạt lượng cảm kích nhìn trương dương một câu làm hắn bừng tỉnh mộng lợi dụng khả năng của mình lặng lẽ điều tra một chút về vài khoản thu chi của xã chắc không vấn đề gì mục đích bây giờ là phải tìm được chỗ sơ hở của hồ ái dân không nhất định phải là lỗi gì lớn mà chỉ cần là một lỗi nhỏ, nếu khéo léo lợi dụng cũng đủ để cho hồ ái dân một kích trí mạng. Trương Dương tới ký túc xá xã, ở đó đều là mấy cán bộ độc thân của xã. Trương Dương được phân một căn phòng 20 mét vuông ở tầng trệt, trong đó có một phòng công trình phụ nhỏ tầm 7 thước vuông. Căn phòng của hắn được quét tước sạch sẽ, có một giường đơn, một cái tủ quần áo, một bộ bàn làm việc và một giá sách, tuy đồ đều là đồ cũng nhưng chất lượng vẫn rất tốt, còn rất chắc chắn nhưng điều làm cho Trương Dương bất ngờ đó là trong phòng hắn lại được trang bị một TV màu 14 inch, khiến cho Trương Đại Quan Nhân dạo này cũng nghe ngóng học tập được không ít tri thức. Vén rèm cửa lên, mở cửa sổ ra, phía trước đó là của một mảng xanh mượt của cỏ, tới đó là một dòng sông nhỏ, phong cảnh thật là rất được, Trương Dương nhắm mắt lại hít sâu một hơi, hưởng thụ không khí trong lành, những cơn gió mát thổi tới mà xua tan đi những việc phiền não trong lòng. Nhưng đương nhiên Trương Dương cũng không phải một người xuất thế, Hắn không quen chịu tịch mịch, mặc dù hưởng thụ thanh tịnh cũng tốt nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Tiểu Ngụy mang tới ít vật dụng hàng ngày mà hắn nhờ mua tới, "Trương chủ nhiệm, mấy thứ đồ này để đâu bây giờ?" Trương Dương chỉ chỉ tới cái bàn làm việc, Tiểu Ngụy đi tới tạm thời đặt đồ xuống đó. Trương Dương lấy ví hỏi, "Hết tất cả bao nhiêu tiền?" Tiểu Ngụy nở nụ cười, "Khỏi cần, cảnh chủ nhiệm nói cái này được tính vào kinh phí công của xã." Trương Dương không khỏi cảm thán trong lòng có chức sắc cũng thật là tốt a à, ngay tới xà phòng kem đánh răng các thứ cũng được chi trả hai người còn đang nói chuyện bên này phó công an xã đỗ vũ phong đang tới trên tay cầm cái nồi lẩu điện trương dương cười nói ta nói đỗ sở a cầm cái nồi đi làm gì đó đỗ vũ phong cười nói mới nghe người dọn tới đây ở ta sang giúp người mừng nhà mới ta tìm nửa ngày mới thấy nó đó người sống một mình cái này rất có tác dụng a à. trương dương cười tươi hớn hở nhận lấy xuất ra bao thuốc mời Đỗ Vũ Phong. Đỗ Vũ Phong nhận lấy một điếu, sau đó rút ra ít tiền đưa cho Tiểu Ngụy, "Tiểu Ngụy, ra chợ kiếm ít mồi với chút rượu, tối nay chúng ta ăn mừng tân gia cho Trương chủ nhiệm." Trương Dương vội vàng đưa tiền cho Tiểu Ngụy, lấy lại tiền kia đưa lại cho Đỗ Vũ Phong, miệng nói ta là chủ nhà mà. "Thế nào ăn tân gia lại để ngươi mời thế chứ?" Đỗ Vũ Phong cười to, "Ngươi không kính người a, à. ta niên kỳ cao hơn, lương cũng cao hơn, ngươi so làm gì chứ?" Trương Dương thấy hắn cố tình không nhận tiền về cũng đành chịu, lặng lẽ đi tới bảo nhỏ với Tiểu Ngụy, cầm theo hóa đơn đi, tính vào kinh phí công. Tiểu Ngụy cười khổ, Trương chủ nhiệm thế này không phải là làm khó ta quá sao? Miệng cũng không dám nói gì, đành gật đầu rồi đi. Đỗ Phú Phong nhìn bóng lưng Tiểu Ngụy khuất đi, cười nói với Trương Dương với một thái độ hết sức mập mờ, tốt ga. Đúng xếp với thư ký. Trương Dương biết trong đầu hắn không có cái gì tốt, chừng mắt nhìn hắn thu lại cái ý tưởng dơ bẩn ấy đi ta rất là thuần khiết ha à, đừng có dạy ta làm cái xấu Đỗ Phú Phong cười ha hạc bước vào phòng hai người ngồi xuống giường Trương Dương đi pha ấm trà rót ra hai chén đưa cho hắn một chén miệng hỏi sao không thấy đi làm Đỗ Phú Phong nhận chén trà cười nói ta chủ yếu là ở tại sở công an nhưng ta thấy chu lương thuận không vừa mắt thế là cũng chập thèm tới nữa dù sao tiền lương vẫn không thiếu được của ta Trương Dương cũng biết hắn ở sở cảnh sát vốn không ưa gì Chu Lương Thuận, cười cười nói, Chu Lương Thuận là một tên tiểu nhân, chuyện bát nháo ở trụ sở xã lần trước, hắn nhận được tin còn cố ý kéo dài thời gian chứ không tới ngay, chứ nếu không ta cũng không phải một mình đối mặt với cả mấy chục thôn dân như thế. Đỗ Phú Phong cười nói, huynh đệ a, à, nhưng kỳ thật trong lòng ngươi rất cảm ơn hắn chứ, nếu hắn không như thế thì sao mà ngươi có thể đánh một trận thành danh được. Nghe thế cả hai cùng cười ồ lên ngoài cửa bỗng vang lên một giọng thanh niên chuyện gì cười vui thế ta có thể tham gia được không a à? trương dương cùng đỗ vũ phong ngoảnh ra nhìn trước cửa là một tên thanh niên gầy teo cao giáo hắn tên là ngô hoành tiến là cán sự ban tài vụ của xã đương nhiên chưa lập gia đình cho nên mới ở đây làm hàng xóm của trương dương trương dương cũng biết qua hắn nhưng chưa có gặp gỡ nói chuyện lần nào còn đỗ vũ phong đương nhiên rất quen thuộc với hắn gật đầu cười tiểu ngô a à lại tiếp hàng xóm mới đê. Ngô Hoành tiến bước vào tươi cười bắt chuyện với Trương chủ nhiệm, sau đó ánh mắt dừng lại ở cái tivi đặt trên bàn, giọng có chút hâm mộ nói, "Trương chủ nhiệm đúng là cao cấp thật a, à, mới về đã có tivi rồi. Bọn tiểu dân chúng ta xin mãi cả năm nay mà xã nhà chả thấy động tĩnh gì?" Trương Dương cười nói, "Lúc rảnh cứ sang đây mà xem, đông càng vui chứ sao." Tiểu Ngụy lúc này cũng mua đồ ăn trở về, Ngô Hoành Tiến thấy thế cũng minh bạch là người ta muốn uống rượu ăn mừng gì gì đó, thoáng có chút xấu hổ xin cáo từ, Trương Dương lại nhiệt tình giữ hắn lại góp vui. Ngô Hoành Tiến thấy vậy cũng không chối từ, quay về phòng lấy hai bình rượu mang sang lại bị Đỗ Vũ Phong vạch trần đây là hai bình rượu nhận hối lộ từ đợt Tết âm lịch, sở dĩ Đỗ Vũ Phong biết rõ như thế là vì hắn cũng đồng dạng đều nhận hối lộ cả. Bọn họ khiêng cái bàn làm việc tới sát giường biến nó thành cái bàn rượu luôn. Vây quanh cái nồi lẩu đang sôi sung sục, bốn người bắt đầu nâng chén, tiểu ngụy uống xong một lý thì mặt ửng lên cư nhiên hiện ra một nét quyến rũ mà thường ngày không có được. Ngô Hoành Tiến thì tử lượng cũng không khá cho lắm, sau khi hết hai bình rượu thì cũng bắt đầu nói nhiều lên, mà ánh mắt thì cứ luôn nhìn về tiểu ngụy. Trương Dương cùng Đỗ Vũ Phong tử lượng cao đương nhiên trả hề hần gì, cả hai đều nhìn ra ý của ngô tiểu tử này, hẳn hắn 9 phần 10 là để ý tiểu ngụy. Vừa uống Trương Dương vừa đem vấn đề thu phạt của ban kế hoạch hóa gia đình ra nói, tiểu tử này biết Ngô Hoành Tiến làm trong ban tài chính xã nên trong lòng nảy ý đồ bất lương giữ hắn lại uống rượu nhằm moi chút ít tin tức. Không nghĩ tới Ngô Hoành Tiến vài chén rượu vào, ngà ngà sai cái gì cũng đem nói ra cả, những chuyện này ta cũng không biết, tất cả đều là do trưởng ban bảo làm sao thì ta làm như thế. Ba người ở đây nghe vậy đều sửng sốt, những lời này của Ngô Hoành Tiến khẳng định là ban tài chính nhất định có vấn đề, tên Lưu Kim Thành kia là lấy thùng úp voi a. À. Trương Dương thấp giọng hỏi, thế nhưng số tiền phạt đều là công khai, cuối cùng sẽ nộp lên trên, hắn làm sao có thể tùy ý làm một khoản chứ? Ngô Hoành Tiến ngây ngô cười, tiền phạt bên kế hoạch hóa gia đình dao động quá lớn, ban kế hoạch hóa các người ghi giấy phạt 3 vạn, người ta chỉ xuất ra nộp 2 vạn rưỡi, vì gần gần sắp xỉ cho nên cũng dễ làm thôi, sổ sách là chết, mình mới là sống mà, linh động một chút chả ai biết mà lo. Kể cả những khoản trên một vạn rưỡi cũng vậy cả, chỉ cần xã nhà không tìm những hương dân nọ thì làm gì có gì phiền toái chứ. sau nộp lên trên ngành chủ quản, thượng cấp cũng chỉ so khoản nộp với sổ sách, mà cùng lắm thì lại trích ra một khoản nho nhỏ để bôi trơn, làm gì còn ai nghĩ tới kiểm toán lại chứ. trong đó còn nhiều cái chuyện phức tạp lắm, không phải là ta dạy đời ngươi, nhưng trương chủ nhiệm à, làm việc cũng không nên quá cứng nhắc a, à. cứ coi như không biết gì, chẳng va chạm với ai vì tất đã là xấu muốn thu hồi quyền hạn phạt tiền không phải ngươi mới là người đầu tiên, trước đó từ chủ nhiệm cũng rất kiên quyết a, à, nhưng kết quả thì. Trương Dương nghe từ lời Ngô Hoành Tiền nói cũng đã nắm rõ được huyền cơ trong chuyện này, thậm chí dường như là Ngô Hoành Tiến còn ám chỉ gì đó cho hắn. Chẳng nhẽ chuyện tiền phạt của ban kế hoạch hóa gia đình với chuyện chủ nhiệm từ kim đế bị hành hung là có liên quan. Nhìn lại bộ dáng mặt đỏ tía tai bây giờ của Ngô Hoành Tiến thì dường như thực sự là rượu đang nói. Đỗ Phú Phong yên lặng uống một chén, đối với tình hình trong xã hắn cũng nghe phong thanh một chút, ngày hôm nay nghe Ngô Hoành Tiến nói vậy trong lòng lại càng suy nghĩ. Trương Dương cũng không tiếp tục hỏi thêm gì, chút tin tức đó cũng là thu hoạch kha khá rồi. Lúc này Tiểu Ngụy đứng dậy xin cáo từ, nhà đầu này đối với mấy chuyện đấu tranh chính trị này xem ra khá là cảnh giác a. À. Cô nàng cũng ý thức được chủ đề đang chuyển tới một số vấn đề nhạy cảm, lập tức cảm thấy nguy hiểm mà rút lui. Người không biết không có tội mà, cho nên tốt nhất là cứ không biết gì. Ngô Hoành Tiến chỉ động xin được tiến nàng về, Trương Dương cười nói, vậy thôi, chúng ta làm chén tống tiến nào. Nhìn bóng Ngô Hoành Tiến cùng Tiểu Ngụy khuất dạng rồi, Đỗ Vũ Phong cư nhiên nói, Ngô Hoành Tiến này không đơn giản a. À? Trương Dương ngồi trầm ngâm, Đỗ Vũ Phong tay cầm chén huyết hắn một cái, uống đã nào. Đừng quên ta xuất thân là cảnh sát a, à? hắn tuy miệng hàm hồ nói, bộ dạng trông như có vẻ say, thế nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Nói về giả bộ giả trang, cái khó nhất chính là ánh mắt. Trương Dương tỉ mỉ đánh giá lại, Ngô Hoành Tiến tối nay xuất hiện cũng không chắc đã là ngẫu nhiên, hắn nhất định có ý gì đó, lợi dụng bữa rượu tối, cố ý giả sai lộ ra một ít tin tức. Trương Dương chợt nhớ tới Quách Đạt Lượng, lẽ nào Quách Đạt Lượng ngầm kiểm tra tài chính xã đã phát giác ra vấn đề gì? Đỗ Phú Phong thấp giọng hỏi, huynh đệ, có đúng xã nhà xảy ra chuyện không? Trương Dương cũng không giấu hắn, gật đầu nói, sự tình tiểu học hồng kỳ, trên tỉnh đã muốn truy cứu, lần này ắt phải có người gánh trách nhiệm. Hào mắt Đỗ Vũ Phong sáng lên, lại uống xong một chén rồi mới nói, phòng cháy chữa cháy xã nhà vẫn do bên công an xã quản lý, đêm mà tiểu học Hồng Kỳ phát sinh cháy lại không có tên công an nào ở đó. Đêm đó Chu Lương Thuận còn ở tứ quý hương ngồi uống rượu nữa. Lập tức trên khóe miệng Trương Dương xuất hiện một nụ cười đầy thâm ý, trước giờ hắn vẫn cứ cho rằng Đỗ Vũ Phong chỉ là một hán tử lỗ mãng. Thế nhưng qua lần nói chuyện này, hắn buộc phải đánh giá lại con người này. Đỗ Vũ Phong này có một nhãn lực và năng lực phán đoán rất tốt, có thể cái vẻ lỗ mãng kia chỉ là hắn phương thức ngụy trang cho phù hợp với vẻ bề ngoài của hắn mà thôi. Có vẻ hắn cũng đang chờ cơ hội, cơ hội đến là lúc cấp cho đối thủ một kích chí mạng, nhất kích tất sát, tuyệt bất lưu tình. Đỗ Vũ Phong coi như đã trở thành hảo bằng hữu với Trương Dương, đương nhiên cũng chẳng cần giấu nhau chuyện gì nữa, hắn thấp giọng nhắc nhở, huynh đệ Chuyện thu phạt ban kế hoạch hóa gia đình cũng không nên quá chấp nhất, phương diện này liên quan đến rất nhiều mặt khác. Cũng giống như mấy hạng mục phạt tiền bên công an chúng ta, ví dụ như bắt đánh bạc là theo luật, nhưng chỉ là mặt ngoài thôi, đằng sau là dây dưa hết cả với những hương dân này rồi, song bạc tổ chức ra đương nhiên đều đã có bôi trơn rồi, chẳng những không bắt mà thậm chí còn đảm bảo trật tự an toàn cho ấy chứ. Tất cả mọi việc đều liên quan đến tiền đen hết, nhưng nếu nói là tham ô hối lộ thì bằng chứng đâu? hắn rút ra một điếu thuốc, châm lửa lên rít một hơi dài rồi lại nói tiếp, cả cái đồn công an từ trên xuống dưới có ai dám nhận là mình trong sạch, một chỗ xấu không có chứ. Chuyện thu phạt ban kế hoạch hóa ta không rõ lắm, thế nhưng không ít lần hiệp trợ bên đó, ta tin rằng chuyện này không hề đơn giản, mà liên quan đến rất nhiều người. Ngươi cũng không nên lôi chuyện này ra nữa, bằng không thì cuối cùng kẻ gặp không may mắn chắc lại là ngươi. Trương Dương có phần phiền muộn hỏi lại, vậy chứ để mặc cho kẻ khác chiếm phần tốt sao? bao nhiêu cái xấu thì lại lưng mình gánh. Đỗ Phú Phong nở nụ cười, hồ ái dân chuyện này đích xác là sơ suất, mưa không trải đều là do hắn không hiểu đạo lý nên mới ra thế này đây. Nói chung ngươi nhớ cho kỹ lời ta, ngươi có thể khiến cho một kẻ không ưa ngươi nhưng đừng để cho nhiều kẻ ghét ngươi. Nhớ kỹ đó, bằng không thì cả đời này ngươi chỉ có thể giống ta, nửa bước chẳng rời khỏi cái xã nghèo này. Ngươi cũng là người biết rõ đạo lý, sao đến bây giờ cũng vẫn chỉ là một phó công an xã. Đỗ Vũ Phong thở dài, tâm tình không khỏi trầm xuống, nhiều việc hắn vốn đã minh bạch từ sớm, thế nhưng lại không quản nổi cái tính nóng nảy của mình, đại khái người ta vẫn nói là làm chính trị không nên ngay thẳng quá a. À. Ngoài cửa bỗng vang lên một thanh âm, Đỗ Sở có ở đó không? Đỗ Vũ Phong đứng lên ra mở cửa phòng, đã thấy Tiểu Lâm một tiểu cảnh sát đang chạy tới, không khỏi nhíu mày hỏi, sao? Có chuyện gì? Tiểu Lâm gật gật đầu, hổn hển nói có vụ cướp. Đỗ Phú Phong chạy tới hiện trường thì đã là hơn 10 giờ tối, xa xa đã thấy chiếc xe Santana mới cóng của xã ở đó, trong lòng thầm kêu hỏng rồi, người bị cướp lần này chắc là đại biểu nhân dân xã chủ nhiệm Lâm Thành Bân, cùng xe đó còn có một gã là phó trưởng xã Vu Thu Linh và sáu gã là đại biểu nhân dân xã. Những người này là từ vài ngày trước đó đi Hoa Tây Thôn tham quan phỏng vấn gì đó tới hôm nay mới trở về xã, thật không nghĩ tới lại bị cướp ngay trên sơn đạo Thanh Thai Sơn. Lâm Thành Bân năm nay 56 tuổi cái tuổi sắp về hưu tới nơi rồi, người này đa mưu túc trí, tuy không có quyền cao chức trọng gì nhưng tại xã Hắc Sơn Tử cũng là có thâm niên công tác. Ngay cả bí thư đảng ủy xã Vương Bác Hùng đối với hắn cũng luôn tỏ ra tôn kính. Nhưng một vị cán bộ xã Đức Cao Vọng Trọng lại bị đánh cướp ngay trên địa bàn xã, thảm hơn chính là Lâm chủ nhiệm còn bị một tên đánh cho mấy quyền, hiên vẫn đang nằm rên rỉ chưa dậy nổi. Mấy tên đại biểu còn lại tuy rằng không bị đánh nhưng sắc mặt vẫn hết sức khó coi lúc đỗ vũ phong đi tới thì trưởng công an xã chu lương thuận cũng đã hỏi xong sự tình vừa phát sinh chuyện xảy là thế này lúc xe chạy đến một đoạn quành trên sơn đạo thì phát hiện có một nữ nhân nằm giữa đường mấy vị đại biểu đây đương nhiên là thấy người gặp nạn thì hăng hái mà làm việc tốt nào ngờ vừa xuống xe thì có hai tên cướp từ phía bên trong rừng cây chạy ra tay tên nào cũng khảm đau bóng loáng khiến cho các vị không rét mà run sau đó đương nhiên bọn chúng lột sạch những gì có thể lột được Căn cứ vào thống kê sơ lược thì tổn cộng bị cướp mất 2.523 đồng, trong đó 33 đồng là tiền công còn lại là tiền tư. Lần này đi tham quan đều là do tiền công quỹ chi ra cho nên mấy vị cũng may mắn tránh được một quả đau. Ngoài ra còn mất hai cái máy nhắn tin, năm cái đồng hồ đeo tay, và lớn nhất chính là phó trưởng xã vu mất một cái dây chuyền vàng. Bởi vì vừa mới trải qua một trận kinh hãi, mãi sau khi công an hỏi han xong thì mới bình tĩnh trở lại được. Ai cũng sót của, nhưng đau đớn nhất vẫn là phó trưởng xã vô thu linh trong lòng hắn đang vô cùng phiền muộn vì mất cái dây truyền vàng mà trong lòng phiền muộn thì con người ta rất dễ sinh ra bực tức lâm thành bân chỉ thẳng vào mặt chu lương thuận ta hỏi ngươi thế nào mà ngay trong xã lại có thể phát sinh ra đạo tặc thế này chị an như vậy à thân là trưởng công an xã ngươi tự thân có thấy xứng không chu lương thuận bị quát thẳng vào mặt trước mặt mọi người đương nhiên là cảm thấy bẽ mặt bất quá người mắng hắn là lâm thành bân thì cũng đành chịu Lâm chủ nhiệm, ta thừa nhận thiếu sót trong công tác, bất quá ngài yên tâm, ta sẽ tận lực cố gắng mau chóng phá án. Đỗ Vũ Phong không nhanh không chậm nói, ta xem những kẻ này chưa chắc đã là dân xã mình, xã Hắc Sơn tử chúng ta trước giờ tuy cũng có sơn tặc nhưng dù là vào lúc dân quốc cũng không cướp của người địa phương, đây gần như là luật bất thành văn rồi. Ta nghĩ có thể là từ tỉnh Bắc Nguyên lẻn vào. Lâm Thành Bân nghe Đỗ Vũ Phong nói thế cũng bình tâm trở lại một chút, thân đã làm việc rất nhiều năm rồi, Hắn cũng biết chuyện này nếu làm lớn lên thì cũng không tốt chút nào, nếu sự tình đoàn cán bộ xã đi công tác về lại bị Sơn Tặc đánh cướp truyền ra ngoài thì cũng đủ gây chấn động mạnh khắp huyện mà còn có thể lên với tỉnh nữa. Tìm không thấy đám Sơn Tặc này chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, dù sao hắn cũng chẳng để ý món tiền nhỏ này. Rút một điếu thuốc châm lên hút rồi thấp giọng nói, chuyện này xử lý cho gọn gàng, không nên để tạo thành khủng hoảng trong quần chúng. Chu Lương Thuận có chút mừng thầm gật gật đầu nói, lâm chủ nhiệm yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, bất quả ý kiến của các đồng chí khác. lâm thành bân liếc mắt nhìn qua mấy tên dân biểu cùng phó trưởng xã vu thu linh kia một cái, rồi quay lại nói chuyện này ngươi không cần phải lo. cũng may là con xe santana kia không có chút hư hại nào. lâm chủ nhiệm đi ra nói vài câu rồi sau đó lên xe rời đi. đỗ vũ phong cùng chu lương thuận đứng sóng vai mà nhìn chiếc xe chờ lâm chủ nhiệm rời đi sau đó ánh mắt quay lại liếc nhau nhưng không ai nói năng gì. Một lát sau có một viên cảnh sát khác đi tới báo cáo, chu sở, đỗ sở, xung quanh hiện trường vụ án không hề có ai gần đó chứng kiến cả, xem ra chỉ có thể để mai tới những hộ gia đình phụ cần đây để hỏi xem sao thôi. chu Lương thuận nhíu mày, vụ án này ta tự mình phụ trách. Vấn đề này có thể là bởi vì Đỗ Vũ Phong ở bên cạnh cho nên Chu Lương Thuận vẫn có chút kiêng nể khi nói năng điều gì đó. Bất quá do dự một hồi dỗi vẫn phải mở miệng nói, Vụ án này trước mắt còn nhiều điều nghi vấn, trước mắt bất luận ai cũng không được phép để lộ ra, tránh để tạo thành dư luận xấu trong xã. Đỗ Vũ Phong nghe Chu Lương Thuận nói thế trong lòng cũng minh bạch vụ này 89 phần là không thể giải quyết được. Mà quan trọng là nếu truyền ra ngoài sẽ thực sự không hay a, à, chuyện truyền tới tai người khác chắc sẽ nhanh chóng thành một chuyện cười lớn. Bảy nam nhân một nữ nhân cư nhiên lại không đối phó nổi với ba tên sơn tặc, đúng là mấy đại biểu nhân dân xã sức chói gà không chặt a. À. Đỗ Phú Phong tuy rằng đối với cách làm này của Chu Lương Thuận rất không vừa mắt, nhưng vẫn phải tỏ ra tôn trọng ý kiến của hắn, phải biết rằng Chu Lương Thuận này làm vậy không hẳn chỉ là ý kiến của hắn mà là đại biểu cho ý kiến của Lâm Thành Bân. Giả như nếu cố ý muốn đem vụ này làm cho rõ ràng thì nhất định là đắc tội với một số người a. À. Thế cho nên sự tình xảy ra đêm nay ở xã cũng không tạo thành sự kiện gì, nhưng lãnh đạo xã cũng biết chuyện xảy ra nên vẫn phải báo cáo với ban thường ủy. Quách Đạt Lương lãnh đạo tổ công tác đi cơ sở cũng phải tạm gác lại, nhưng việc này cũng chẳng khiến hắn lo lắng cho lắm. Hiện tại điều khiến hắn lo nhất chính là sự kiện tiểu học Hồng Kỳ. Từ lúc được Trương Dương nhắc nhở qua, hắn đã cố gắng làm nhiều việc để nhằm trốn tránh trách nhiệm. Hắn cũng tìm Vương Bác Hùng, uyển chuyển biểu lộ ra bất mãn với Hồ Ái Dân. Chỉ tiếc là Vương Bác Hùng vẫn không mảy may có chút thái độ gì, vẫn duy trì biểu tình như thường ngày, cười nhạt nói, gần đây ta khá là bận công tác chính trị sự tình tại xã ta không chú ý lắm. Quách Đạt Lương trong lòng tương đối phiền muộn, xem ra vương bác hùng này hẳn là định đem sự tình tiểu học hồng kỳ này đẩy đi, còn về phần ai sống ai chết lão không quan tâm đây. Thứ ba, cuộc họp thường ủy xã bắt đầu, tại phòng họp ủy ban xã, sự thính gồm có bí thư đảng ủy xã vương bác hùng, phó bí thư kiêm chủ tịch xã Hồ Ái Dân, phó chủ tịch xã kiêm đại biểu nhân dân toàn quốc Lâm Thành Bân, phó chủ tịch xã phụ trách văn hóa Lý Trấn Dân, Phó Chủ tịch xã kiêm trưởng công an xã Quách Đạt Lược, Phó Chủ tịch xã kiêm kỷ ủy bí thư Vu Thu Linh, chủ nhiệm văn phòng đảng ủy xã Cảnh Tú Quốc. Bảy ủy viên thường ủy ngồi trong phòng họp, chủ trì cuộc họp là Chủ tịch xã Hồ Ái Dân. Sau khi lưu loát đọc xong bài diễn văn mở đầu, hắn chuyển lại quyền nói cho Vương Bác Hùng. Tiếp theo, chúng ta xin mời bí thư đảng ủy Vương Bác Hùng lên cho biết nhận định về các sự kiện xảy ra gần đây trong xã. Đợi cho tiếng vỗ tay qua đi, Vương Bác Hùng hắng giọng một cái rồi bắt đầu nói, gần đây xã ta xuất hiện không những những vấn đề phức tạp, những vấn đề này mọi người đã nhiều lần thảo luận qua, tin tưởng mỗi người đều ít nhiều có chút suy nghĩ. Là một lãnh đạo trong đảng ủy xã ta cần phải nói vài câu thế này. Những vấn đề này có thể xảy ra đều là do sai sót trong công tác lãnh đạo, ta mong bản thân mỗi người chúng ta hãy xem xét lại xem trong công tác của mình có vấn đề gì không. Những lời nói này khiến cho bầu không khí trong phòng trở lên hết sức căng thẳng tâm tình quách đạt lượng thoáng rung lên, nguyên là hắn vốn tưởng rằng Vương Bác Hùng sẽ tránh không liên quan dính dáng tới mấy vụ lùm xùm này, không nghĩ rằng bây giờ Vương Bác Hùng lại bắt đầu sở đến sai sót. Đương nhiên những lời này ngoại trừ ý trên thì còn bao hàm luôn cả ý rũ bỏ trách nhiệm khỏi người, hắn nói là vấn đề của ủy ban xã chứ không phải của đảng ủy xã. Hồ Ái Dân nếu muốn đem chậu nước bẩn này hắt lên người hắn thì một cơ hội cũng không có a. À. Sắc mặt Hồ Ái Dân nhất thời thay đổi, Vương Bác Hùng với hắn trước giờ vẫn không hề ưa nhau, nhưng vẫn là chôn trong lòng, công khai đối mặt nhau vốn là rất ít. Nhưng biểu hiện cường thế ra mặt như ngày hôm nay của Vương Bác Hùng khiến cho hắn phải xem lại xem rốt cuộc vì cái gì mà tự dưng Vương Bác Hùng lại thay đổi thái độ như thế. Mà Vương Bác Hùng công khai khiêu chiến như thế thì Hồ Ái Dân hắn không thể không ứng chiến, bình thường ngươi là lãnh đạo tối cao trong xã nhà, hôm nay có chuyện thì lại đổ hết lên đầu ủy ban xã à, nói đến trách nhiệm thì ngươi mới là kẻ đầu tiên phải có trách nhiệm. Hồ Ái Dân vốn cũng là tay có nhiều thủ đoạn, mắt không có nhìn lại Vương Bác Hùng mà lại cứ nhìn Lâm Thành Bân ngồi đối diện khiến cho Lâm Thành Bân vô cùng khó chịu. "Con mẹ Vương Bác Hùng ngươi chứ, muốn chơi ta sao?" Hồ Ái Dân nói, sự tình xảy ra ở xã nhà, thân là lãnh đạo đương nhiên ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Có trách nhiệm xử lý và giải quyết các công việc mới là tố chất cơ bản nhất của một đảng viên Đảng Cộng sản." Biểu hiện rất đường hoàng mà nói, nhưng thực chất là đã ám chỉ Vương Bác Hùng Mấy người còn lại nghe được đều cảm thấy không khí đã trở lên hết sức dương cung bạt kiếm, xem ra một trận đấu giữa các kỳ thủ là không thể tránh khỏi rồi. Vương Bác hùng nói, đồng chí Ái Dân tính giác ngộ rất cao a. À. Chủ động nhận thức được sai lầm của bản thân như thế là rất tốt. Các đồng chí khác cũng nên học tập. Trong tâm Hồ Ái Dân thoáng chút giận, con mẹ ngươi chứ ta nhận lỗi bao giờ. Muốn chơi ta sao, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ trình đâu, Hồ Ái Dân nhàn nhạt cười, đúng vậy ta kiến nghị thừa dịp ta, chúng ta tiến hành phê bình kiểm điểm lại chính mình. Bắt đầu từ vương bí thư đi. Vương bác hùng trong tâm cười nhạt, hồ ái dân ngươi vẫn còn thiếu kiên nhẫn lắm, đấu cùng với ta sợ rằng trình ngươi chưa đủ đâu. Vẻ mặt hết sức thân ái cười nói, đề nghị của đồng chí ái dân thực sự rất tốt ra. Bắt đầu từ ta, tất cả mọi không nên cố kỵ gì, nếu cho rằng trong công tác ta có gì khiếm khuyết cứ thẳng thắn nói ra. Vương Bác Hùng vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh mọi người trong thường ủy. Ánh mắt hồ ái dân đánh sang phía Quách Đạt Lượng, hắn cho rằng Quách Đạt Lượng là đối tượng có nhiều khả năng bị Vương Bác Hùng đẩy ra chịu trách nhiệm về sự tình tiểu học hồng kỳ nhất. Về phần lý chấn dân hắn quản lý mảng văn hóa giáo dục chắc chắn cũng không thoát khỏi liên can, đều là người trong phạm vi hồ ái dân để ý. Người thứ nhất đứng ra nói quả nhiên là Quách Đạt Lượng, nhưng làm cho hắn chính là Quách Đạt Lượng không phải đứng ra để phê bình Vương Bác Hùng, mà là tự nhận khuyết điểm chính mình. Sự kiện gần đây nhất xảy ra là vụ cháy tiểu học Hồng Kỳ, thân là phó chủ tịch quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, ta là người phải có trách nhiệm lớn nhất. Hồ Ái Dân nghe thấy hắn nói vậy trong lòng không khỏi thất vọng, không khỏi cười thầm tiểu từ này đúng là ấu trĩ, thời điểm này lại còn lôi chuyện này ra giải thích thì đúng là hết sức ngu xuẩn. Nếu cấp trên muốn truy cứu trách nhiệm thì bọn họ chỉ quan tâm đến ai là người chịu trách nhiệm chứ quan tâm gì đến nguyên nhân. Quách Đạt Lượng nói, thế nhưng ta cũng có nhiều điều khó xử, xã nhà vốn không có tổ phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, chuyện này vốn ta đã xin phép thành lập nhiều lần cả vấn đề về trang bị công cụ phòng cháy chữa cháy nữa tất cả những vấn đề này ta đã báo cáo lên nhưng vẫn chưa được thượng cấp coi trọng tất cả mọi người đều nghe ra trong đó mục tiêu công kích chính là hồ ái dân hồ ái dân sửng sốt hắn lại cứ ngỡ rằng mình nghe nhầm nhưng mấy ánh mắt đang quay ra nhìn hắn là cho hắn biết rằng quách đạ lượng kia đang kéo hắn xuống nước vương bác hùng thoáng cười không giấu nổi đắc ý trong lòng nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ trang nghiêm thờ dài nói, chúng ta là lãnh đạo, tác phong quan liêu đúng là gây hậu quả rất nghiêm trọng. Phẫn nộ đã hiện hẳn ra trên mặt hồ ái dân, hắn nhìn quét đạt lượng, phó chủ tịch quách, sao ta không thấy trong báo cáo của ngươi có nói về vấn này nhỉ? Ánh mắt Quách đạt lượng cũng không chút kiêng nể nào nhìn hồ ái dân, ta đã kiến nghị toàn bộ trong văn bản báo cáo của mình. Về điểm này chủ nhiệm cảnh tú cúc có thể chứng minh cho ta cảnh tú cúc lúc này mới nói điểm này ta có thể làm chứng cho phó chủ tịch quách nàng nguyên là quản lý hồ sơ sổ sách trong xã nhưng lời này nói ra đương nhiên rất có uy tín hồ ái dân bắt đầu cảm thấy không ổn ngày hôm nay đúng là bất thường a à, quách đạt lượng ngày thường vẫn luôn bảo trì thái độ trung lập nhưng cũng có chút hơi hướng nghiêm về phía mình thế nào mà ngày hôm nay lại quay súng về phía mình mà nã cảnh tú cúc kia thì không cần phải nhắc tới nữ nhân này bình thường chính là có quan hệ không bình thường với Vương Bác Hùng. Vương Bác Hùng đánh phía nào, đương nhiên nàng ta theo phía đó rồi. Nguyên bản phê bình mình cùng liên hệ cùng truy cứu trách nhiệm sự tình tiểu học Hồng Kỳ, Hồ Ái Dân nghi ngờ rằng mục đích vừa Vương Bác Hùng không dừng lại ở chỗ này. Lý Trấn Dân cũng đứng lên, nói đến báo cáo, để thu kiến tiểu học Hồng Kỳ ta cũng không ít lần báo cáo lên trên. Cảnh chủ nhiệm hẳn là cũng biết. Cảnh tú cúc gật đầu không nói gì. Hướng gió đã đổi chiều, Hồ Ái dân cũng không vội phản kích. Con mẹ các ngươi chứ, thông đồng công kích ta a, bây cần phải tỉnh táo, tìm sơ hở của đối phương, một kích hạ gục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 20.